Hổ Tế, Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết. Tập 26. Không lâu sau, trong phòng tắm truyền đến tiếng tí tách. Dương Tiêu tập trung vào ván cờ tàn cuộc, phân tích cách bẻ khóa tàn cuộc này. Khoảng 20 phút sau, Bạch Du Tĩnh mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng bước ra khỏi phòng tắm. Dương Tiêu chú ý tới Bạch Du Tĩnh đã tắm xong, nhìn Bạch Du Tĩnh đã tắm xong, trước mắt Dương Tiêu hiện lên cảm giác kinh diễm. Bạch Du Tĩnh đã cởi bỏ lớp trang điểm, đứng tại chỗ duyên dáng mà yêu kiêu, lay động lòng người, mắt đi vẻ lạnh lùng, nhiều thêm cảm giác thiếu nữ. Bị Dương Tiêu nhìn chằm chằm, Bạch Du Tĩnh xấu hổ cúi đầu tỉnh xảo. Đây là lần đầu tiên trong đời cô ta xoát hiện táo bạo trước mặt người khác giới trong áo choàng tăm. Lúm đồng tiên trên má Bạch Du Tĩnh đỏ bừng, căn răng nói nhỏ, truy ệt. Chuyện đó, hay anh cũng đi tắm rửa đi, tôi. Tôi đợi anh trong khuê phòng. Đờ mờ, đợi mình trong khuê phòng. Nghe thấy lời của Bạch Du Tĩnh, đầu óc của Dương Tiêu gần như trở nên rồi loạn. Đây, Bạch Du Tĩnh này muốn làm gì? Chẳng lẽ đang ám chỉ mình chuyện gì hả? Bạch Du Tĩnh cũng nhận ra mình nói chưa đúng, cô ta vội vàng nói, vừa nãy đã lăn lộn lâu, anh cũng đổ mồ hôi, đi tắm rửa sẽ mát hơn. Mát, Dương Tiêu lại giật mình. Làm ơn đó chị gái à, đã vào thu rồi, cô qua loa có thể qua loa lấy lệ chuyên nghiệp một chút không? Cô Bạch, có một chuyện tôi phải nói trước mặt, tôi đã kết hôn rồi, Dương Tiêu này cũng là một người đàn ông có nguyên tắc. Cho dù cô nhắm vào tôi về phương diện đó, cũng mong cô kiềm chế có thể chứ. Tôi sợ Mộc Tuyết nhà tôi sẽ hiểu lầm. Dương Tiêu nói lời ngay thẳng. Vừa dứt lời, thân thể Bạch Du Tĩnh cứng đờ. Cô ta không thể tin được những lời không phải là người dễ ở chung. Vì vậy, chủ muôn thê nào thì khách sẽ thê đó, Bạch Du Tĩnh bảo mình đi tắm rửa, Dương Tiêu đương nhiên không biết nói gì. Khi vào phòng tắm, Dương Tiêu vô ý phát hiện Bạch Du Tĩnh đã thu dọn quần áo của mình, cô ta cũng chuẩn bị áo tắm cho mình. Áo tắm màu xám, có chút cổ xưa, trông như Bạch Nguyên Kiệt thường mặc. Không đến 10 phút, Dương Tiêu đã tắm rửa xong. Đối với đàn ông, việc tắm rửa thường không tinh tế tỉ mỉ như phụ nữ. Tuy nhiên, Dương Tiêu không mặc áo tắm nam mà Bạch Du Tĩnh đã chuẩn bị cho anh. Nếu mình mặc áo tắm bước vào khuê phòng của Bạch Du Tĩnh, truyền ra ngoài thì sẽ không thể tưởng tượng nổi. Cốc cốc cốc. Khi đến cửa phòng của Bạch Du Tĩnh, Dương Tiêu lịch sự gõ cửa, cô Bạch, theo yêu cầu của cô, tôi tắm rửa xong rồi. Ừ, mau vào đi, Bạch Du Tĩnh nhẹ nhàng nói. Mau vào đi. Chẳng biết tại sao, Dương Tiêu luôn cảm thấy hôm nay Bạch Du Tĩnh nói chuyện rất kỳ lạ. Về phần kỳ lạ ở đâu, Dương Tiêu cũng không nói ra được. Cẩn thận đây, cửa phòng của Bạch Du Tĩnh ra, mùi hương hoa nhài xộc thẳng vào mũi. Bước vào trong, Dương Tiêu sững sờ. Thay phòng của Bạch Du Tĩnh toàn một màu hồng, ga trải giường màu hồng, chăn bông màu hồng, thậm chí cả bàn làm việc và tủ quần áo cũng màu hồng. Đâu giống một vị chủ tịch lạnh lùng, rõ lì là một cô gái trẻ tuổi đầy sức sông. Lúc này, Bạch Du Tĩnh đang nhìn vào biểu đồ thị trường chứng khoán châu Âu của tập đoàn trang sức Bạch Thức trên bàn làm việc của cô ta. Dương Tiêu nói đùa, tôi nói cô Bạch này, tôi thật sự không nhìn ra, ân dâu dưới lớp lạnh lùng cô còn có một trái tim thiêu nữ. Có vấn đề gì à? Bạch Du Tĩnh quay đầu nhìn Dương Tiêu. Dương Tiêu lại nhìn những cách trí khác, đều ngăn nắp và trật tự, phòng không có một hạt bụi, đúng một người phụ nữ thích sạch sẽ. Nhìn thấy vẻ mặt vô cùng kinh ngạc của Dương Tiêu, Bạch Du Tĩnh cô nén xấu hổ, anh Dương, anh biết nhìn phòng con gái như thế này là một loại hành vi rất bất lịch sự không? Biết, Dương Tiêu nói thẳng. Gương mặt xinh đẹp của Bạch Du Tĩnh hiện lên vẻ giận dỗi nói, biết mà anh còn nhìn. Tôi chỉ tò mò không biết làm thế nào mà cô lại có thể là một cô gái có vẻ ngoài lạnh lùng mà tâm hồn lại là thiệu nữ. Dương Tiêu mỉm cười như khám phá ra một thế giới mới. Trong mắt Bạch Du Tĩnh thoáng qua vẻ đau buồn, không biết ông nội tôi đã nói với anh chưa, bà nội tôi gặp nạn mắt sớm, cách đây mấy năm bố mẹ tôi bị tai nạn xe đã qua đời, ký ức từ nhỏ, làm bạn cùng tôi trưởng thành chỉ có ông nội. Xin lỗi, tôi không hiểu những chuyện này, tôi mạo muội. Dương Tiêu nghe thấy vậy tỏ vẻ xin lỗi. Anh chỉ biết người vợ kết tóc với Bạch Nguyên Kiệt nhiều năm trước gặp nạn mất sớm, nhưng anh không biết bố mẹ ruột của Bạch Du Tĩnh đã mất sớm. Biết được điều này, Dương Tiêu phần nào hiểu được tại sao Bạch Du Tĩnh có tính cách lạnh lùng, thường cách xa người khác hàng nghìn dặm. Vào một hộp kim bạc trên bàn làm việc, đủ dùng không? Đủ rồi, Dương Tiêu nhìn lướt qua gật đầu. Trên thực tế,
bệnh ẩn trên eo của Bạch Du Tĩnh này thông thường chỉ cần một cây kim bạc là đủ. Trong trường hợp này, chủ yếu là ép máu bị tắc nghẽn ra khỏi cơ thể Bạch Du Tĩnh, sau đó sử dụng kỹ thuật đặc biệt để thiết lập lại các mạch máu bị xoắn trên eo Bạch Du Tĩnh. Khi các tế bào mới phát triển trở lại, vết thương trên eo Bạch Du Tĩnh có thể được chữa lành. Tuy nhiên, như đã biết, một khi mạch máu bị tắc nghẽn thì rất khó để làm sạch nó. Mặc dù trang thiết bị y tế hiện nay rất tân tiến nhưng rất nhiều căn bệnh nan y không thể chữa khỏi. Cũng giống như ung thư, tỷ lệ tử vong hàng năm trên toàn cầu vẫn gây sốc. Tưởng chừng như dễ đối phó nhưng đối với nhiều bác sĩ đẳng cấp thế giới lại cực kỳ khó. May mà Bạch Du Tĩnh gặp được Dương Tiêu, nếu không thì muốn chữa lành thì khó càng thêm khó. Bạch Du Tĩnh ngượng ngùng đáp, nhìn Dương Tiêu, nói đi, anh muốn tôi phối hợp với anh như thế nào? Phối hợp, đầu tiên, áo choàng tăm của cô có hơi không thích hợp. Dương Tiêu bình tĩnh nói. Cái gì, áo choàng tắm không thích hợp? Mặt Bạch Du Tĩnh đỏ bừng, anh có ý gì, cần phải kiểm tra toàn thân của tôi sao? Không, cô Bạch, cô hiểu lầm rồi. Ý tôi là cô đang mặc áo choàng tắm, tôi không thể dùng kim châm lên eo của cô được. Chắc hẳn cô biết kim bạc rất mỏng mà còn rất mềm. Ngay cả khi xuyên qua áo choàng tắm, sợ rằng cũng khó châm vào huyệt vị trên eo cô. Dương Tiêu nghiêm nghị nói. Bạch Du Tĩnh nghe vậy, cổ trắng như tuyết đỏ bừng, vừa nãy cô ta nghĩ Dương Tiêu muốn làm những hành vi bất chính với mình. Bạch Du Tĩnh nhìn Dương Tiêu, tôi biết rồi, anh quay đầu lại, không được phép nhìn. Dương Tiêu rất thành thật quay đầu lại. Không lâu sau, giọng nói ngượng ngùng của Bạch Du Tĩnh vang lên, được rồi, quay người lại đi. Khi Dương Tiêu quay đầu lại, anh không kìm được hít một hơi lạnh. Nhìn chăm chú, áo choàng tắm của Bạch Du Tĩnh đã biến mất, Bạch Du Tĩnh đã thay một bộ bikini quyến rũ. Đây là muốn làm gì? Đây là đang quyến rũ mình hả? Nhìn thấy ánh mắt hơi đờ đẫn của Dương Tiêu, gò má xinh đẹp của Bạch Du Tĩnh đỏ bừng lên. Từ trước đến nay, Bạch Du Tĩnh đều nghi ngờ Dương Tiêu giả vờ đứng đắn, ỷ lại vào tình yêu của mình với anh, lạt mềm buộc chặt với mình. Vừa rồi cô ta cố ý đặt áo choàng tắm vào phòng tắm để kiểm tra Dương Tiêu, nhưng không ngờ Dương Tiêu tắm rửa xong lại mặc lại bộ quần áo lúc trước. Giờ đây, khi thay một bikini, cô ta không tin Dương Tiêu sẽ không động lòng. Bạch Du Tĩnh luôn rất tự tin về dáng người của mình. Nhìn chằm chằm làn da trắng như ngọc của Bạch Du Tĩnh, ánh mắt Dương Tiêu hơi đờ đẫn nhanh chóng trở nên trong veo. Khi thực hiện nhiệm vụ, cảnh tượng hoành tráng gì mà anh chăng xem qua, nhưng Bạch Du Tĩnh lại đột ngột thay một bộ bikini hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Dương Tiêu. Thấy sao, tiện hơn nhiều phải không? Mặt Bạch Du Tĩnh đỏ bừng nói. Cô ta nhìn thẳng vào Dương Tiêu, như muốn nhìn thâu mọi tâm tư trong lòng của Dương Tiêu. Dương Tiêu đồng ý nói, rất tốt, như này rất thích hợp cho việc tôi châm kim mổ. Cái gì, rất tốt. Nghe thấy lời này, Bạch Du Tĩnh ngượng ngùng, quả nhiên tất cả đàn ông đều là những móng heo lớn. Nhìn thấy dáng vẻ bóng bẩy của mình, thật sự đã nói ra những lời như vậy. Ở khoảng xê cách gần, Bạch Du Tĩnh chỉ cảm thấy hơi thở gấp gáp, thế nhưng cô ta đang mặc bikini trước mặt người khác giới. Nói đi, anh muốn tôi phối hợp với anh như thế nào? Nằm sắp hay là đứng? Bạch Du Tĩnh vén pê dài trên trán. Nhìn thấy Bạch Du Tĩnh vén tóc dài, Dương Tiêu không kìm được nổi sóng gió trong lòng. Phải công nhận rằng Bạch Du Tĩnh thực sự rất đẹp, với những đường nét tinh tế, mặc bộ bikini quyến rũ thì e rằng không một người đàn ông nào trên thế giới này có thể cưỡng lại được. Tương tự như vậy, trong lòng Dương Tiêu không có cảm giác kỳ lạ thì chắc chắn đó là giả. Chỉ là, định lực của Dương Tiêu vượt xa người thường, anh tự nhiên có thể làm đến mức hờ hững. Tuy nhiên, Dương Tiêu cũng chưa nếm trải cảm giác cá nước thân mật, cảnh tượng trước mắt vẫn có tác động vào thị giác của Dương Tiêu. Anh đã từng nhìn thấy vô số cô gái quyến rũ, thậm chí có cả những người đẹp không hề e dè, nhưng điều đó không khiến Dương Tiêu cảm thấy kỳ lạ. Bởi vì anh không hề quen với những người phụ nữ quyến rũ kia, trong mắt anh chỉ là một đám đầu lâu trang điểm. Mà Bạch Du Tĩnh là người quen cũ, hơn nữa còn xinh đẹp động lòng quỷ, khiến cho Dương Tiêu chưa trải qua chuyện người lớn cũng có một chút gợn sóng trong lòng. Tuy rằng, trong lòng có gợn sóng, nhưng nội tâm Dương Tiêu cũng không cảm thấy có phần chấm mút. Dương Tiêu hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, cô Bạch, xin hãy chú ý lời nói của cô thế này làm cho tôi cảm giác như cô đang lái xe, nhưng tôi không có chứng cứ. Lái xe, chuyện người lớn nghi ngờ mình đang lái xe. Bạch Du Tĩnh nghe thấy thế càng ngại ngùng hơn. Đúng vậy,
Sở dĩ cô ta làm vậy là để kiểm tra xem Dương Tiêu có phải là chính nhân quân tử hay không. Từ thời cổ đại, người đẹp yêu anh hùng, Dương Tiêu đã khiến cô ta nảy sinh tình yêu. Cô ta cũng biết mình đang đùa với lửa, nếu một khi Dương Tiêu mất khống chế cảm xúc, mình sẽ không thể phản kháng nổi. Từ nhỏ Bạch Du Tĩnh đã không thích những trai trẻ non tơ trong làng giải trí, cô ta chỉ thích những đàn ông cứng rắn thực sự. Cô ta mong mỏi, người chồng trong tương lai của mình phải là rồng giữa dòng người, trưởng thành vững vàng. Mà thân phận thần chết của Dương Tiêu hoàn toàn bị lộ, điều này khiến trái tim của Bạch Du Tĩnh hoàn toàn lay động. Ngoài ra, Dương Tiêu đã một tay thúc đẩy sự hợp tác giữa tập đoàn trang sức Bạch Thức và gia tộc Robert, nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới, vực dậy nguy cơ ở châu Âu của tập đoàn trang sức Bạch Thức, đều khiến Bạch Du Tĩnh rung động. Chú ý lời nói, được rồi, anh Dương, tôi như này cũng được chứ. Bạch Du Tĩnh nở nụ cười bến lén quyền rũ, đột nhiên thực hiện một hành động đáng kinh ngạc. Khoảnh khắc tiếp theo, Bạch Du Tĩnh trực tiếp nằm trên chiếc giường lớn màu hồng, khoe trọn dáng vẻ kiêu hãnh của mình. PT. Nhìn thấy Bạch Du Tĩnh nằm trên giường, đôi chân ngọc trắng như tuyết lắc lư tinh nghịch, Dương Tiêu không kìm được hít một hơi lạnh. Đậu xanh rau má, cám dỗ như này ai mà chịu được. Nếu nằm trên giường là Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu sẽ không thể nén nỗi bồn chồn trong lòng lập tức nhảy lên. Đáng tiếc Dương Tiêu là một quý ông rất kỷ luật và nguyên tắc. Anh Dương, mau làm đi, cô gái này không đợi được nữa. Bạch Du Tĩnh căn răng nói. Dương Tiêu cười khổ, cô Bạch đừng nhúc nhích, tốc chiến tốc thắng đi. Không phải cô gái của mình, cho dù là khuynh quốc khuynh thành, trong, đầu Dương Tiêu cũng sẽ không có ý nghĩ sâu xa. Thậm chí, ngay tại thời điểm này, Bạch Du Tĩnh đã cho Dương Tiêu một loại ảo giác. Bạch Du Tĩnh bề ngoài lạnh lùng nhưng thực chất trong lòng cô ta rất rực la, nếu trước mặt Dương Tiêu là người phụ nữ có trí thông minh cao như Hoa Mộ Tranh thì sẽ không có gì phải ngạc nhiên, nhưng Bạch Du Tĩnh luôn cho anh cảm giác lạnh lùng, lại có một hành động kinh ngạc đến mức không thể ngờ tới. Tốc chiến tốc thắng. Chẳng lẽ ở phương diện đó Dương Tiêu là một người nhanh? Vậy thì tốc chiến tốc thắng. Bạch Du Tĩnh đã xấu hổ không chịu nổi. Dương Tiêu chớp mắt, tầm mắt hoàn toàn khôi phục lại trong sáng. Anh cầm ấy một cây kim châm vào thân thể ngạo nghề mềm mại của Bạch Du Tĩnh, mắt rồng nên lại mở ra, thăm dò vết thâm tím trên eo của Bạch Du Tĩnh. Hưu, trong giây tiếp theo, vẻ mặt Dương Tiêu ngưng trọng, một cây kim bạc châm xuống tại chỗ. UML Bạch Du Tĩnh bị đau không kìm được kêu lên một tiếng động lòng người. Khi kim bạc tiền vào trong da, dưới sự tập trung của Dương Tiêu một vệt máu đen tràn ra dọc theo kim bạc. Trong lúc bị đau, Bạch Du Tĩnh đã thâm ngạc nhiên. Mình đã làm ra những hành động như vậy, anh chàng Dương Tiêu này thế mà không hề rung động. Thành thật mà nói, nghe thấy tiếng ưng của Bạch Du Tĩnh, Dương Tiêu suýt bị nội thương. Trước đó trong công ty Bạch Du Tĩnh phát ra tiếng còn đổ, ít nhất cũng là xoa bóp qua quần áo. Bây giờ tình huống đã khác, Bạch Du Tĩnh thay một bộ bikini, phát ra âm thanh quyến rũ, điều này thực sự ảnh hưởng đến tâm trí của con người. May mắn Bạch Du Tĩnh đang đối mặt với mình. Nếu đổi là một người đàn ông khác trên thế giới này đã ăn sạch Bạch Du Tĩnh từ lâu rồi. Dương Tiêu không hề do dự rút kim bạc ra, cùng với sự trợ giúp của mắt rồng nên, lại nhanh chóng châm qua khu vực khác. UML Bạch Du Tĩnh bị đau lại kêu lên. Nghe thầy thề trong lòng Dương Tiêu nhộn nhạo, khó chịu như bị vô số con kiến bò trong lòng. Dương Tiêu dứt khoát đóng cơ quan thính giác theo đúng tâm pháp tôi cao của Long Môn. Kết quả là Dương Tiêu không nghe. Thấy tiếng kêu của Bạch Du Tĩnh nữa, hiệu quả làm việc của anh không ngừng cải thiện rất nhiều. Bạch Du Tĩnh nhận ra Dương Tiêu không bị quay dây nữa, cô ta không nhịn được quay đầu nhìn Dương Tiêu. Nhìn thấy đôi mắt của Dương Tiêu trong veo, vẻ mặt ngưng tụ đang châm kim cho cô ta. Cô ta không kìm được hoảng hốt, một người đàn ông nghiêm túc thực sự khiến người ta dễ động lòng. Máu đen tiếp tục tràn ra, cộng với tay nghề xoa bóp đặc biệt của Dương Tiêu, Bạch Du Tĩnh đang nằm trên giường không ngờ lại buồn ngủ. Trong lòng cô ta không khỏi nảy ra một tưởng táo bạo, chỉ bằng giả vờ ngủ. Vì thế Bạch Du Tĩnh giả vờ ngủ. Dương Tiêu nhanh chóng châm kim xong, anh thấp giọng nói, cô Bạch, coi như thoải mái rồi. Trong khoảng thời gian này đừng vận động mạnh, một tuần sau vết thương trên eo sẽ chính thức lành hẳn. Cất lời xong, Bạch Du Tĩnh không nói bất cứ điều gì. Cô Bạch, Dương Tiêu lại lên tiếng gọi. Tuy nhiên, Bạch Du Tĩnh vẫn không nói gì. Dương Tiêu ngạc nhiên nói. Thế mà đã ngủ quên. Nhìn chằm chằm làn da trắng nõn trước mặt, nhìn chằm chằm thân thể kiêu hãnh trước mặt, Dương Tiêu không kìm được nuốt nước bọt.
Một vẻ đẹp vô song đang bày ra trước mặt mình như thế này, nếu mình không làm gì đó, chẳng phải sẽ không bằng Câm Thú. Nghĩ đến đây, Dương Tiêu vươn tay về phía Bạch Xu Tĩnh, trong lòng không thể bình tĩnh được nữa. Cuối cùng cũng tới. Dương Tiêu chính nhân quân tử này. Quả nhiên là giả vờ, bây giờ ra tay với mình chẳng phải giống với những người đàn ông khác trên thế giới này sao? Hừ, đàn ông đúng là động vật suy nghĩ bằng nửa thần dưới. Nghĩ đến Dương Tiêu muốn chấm mút mình, trái tim Bạch Du Tĩnh căng thẳng đến mức suýt nhảy ra ngoài. Cô ta cũng chưa từng trải qua chuyện người lớn, những phương diện liên quan đến tình yêu nam nữ khiến trái tim cô ta rung động. Điều quan trọng nhất là đây vẫn còn là ban ngày, điều này thực sự xấu hổ. Tuy nhiên, ngay lúc Dương Tiêu định chạm vào Bạch Du Tĩnh, Dương Tiêu đã dứt khoát cầm chăn ga đắp lên cơ thể gợi cảm của Bạch Du Tĩnh. Ngủ nhanh như vậy, không phải heo đầy chứ, cũng không sợ bị cảm. Đắp chăn cho Bạch Du Tĩnh xong, Dương Tiêu lắm bẩm vài câu rồi không hề do dự xoay người rời biệt thự nhà họ Bạch. Cái gì, heo? Người đàn ông thẳng như thép này thế mà lại nói mình là heo. Lại còn đắp chăn cho mình xong rồi xoay người rời đi. Ôi trời ơi, nhìn xem, đây là chuyện con người nên làm hả? Bạch Du Tĩnh trợn to mắt, trong lòng nổi lên từng đợt sóng gió. Choáng váng, cô ta hoàn toàn choáng váng. Bạch Du Tĩnh không thể ngờ rằng bản thân mình đã làm ra hành động kinh ngạc như vậy, mà Dương Tiêu không hề cảm động chút nào. Giờ này phút này, những gì Dương Tiêu làm đã làm mới hoàn toàn tam quan của Bạch Du Tĩnh. Vốn cô ta tưởng Dương Tiêu đang lạt em buộc chặt với mình, nhưng lúc này cô ta mới nhận ra mình đã sai, hơn nữa còn cực kỳ sai. Cô ta cứ tưởng Dương Tiêu là móng heo lớn, chỉ là định lực tốt hơn người bình thường một chút, ai biết lòng của Dương Tiêu tựa như tảng đá, bất động như núi. Đồng thời, Bạch Du Tĩnh cũng cảm thấy thắt lưng của mình rõ ràng không còn đau nữa. Bia chữa bệnh, lại tràn đầy năng lượng tích cực, còn là chiến binh mạnh nhất trong lịch sử của Thiên Phủ Chi Quốc, kiêu người như Dương Tiêu này thật sự khiến người khác mê mẩn. Đường Mộc Tuyết, kiếp trước cô đã tích đức gì mà lại được một người đàn ông yêu ái như vậy? Bạch Du Tĩnh lẩm bẩm một mình. Ngay sau đó, trong mắt Bạch Du Tĩnh hiện lên vẻ quyết tâm, Dương Tiêu, tôi Bạch Du Tĩnh đời này nắm chắc anh rồi, bỏ cũng không bỏ được. Có thể được Bạch Du Tĩnh nhìn với ánh mắt như một người đàn ông nhiệt huyết, Dương Tiêu là người đầu tiên kinh điền. 1000 quân có dễ, nhưng tướng giỏi thì hiếm. Cũng như vậy, đàn ông có thể khiến Bạch Du Tĩnh ngưỡng mộ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô ta đã không còn là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, đàn ông như Dương Tiêu khiến cô ta động lòng như này quả thực rất hiếm. Ha, xem ra đã lâu không thực hiện nhiệm vụ, định lực của mình kém hơn nhiều rồi. Sau khi rời khỏi biệt thự nhà họ Bạch, Dương Tiêu tự giễu. Trước đây, suốt ngày rong ruổi bên bờ vực sinh tử, bất cứ người phụ nữ nào có nhan sắc xinh đẹp cũng sẽ không làm trái tim Dương Tiêu nhộn nhạo. Vừa nãy chữa bệnh cho Bạch Du Tĩnh, hiển nhiên anh đã hơi lơ đễnh. Lúc này, Dương Tiêu đang lái xe dâng lên cảm giác áy náy sâu với Đường Mộc Tuyết, anh không biết mình thế này là không có lỗi với Đường Mộc Tuyết. Dương Tiêu là một người trung trinh, năm đó trung thành với quốc gia. Đối mặt với đãi ngộ cao siêu của bá vương trên thế giới, Dương Tiêu trực tiếp từ chối nhận. Đối với gia đình, anh một mực trung thành với tình yêu, anh không thể làm gì có lỗi với Đường Mộc Tuyết. Trong khoảng thời gian này chờ ngày nào Mộc Tuyết không mệt mỏi, đã đến lúc nên động phòng, nhịn thể này thật khó chịu. Bận Tiêu cười khô. Anh và Đường Mộc Tuyết đã hoạn hỉ mấy lần, nhưng tiếc là mỗi lần đến lúc quan trọng lại xảy ra những vấn đề thế này hoặc thế kia. Quần đã cởi xong. Sau đó không có sau đó nữa. Đúng lúc này, anh nhận được một cuộc gọi, người gọi là Lam Vi Vi. Người phụ nữ bạo lực này gọi cho mình làm gì? Dương Tiêu ngạc nhiên. Dù gì thì Lam Vi Vi cũng là bạn thân nhất của Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu do dự một lúc rồi cuối cùng chọn ấn nghe. Dương Tiêu, tôi muốn. Dương Tiêu, tôi muốn. Vừa nhấn nút trả lời, giọng nói hơi xấu hổ của Lam Vi Vi phát ra từ đầu đó. Dương Tiêu như bị sét đánh. Trợn mắt há mồm, đậu mái cô. Không phải cô cũng nhớ tôi đây chứ? Cảnh tượng kiểu này rất quen. Nhớ anh, Dương Tiêu, bà đây nhớ anh. Đầu anh bị kích thích à? Sao tôi có thể nhớ anh được? Lam Vi Vi nghe vậy nổi cơn tam bành. Khóe miệng Dương Tiêu giật giật, không nhớ tôi. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Anh sao vậy, Dương Tiêu, không phải anh có lỗi với Mộc Tuy Ết nhà tôi đây chứ? Tôi nói cho anh biết, Mộc Ti Ti đang ở ngay bên cạnh tôi. Cẩn thận về nhà sẽ bị quỷ vỏ sâu riêng. Lam Vi Vi hậm hực nói. Dương Tiêu kinh ngạc, Mộc Tuyết ở ngay bên cạnh cô.
Sao hai người lại ở cùng nhau? Mục Tuyết, cậu nói chuyện với anh ta đi, tên này lại dám nói mình nhớ anh ta, thật quá đáng. Lam Vi Vi tức giận nói. Đường Mục Tuyết trả lời điện thoại, nhẹ nhàng nói, Dương Tiêu, anh ở đâu? Anh đang lái xe, Mục Tuyết, có chuyện gì à? Dương Tiêu tò mò hỏi. Đường Mục Tuyết trả lời, chẳng phải lần trước võ sĩ Taekwondo Hàn Quốc cổ đến phòng tập võ của Vi Vi đập phá sao? Anh đã giúp Vi Vi, hôm nay ế Vi nhất quyết mời chúng ta ăn cơm. Bây giờ bọn em đang ở nhà hàng xét đồ Nhật, anh qua đây đi. Sakura đồ Nhật, ừ, anh sẽ qua ngay. Dương Tiêu không từ chối. Bây giờ đã gần trưa, Dương Tiêu chỉ cảm thấy bụng đói kêu vang, đã đến giờ ăn rồi. Định hướng, Dương Tiêu đến một nhà hàng Nhật Bản được trang trí vô cùng sang trọng. Sakura đồ Nhật, Dương Tiêu đã nghe nói đến, nghe nói là do một người. Nhật chân chính mở, đầu bếp bên trong đều là người Nhật, chủ quán có vẻ rất giàu có. Sakura đồ Nhật Bản được chia thành 4 tầng. Để gửi lời cảm ơn chân thành đến Dương Tiêu, Lam Vi Vi đã đặc biệt đặt một phòng riêng trên tầng 4. Mở cửa phòng, Đường Mộc Tuyết và Lam Vi Vi đã gọi chút đô. Thầy Dương Tiêu đến, Lam Vi Vi đưa thực đơn cho Dương Tiêu, tôi và Mộc Tuyết đã gọi món rồi, anh xem anh còn muốn ăn gì. Ngồi đây đi, Đường Mộc Tuyết kéo ghê cho Dương Tiêu, sau đó rót cho Dương Tiêu một tách trà lúa mạch đích thực. Dương Tiêu cười dịu dàng nhìn Đường Mộc Tuyết, cảm ơn Mộc Tuyết. Đường Mộc Tuyết đỏ mặt, ánh mắt dịu dàng nhìn Dương Tiêu. E hèm, chú ý xung quanh cái coi, ở đây còn có người. Lam Vi Vi nhìn, đặc biệt ho khan một tiếng. Dương Tiêu thấy lạ nhìn Lam Vi Vi, chẳng phải lúc trước cô nói tôi xúc phạm cô. Chuyện lần trước trong phòng tập võ đã thanh toán xong. Sao lại nghĩ tới mời khách thế? Không chỉ chuyện phòng tập võ, mà còn cả trong đại hội võ thuật Trung Nguyên nữa. Vốn dĩ tôi muốn anh tham gia hiệp hội võ thuật, ai mà biết được điều đó đã khiến anh gặp rắc rối, tôi đây cảm thấy. Có lỗi, trên mặt Lam Vi Vi hiện lên vẻ xin lỗi. Dương Tiêu dở khóc dở cười, hai mây chuyện đó đều là chuyện nhỏ. Cọt kẹt tổ đột nhiên, cửa phòng bao kiểu Nhật bị kéo nặng nề, hai thanh niên say rượu bước vào. Onokun, uống, uống tiếp, đây là một ly. Hiếm có, hôm nay chúng ta phải uống hết sức. Một thanh niên bá vai bá cô một thanh niên khác nói. Thanh niên kia nhìn thấy Đường Mộc Tuyết và Lam Vi Vi, ánh mắt đột nhiên sáng lên, Miyamofo, mau nhìn, người đẹp, hai người đẹp cực phẩm. Người đẹp. Thanh niên tên Miyamoto uống 1/3 ly rượu ngay tại chỗ. Anh ta chăm chú liếc nhìn, nhìn chăm chằm khuôn mặt, khuynh thành của Đường Mộc Tuyết và Lam Vi Vi, tiếng lái xe gần như rơi xuống. Thanh niên Ono hào hứng nói, Miyamoto-kun, đây là lần đầu tiên tôi thấy phụ nữ xinh đẹp như vậy. Tôi muốn làm chuyện xấu hổ với họ, tôi, muốn hung hăng làm chuyện xấu hổ với họ. Xấu hổ, yôn khuôn mặt thanh niên Miyamoto đầy thô tục. Ngay sau đó, thanh niên Miyamoto vinh váo hung hăng chỉ vào Dương Tiêu, anh đó, cút ra ngoài, hai người đẹp ở lại. Cút ra ngoài, nhãi danh, chẳng phải uống chút nước tiêu ngựa thôi sao? Nhìn chằm chằm thanh niên người Nhật trước mặt, sắc mặt Dương Tiêu lạnh lùng. Cái gì, uống chút nước tiểu ngựa? Nghe thấy lời này, thanh niên Miyamoto nổi trận lôi đình. Anh ta nhìn chằm chằm Dương Tiêu tức giận nói, khốn nạn. Xin lỗi tôi ngay, sau đó biến mất khỏi mắt tôi. Nếu không, anh sẽ chết, chết chắc. Thanh niên Miyamoto vô cùng tức giận, rõ ràng việc Dương Tiêu sỉ nhục anh ta uống nước tiêu ngựa chính là sự bất kính lớn nhất đối với anh ta. Ono nhìn Đường Mộc Tuyết và Lam Vi Vi liếm lưỡi, anh ta hèn mọn nói, Miyamoto-kun, mau bảo tên này ra ngoài, tôi đã không nhịn được rồi. Thằng khốn, mày không nghe thầy. Ono-kun nói hả, cút ngay, hai người đẹp ở lại. Miyamoto giận dữ mắng. Đường Mộc Tuyết và Lam Vi Vi lần lượt bị sốc, họ không hề ngờ tới trong bữa ăn lại có thể xảy ra chuyện như thế này. Đặc biệt là sự khinh nhờn mặt hai người họ khiến Đường Mộc Tuyết và Lam Vi Vi rất lạnh lẽo. Lần này, Dương Tiêu còn chưa kịp lên tiếng, Lam Vi Vi thân là chủ nhà tức giận nói, hai tên không có mắt các người mau cút khỏi đây ngay cho tôi. Nếu không, bà đây không ngại đánh cho hai người một trận. Cái gì, đánh, trái ớt nhỏ, tôi thích. Nghe vậy. Thanh niên Ono rất hưng phán. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Như thể nếu người phụ nữ trước mặt anh ta không phản kháng, thì chẳng khác nào chơi với xác không hồn. Nói xong, Ono nói với Miyamoto, Miyamoto-kun, trái ớt nhỏ này thuộc về tôi, người kia thuộc về NHTL. Người này thuộc về tôi,
Tốt, tốt lắm, nhìn thấy Đường Mộc Tuyết đẹp hơn Lam Vĩ Vi, Miyamoto nuốt nước miếng. Nhìn thấy Miyamoto này dám có ý đồ với Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu lạnh lùng nói, hai người các người, mau xin lỗi Mộc Tuyết nhà tôi và cô Lam ngay, nếu không xin lỗi, hai người đã định phải trả giá cho sự ngu ngốc của mình. Tức giận, Dương Tiêu cực kỳ tức giận. Dám khinh nhờn Đường Mộc Tuyết trước mặt anh, hai tên này đúng là ăn gan hùm mật gâu. Hơn nữa, Dương Tiêu vẫn luôn không có tí ấn tượng tốt nào với người Nhật. Năm đó khi chấp hành nhiệm vụ, có không ít linh hồn người Nhật chết dưới tay anh. Trả giá cho sự ngu ngốc, má nói tên đâu heo đáng chết kia, nếu không phải hôm nay Onokun có mặt ở đây, thì hôm nay Miyamoto này sẽ không dễ dàng tha cho anh đâu. Thanh niên Miyamoto Eiichiro giận dữ nói. Cái gì, Miyamoto Eiichiro? Vừa rút lời, Đường Mộc Tuyết và Lam Vi Vi đều bị sốc. Mộc Tuyết, có chuyện gì vậy? Dương Tiêu ngạc nhiên hỏi. Vẻ mặt Đường Mộc Tuyết trông rất sâu nói, Miyamoto Eiichiro là con trai ruột của Miyamoto Masao, Miyamoto. Masao là công ty nước ngoài lớn Nhật ở Trung Nguyên. Ồ còn có chuyện như vậy? Dương Tiêu rất kinh ngạc. Về gia tộc Miyamoto, trước đây Dương Tiêu đã từng tìm hiểu. Gia tộc Miyamoto, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mạnh nhất ở thành phố Trung Nguyên, nghe nói có vốn gần 30 tỷ, thực lực toàn diện không thua gì tứ đại gia tộc ở Trung Nguyên. Hơn nữa, gia tộc nhà họ Cung là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, được sự hỗ trợ đắc lực của tỉnh. Rốt cuộc, nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có lợi lớn ở trong nước, đặc biệt là các doanh nghiệp nước ngoài tài trợ trong nội địa. Nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được đặt tại các khu vực ven biên, bởi vì nền kinh tế ở đó rất phát triển, và rõ ràng là có rất ít doanh nghiệp có vốn nước ngoài chọn phát triển trong đất liền. Vì vậy, gia tộc Watanabe đã mang theo một số tiền rất lớn phát triển ở Trung Nguyên, và phúc lợi đương nhiên tốt hơn so với vùng ven biến. Có tin đồn rằng gia tộc Miyamoto có nguồn gốc từ một trong ba nhà tài phiệt lớn ở phương Đông. Nghe thấy lời của Đường Mộc Tuyết, Miyamoto Eiichiro kích động nói, đúng vậy, tôi là cậu chủ trẻ tuổi nhà. Watanabe, người đẹp, còn không mau lao vào vòng tay của tôi. Nếu hôm nay phục vụ tôi thoải mái, tôi sẽ vung tay cho cô 5 triệu tệ, xe sang và nhà lâu đều có cả, đủ để cô phần đầu cả đời. Anh ta còn không biết bây giờ Đường Mộc Tuyết đã là chủ tịch tập đoàn Tuyết Tiêu, nên mới dám nói khoác không biết ngượng. 5 triệu tệ, a phiêu 5 triệu tệ không đáng nhắc tới trước mặt Mộc Tuyết nhà tôi. Lam Vi Vi khinh thường nói. Đường Mộc Tuyết nhíu mày, hãy chú ý lời nói của NHL. Nhìn thấy Miyamoto Eiichiro tỏ vẻ như được anh ta nhìn chúng là vinh hạnh lớn, Đường Mộc Tuyết thực sự chán ghét. Sao hả, 5 triệu tệ vẫn chưa đủ. Không sao. Chỉ cần hai người đẹp làm tôi và Onokun sảng khoái. 5 triệu tệ không đủ thì 50 triệu tệ, 50 triệu tệ không đủ thì tôi sẽ cho cô 500 triệu tệ, 500 triệu tệ, đủ rồi chứ. Miyamoto Eiichiro tỏ vẻ mê đắm. Tục ngữ nói, chết dưới hoa mẫu đơn, trở thành quỷ cũng phong lưu. Đường Mộc Tuyết đẹp như vậy, còn Lam Vi Vi cũng không tệ, loại phụ nữ cực phẩm này chơi sẽ vui vẻ, tiêu thêm tiền cũng không ảnh hưởng đến tổng thể. Dương Tiêu không chịu được nữa, hừ, 500 triệu tệ, cho dù là 5 tỷ tệ, anh cũng không có tư cách xách giày cho Mộc Tuyết nhà tôi. Long Môn có vô số của cải và gần như kiểm soát huyết mạch của nền kinh tế toàn cầu, trong mắt Dương Tiêu 500 triệu tệ không đáng giá. Khốn nạn, ở chỗ này tên đầu heo nhà anh có tư cách nói chuyện hả? Miyamoto Eiichiro tức giận mắng. Thanh niên Ono không thể kiềm chế được sự bôn chôn trong lòng, mặt đỏ bừng nói, Miyamoto-kun. Tên đầu heo này đã không biết sống chết, hai chúng ta hãy nhanh chóng ném nó ra ngoài, lát nữa còn có thể chơi vui vẻ với hai người đẹp trước mặt này. Ha 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 ha, tốt tốt tốt, Onokun, nghe theo anh hết, Miyamoto cười thoải mái. Ngay sau đó, ánh mắt anh ta tàn nhẫn khóa chặt vào Dương Tiêu, Onokun, xử lý tên đầu heo này. Xử lý anh ta, thanh niên Ono cười âm hiểm, giơ tay đánh Dương Tiêu. Sắc mặt Đường Mộc Tuyết thay đổi, Dương Tiêu cẩn thận. Hai tên các người không biết sống chết, dám xông vào chỗ của bà cô này, muốn chết đúng không? Lam Vi Vi nổi trận lôi đình. Hôm nay là ngày quan trọng cô tiếp đãi Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết, nhưng lại bị hai người Nhật này chen ngang. Ở khoảng cách gần như vậy, Lam Vi Vi muốn ngăn lại, nhưng đã không kịp. Ánh mắt Dương Tiêu lạnh nhạt nói, không biết mùi đời. Dám đánh anh, thật sự là làm chuyện tày trời trước mặt quan công. Phút phút, mắt Dương Tiêu lóe lên sự lạnh lùng.
túm hai chiếc đũa trên bàn đánh bật ra. Vèo vèo, hai chiếc đũa bật tung đánh trúng tay. Thanh niên Ono, anh ta chỉ cảm thấy tay phải bị máy nghiền bột nghiền nát, xương gân như nứt ra. Dám làm Ono-kun bị thương, tìm chết. Miyamoto Eiichiro vội lao lên. Dương Tiêu cười lạnh, đá vào ghế đối diện, băng ghế bùng nổ rông như mũi tên, đập mạnh vào đầu gối của Miyamoto Eiichiro. Một tiếng âm vang, Miyamoto Eiichiro bị đau ngã như chó ăn cứt. Thanh niên Ono kinh hoàng, Miyamoto-kun, tên đầu heo này là người luyện võ. Má nó, Miyamoto Eiichiro chật vật bò lên khỏi mặt đất. Anh ta quay người nhanh chóng rời đi, chưa tới 20 giây trên tay cầm thêm một thanh kiếm samurai nhìn Dương Tiêu. Anh ta cười dữ tợn, tên heo kia, người đẹp mềm mại này là vợ của anh đúng không? Đợi lát nữa tôi sẽ chém anh thương tích đầy mình, chơi đùa với người đẹp này trước mặt NHL. Có giỏi thì anh nói lại lần nữa, vẻ mặt Dương Tiêu chọt lạnh. Một cảm giác u ám bao trùm xung quanh, dường như cả không khí cũng tức giận theo Dương Tiêu. Chạm phải vảy ngược. Dám khinh nhòn Đường Mộc Tuyết trước mặt anh, điều này khiến Dương Tiêu vô cùng tức giận. Miyamoto Eiichiro lại cười giữ tọn, bổn thiêu tộc trưởng nói lát nữa sẽ chém anh thương tích đầy mình, sau đó sẽ chơi trò sâu hỗ với vợ anh trước mặt anh, ha 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 hêu. Vẻ on. Vừa rút lời, Miyamoto Eiichiro kêu lên một tiếng kỳ lạ câm thanh kiếm samurai lao về phía Dương Tiêu. Chơi trò xấu hổ trước mặt tôi. Tết. Rất tốt. Vẻ mặt Dương Tiêu lạnh lẽo. Nhìn chằm chằm Miyamoto Eiichiro ánh mắt lạnh lùng bùng nổ, thân hình như quỷ công kích mãnh liệt. Hey yeah, nhìn thấy Dương Tiêu dám xông về phía mình, Miyamoto Eiichiro kích động như được tiêm máu gà. Anh ta đã học Bushido từ thuở nhỏ, kỹ năng của anh ta có thể so sánh với cao thủ võ thuật hạng nhát. Phút, thanh kiếm samurai lao lên không trung, mạnh mẽ rơi xuống ông ngực của Dương Tiêu. Không biết mùi đời, đáy mắt Dương Tiêu xẹt qua ánh sáng lạnh lẽo. Miyamoto Eiichiro nhanh, nhưng Dương Tiêu còn nhanh hơn anh ta. Tụ lại thành một nắm đấm của Dương Tiêu như sao băng rơi nặng nề về phía miệng của Miyamoto Eiichiro. Bóp! Trước khi thanh kiếm samurai đâm vào ngực Dương Tiêu, nắm đấm của Dương Tiêu đã rơi xuống như thương long lao ra biển. Vẻ on! Một cú đấm nặng nề giống như búa nặng giáng xuống răng cửa của Miyamoto Eiichiro, Miyamoto Eiichiro nào phối đối thủ của Dương Tiêu. Cả người giống như đạn đại bác bị Dương Tiêu đánh bay. Người bay lên không trung, nước miệng của Miyamoto Eiichiro văng tung tóe, cả hai cái răng cửa cũng văng ra ngoài. Vãi à, Lam Vi Vi trợn mắt, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Đường Mộc Tuyết cũng trợn mắt há hộc mồm, cô biết Dương Tiêu rất điêu luyện, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Ầm một tiếng, Miyamoto Eiichiro nặng nề ngã xuống đất, cả thanh kiếm samurai trên tay cũng rơi xuống. Đậu phộng. Ngay sau đó, Miyamoto Eiichiro hét thảm thiết như heo bị giết, bên trong miệng dính đầy máu. Trong nháy, mắt lúc nãy, Miyamoto Eiichiro chỉ cảm thấy như bị đã thú tấn công, cảm giác đau đớn khiến tâm hồn anh ta run lên. Má ơi! Nhìn thấy Miyamoto Eiichiro bị Dương Tiêu đánh bại trong nháy mặt, thanh niên Ono sững sờ mất suýt rơi ra ngoài. Anh ta biết Miyamoto Eiichiro có kỹ năng rất giỏi. Nhưng không ngờ anh ta lại yếu ớt không chịu nổi một đòn trước người Trung Hoa này. Dương Tiêu nhìn chăm chăm Miyamoto Eiichiro, lạnh lùng nói, danh con người Nhật miệng toàn phân, đập nát răng của anh biểu thị trừng phạt, còn không mau xin lỗi Mộc Tuyết và cô Lamo. Nếu không phải không muốn bạo lực quá đâm máu trước mặt Đường Mộc Tuyết, dựa vào lời nói bỉ ổi của Miyamoto Eiichiro, một chiêu của Dương Tiêu cũng đủ giết chết anh ta. Thằng khốn răng lộ. Miyamoto Eiichiro phản ứng lại thở hổn hển đứng dậy từ trên mặt đất, anh ta nhặt bú, samurai lên, tức giận nhìn chằm chằm Dương Tiêu. Là cậu chủ trẻ tuổi của gia tộc Miyamoto, anh ta ngang ngược ở Trung Nguyên nhiều năm như vậy nhưng chưa bao giờ bị người khác nhắm tới như thế. Đặc biệt là Dương Tiêu đã làm bẽ mặt anh ta trước mặt thanh niên Ono, Miyamoto Eiichiro rất muốn chém Dương Tiêu làm đôi. Xin lỗi, Dương Tiêu trầm giọng nói. Miyamoto Eiichiro ôm hận gầm lên, thằng khốn kia, chúc mừng anh, tên heo chai nờ nhà anh đã hoàn toàn khơi dậy lửa giận của tôi. Chờ lát nữa tôi không chỉ chém anh một nhát, không, chỉ làm nhục vợ anh, mà còn để vô số đàn ông Nhật bọn tôi chà đạp cô ta 100 lần. Cái gì, chà đạp Đường Mộc Tuyết 100 lần? Lửa giận sôi trào, ý định giết người kinh hoàng. Trong phút chốc, phải ngược bị sờ, trên người Dương Tiêu toát ra một luồng hơi lạnh quét qua toàn bộ nhà hàng Sakura đồ Nhật.
anh đang tìm chết, vẻ mặt Dương Tiêu ảm đạm như bão tuyết tháng 2. Miyamoto Chiro nhìn Đường Mộc Tử ết cười tà ác, đúng vậy, tôi muốn trả đạp vợ của anh 100 lần, 100 lần. Anh, bị người ta tùy ý nhục nhã, thân thể mềm mại của Đường Mộc Tuyết run lên. A phi, không biết xấu hổ, Lam Vi Vi tức giận. Vẻ mặt Dương Tiêu vô cùng ảm đạm gật đầu, tốt. Rất tốt, muốn chết, tôi thỏa mãn anh. Chê, xin lỗi, nhưng người chết là tên heo chai nờ nhà anh, hey yo. Miyamoto Ichiro gảm lên như biên thành hồ lần nữa lao về phía Dương Tiêu. Ngay sau đó, cảnh tượng khiến Miyamoto Ichiro hồi hận cả đời đã ra đời. Ánh mắt Dương Tiêu sáng như ngọn đuốc nhìn chằm chằm Miyamoto Ichiro, linh hồn hung ác bạo phát từ cơ thể anh như núi lửa phun trào. Dám khinh nhờn Mộc Tuyết, chúc mừng anh, thành công đoạt giải. Vùi bóng dáng Dương Tiêu đang đứng tại chỗ tiên gia như kiếm sắc bén. Hey ya, Miyamoto Ichiro dùng hết sức mạnh của mình, nắm chặt thanh samurai, chém một cách quyết liệt. Thanh niên Ono gầm lên như bị kích thích, Miyamoto-kun, giết chết anh ta đi, cho con heo China này biết đàn ông nước Nhật chúng ta giỏi đến mức nào. Tuy nhiên, thân thể của Dương Tiêu mạnh như sấm sét, nhanh đến mức gần như không thể nhìn bằng mắt thường. Trong khoảnh khắc tiếp theo, trước khi Miyamoto Ichiro nhìn thấy bóng của Dương Tiêu đã giáng đòn xuống như chiến thần vô song. Với một cú đá nhanh, cơ thể Miyamoto Ichiro mắt trọng tâm như đạn đại bác, rơi dữ dội về phía bức tường kính của nhà hàng Sakura đồ Nhật. Sau đó, xung quanh vang lên tiếng kính vỡ cực kỳ âm vang. Dưới ánh mắt của mọi người, thân thể Miyamoto Ichiro đập vỡ toàn bộ bức tường kính, cả người ngã xuống lầu như diều đứt dây. Miyamoto Ichiro kinh hãi kêu lên, trong lòng anh ta cảm thấy hồi hận vô hạn, từng đáng tiếc mọi thứ đều không thể cứu vấn được. Bịch một âm thanh nặng nề vang lên, cơ thể của Miyamoto Ichiro nhanh chóng ngã xuống đất. Cơ thể rơi xuống từ tầng bồn, và một cảm giác ngứa ran mạnh mẽ nhanh chóng lan truyền khắp cơ thể Miyamoto Ichiro, cảm giác khó tả gần như khiến anh ta ngạt thở. Chuyện này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ôi mẹ ơi, chết người rồi, xảy ra mạng người rồi. Nhìn thấy Miyamoto Ichiro ngã trên mặt đất, rất đông người đi ngang qua bên ngoài nhà hàng Sakura đô Nhật hô lên. Giờ này phút này, Miyamoto Ichiro rơi xuống ở trước công nhà hàng Sakura đô Nhật. Khi Dương Tiêu đá vào ngực anh ta, Miyamoto Ichiro cảm thấy như thể mình bị một chiếc xe tải lớn đâm vào, xương sườn trên ngực anh ta bị gãy. Ngã từ tầng 4 xuống, lưng anh ta gần như bể bết máu. Dỉ máu. Không lâu sau, khóe miệng Miyamoto Ichiro ngai ngái, máu theo khóe miệng tràn ra. Cùng lúc đó, sau lưng Miyamoto Ichiro dần dần bị máu nhuộm đỏ. Cậu chủ, đông đảo nhân viên nhà hàng Sakura đồ Nhật sửng sốt trước cảnh tượng bất ngờ này. Khi nhìn thấy người rơi từ tầng 4 xuống là Miyamoto Ichiro, cả đám người Nhật đều chết lặng. Đúng vậy, nhà hàng Nhật này là do gia tộc Miyamoto mở. Nhóm nhân viên người Nhật không thể ngờ tới cậu chủ của họ sẽ bị người ta đánh bay từ tầng 4 xuống trong chính nhà hàng của họ. Anh dám ra tay với cậu chủ nhà tôi? Quản lý tầng bồn kinh ngạc nhìn Dương Tiêu. Dương Tiêu liếc nhìn người này, sao hả? Anh muốn xuống cùng anh ta? Không, bị Dương Tiêu nhìn chăm chăm, quản lý tầng 4 cảm thấy da đầu sắp nổ tung. Dường như người đang đứng trước mặt anh ta hoàn toàn không phải con người, mà là ác quỷ đến từ vực thảm của địa ngục. Dám ra tay với cậu chủ của gia tộc Miyamoto, chuyện này. Đây có phải là quá can đảm không? Đường Mộc Tuyết và Lam Vi Vi nhìn vào tâm kính vỡ, cả hai người đều tái mặt. Rõ ràng các cô cũng không dự đoán được Dương Tiêu sẽ phát điên, đá Miyamoto Ichiro từ tầng bốn. Tầng 4, đó là tầng 4. Chỉ bắt cần chút thôi, Miyamoto Ichiro này có thể sẽ đi đời nhà ma. Đá bay Miyamoto Ichiro, vẻ ớn lạnh trên mặt Dương Tiêu vẫn không biến mất. Miyamoto Ichiro này khinh nhờn Đường Mộc Tuyết trước mặt anh, sỉ nhục này nhất định phải rửa sạch bằng máu. Hả, nhìn chằm chằm Dương Tiêu đá văng Miyamoto Ichiro, tỉnh thần uống rượu của thanh niên Ono đột nhiên biến mất. Dương Tiêu nhìn về phía thanh niên Ono, lạnh lùng nói, quỳ xuống cho tôi. Phi chi, thanh niên Ono sợ tới mức suýt hồn bay phách lạc, chân mềm như quỳ trên mặt đất. Hít. Nhìn thấy một ánh mắt có thể khiến thanh niên Ono quỳ xuống, nhóm thực khách trên tầng bồn cũng kinh ngạc. Bọn họ kinh ngạc nhìn Dương Tiêu. Một cú đá,
một người rơi thẳng từ tầng 4 xuống. Một ánh mắt, một người sợ hãi quỳ trên mặt đất. Người này thật là hồng hách. Người này thật là hồng hách. Nhìn chằm chằm thanh niên Ono đang quỳ trên mặt đất, Dương Tiêu lạnh lùng nói, vừa nãy anh nói gì? China, heo. Không, 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 không. Ý tôi là người, Dung Hoa là nhân sĩ vô song trên thế giới, anh là người giỏi nhất trên thế giới. Dưới cơn chấn động của Dương Tiêu, thanh niên Ono lắc đầu lia lịa. Trên khuôn mặt của thanh niên Ono không còn chút máu, anh ta bị Dương Tiêu dọa sợ đến mức suýt ngất xỉu. Một cú đá, chỉ một cú đá, người bạn tốt Miyamoto Eiichiro của anh ta đã rơi từ tầng 4 xuống, không biết sống chết. Những người tàn nhẫn như vậy nhất định không thể xúc phạm. Anh ta hiểu sâu sắc nếu cơn giận của Dương Tiêu không thể nguôi ngoai, anh ta có thể sẽ còn tệ hơn Miyamoto Eiichiro. Vả miệng, Dương Tiêu thờ ơ nói. Vâng vâng vâng, thân thể thanh niên Ono run lên, lập tức đánh mạnh vào mặt mình. Lúc này, thanh niên Ono rất hối hận, anh ta đã biết tên trước mặt này là kẻ tàn nhẫn, nào dám làm bậy. Dương Tiêu nhìn thanh niên Ono liên tục tát vào mặt của mình, vẻ mặt của anh được xoa dịu rất nhiều. Từng là lưỡi dao sắc bén của đất nước mạnh nhất trong vùng đất Thiên Phủ Chi Quốc, điều cầm kỳ nhất của Dương Tiêu chính là để người khác làm nhục quốc gia mình. Như mọi người đều biết, China, thế nhưng là một thuật ngữ bôi sâu, cộng thêm heo, điều này đơn giản là một sự sỉ nhục lớn. Sina người anh em, làm tốt lắm, nhiều thúc khách ở Trung Nguyên tại tầng 4 khá hả giận. Bị người Nhật mắng là heo China, mặc dù người bị mắng là Dương Tiêu, nhưng lại gián tiếp coi thường người Trung Hoa. Bọn họ không tức giận mới là lạ. Người Trung Hoa có một điểm chung là thích đấu tranh nội bộ. Tuy nhiên, khi đất nước của mình bị sỉ nhục, thì tình hình chung thường nhất trí một cách đáng ngạc nhiên. Lam Vi Vi đến bên cửa sổ nhìn Miyamoto Eiichiro đang nằm dưới đất, ánh mặt cô cực kỳ kinh hãi. Dương Tiêu, anh đang muốn xử lý dê Miyamoto Eiichiro. Lam Vi Vi kinh ngạc nói. Vẻ mặt Dương Tiêu hờ hững, anh ta đáng chết. Anh thốt ra mấy chữ ngắn gọn. Khí thế mạnh mẽ khiến cho đám người Nhật có mặt kinh hãi. Lam Vi Vi bị sốc, không biết phải nói gì, cô hiểu sâu sắc Đường Mộc Tuyết là bảo bối của Dương Tiêu, ai dám khinh nhờn thì kẻ đó sẽ phải trả giá lớn. Chỉ là vì Đường Mộc Tuyết mà Dương Tiêu đã không ngần ngại giết Miyamoto Eiichiro, nỗi kinh hoàng mang đến cho Lam Vi Vi không thể diễn tả bằng lời. Có lẽ chỉ có người đàn ông như vậy mới đáng dựa dẫm cả đời. Đường Mộc Tuyết sững sờ. Cô biết rất rõ nguyên nhân khiến Dương Tiêu ra tay, tất cả đều là bởi vì cô bị làm nhục. Đúng vậy, Dương Tiêu tức giận sùi bọt mép chỉ vì người đẹp. Kẻ nào dám khinh nhờn Đường Mộc Tuyết chính là buộc Dương Tiêu phải dê người. Người phụ nữ của anh, không ai có thể làm nhục. Chỉ là Đường Mộc Tuyết vô cùng lo lắng nếu xảy ra án mạng thì sẽ rất phiền phức. Xét cho cùng, Miyamoto Eiichiro đến từ Nhật, anh ta là cậu chủ của gia tộc Miyamoto. Và Miyamoto Masao chủ của gia tộc Miyamoto sẽ không dễ dàng tha cho Dương Tiêu. Là công ty nước ngoài số 1 ở Trung Nguyên, gia tộc Miyamoto được hậu thuẫn bởi những nhân vật lớn trong tỉnh, nguồn vốn mạnh và sóng vai cùng tứ đại gia tộc. Một khi Miyamoto Masao tức giận, thực sự sẽ rất rắc rồi. Con trai tôi, đúng lúc này, một chiếc xe sang trọng ập tới, nhìn thấy Miyamoto Eiichiro đang nằm ở trước công nhà hàng Sakura đồ Nhật. Một người đàn ông trung niên mang dáng vẻ rất kích động, nhanh chóng xuống xe. Bố, nhìn thấy người tới, mặt Miyamoto Eiichiro tái nhợt không còn chút máu yêu ớt nói. Người kia là ông chủ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài số 1 ở Trung Nguyên, cũng chính là Miyamoto Masao, chủ của gia tộc Miyamoto. Nhìn thấy con trai mình bị thương khắp người sắp té xỉu, Miyamoto Masao xua tay, Orohiro. Đừng nói. Mau đưa Eiichiro đến bệnh viện cấp cứu. Vâng, nhóm vệ sĩ của Miyamoto Masao đồng thanh hét lên. Thế mà không chết, Dương Tiêu ngạc nhiên. Cú đá vừa rồi vượt xa sức mà một người bình thường có thể chịu được. Thêm nữa Miyamoto Eiichiro rơi từ tầng 4 xuống. Theo lẽ thì Miyamoto Eiichiro đã về Tây Thiên. Bây giờ, Miyamoto Eiichiro vẫn chưa chết. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Dương Tiêu. Thật tình không biết. Miyamoto Eiichiro đã tập võ từ thuở nhỏ, đương nhiên sức chịu đựng rất mạnh. Nếu đổi thành người bình thường, e rằng chịu cú đá của Dương Tiêu đã hồn bay phách tán. Khi con trai được đưa đến bệnh viện, Miyamoto Masao nhìn quản lý của nhà hàng Sakura đồ Nhật ở cổng Watanabe-kun, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Chủ nhà, tôi cũng không biết.
Đang yên đang lành cậu chủ bay từ lâu bôn xuống. Sắc mặt quản lý trưởng của nhà hàng vô cùng tái nhợt. Anh ta hiểu Miyamoto Ichiro gặp tai nạn ở nhà hàng, anh ta là người đứng mũi chịu sào không thể trốn tránh trách nhiệm. Khốn kiếp, nghe vậy, Miyamoto Masao gần như bùng nổ tại chỗ. Con trai ông ta suýt bị giết khi đang ăn tại ngay nhà hàng của mình, người một nhà lại không biết rõ tình huống, thật đáng ghét. Nhìn lên cửa kính nứt toạc trên tầng 4, Miyamoto Masao tỏa ra sát khí hét lớn, bất kể là ai, dám làm tổn thương con trai tôi sẽ khiến người đó máu trả bằng máu, theo tôi. Vâng, chủ nhà, Miyamoto Masao hét lên với nhóm vệ sĩ người Nhật trang bị katana. Quản lý Watanabe của nhà hàng đâu dám chần chừ, anh ta hét lên với những nhân viên trong cửa hàng, cầm vũ khí, hỗ trợ chủ nhài. Nhân viên của nhà hàng trông có vẻ dữ tợn, nhanh chóng cầm vũ khí chạy theo tốc độ của Miyamoto Masao. Xảy ra chuyện lớn rồi, hình như Miyamoto Masao đang lên đây. Lam Vi Vi hoảng sợ nói. Dương Tiêu, chúng ta đi thôi. Đường Mộc Tuyết lo lắng nói. Đường Mộc Tuyết kinh doanh quanh năm, đương nhiên biết Miyamoto Masao. Người ta nói, Miyamoto Masao là kẻ ngang ngược, rất nhiều đối thủ kinh doanh đã bị Miyamoto Masao lần ép cửa nhà tan nát. Nếu Miyamoto Masao làm khó, cảnh tượng tiếp theo chắc chắn sẽ mất kiểm soát. Dương Tiêu bình tĩnh nhìn Đường Mộc Tuyết cười nói, Mộc Tuyết. Không cần lo lắng, chuyện này để anh giải quyết. Bịch 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 bịch. Vừa rút lời, Miyamoto Masao mang theo sát khí dân đầu một nhóm người lên tầng 4. Cảm nhận được cơn giận của Miyamoto L. Masao, nhiều thực khách thay. Đổi biểu cảm, hết người này đến người khác nhường đường. Mặc dù nhiều thực khách ở Trung Nguyên ủng hộ Dương Tiêu, nhưng gia tộc Miyamoto quá mạnh, không phải là người mà những người bình thường như họ có thể xúc phạm. Danh con, là cậu đã đạp ngã con trai tôi. Miyamoto Masao khóa chặt Dương Tiêu trong nháy mắt. Thanh niên Ono đang quỳ tự tát mình, nhìn thấy Miyamoto Masao đến, anh ta như túm được cọng rơm cứu mạng lập tức từ trên mặt đất đứng lên. Đúng vậy, chú Miyamoto, là con heo trai nờ này làm. Chú nhất định phải chém con heo trai nờ kiêu ngạo này ngàn lần. Thanh niên Ono hung dữ nói. Dương Tiêu không hề quan tâm nhìn Miyamoto Masao, con trai ông khinh nhòn vợ tôi, tất cả những điều này là do anh ta tự chuốc lấy. Gì hai tự chuốc lấy? Nghe thấy thế mặt Miyamoto Masao nhanh chóng đen lại. Tên nhóc trước mặt này không chỉ không nhận mình làm, mà còn không sợ hãi nói con trai mình tự chuốc lấy, đúng là kiêu ngạo. Dương Tiêu thờ ơ nói, không dạy được con là lỗi của cổ Nghi-si Nhật các ông có tư chất trình độ như này. Đến thiên phủ chỉ quốc không cục đuôi đối nhân xử thế mà còn lộng hành, dám tại Trung Nguyên nỗi giáo cho giặc, các người thật sự to gan. Vừa dứt lời, mọi người đều kinh ngạc. Anh chàng này không những không cảm thấy mình hợp tập mà thậm chí còn khiến trách Miyamoto Masao một nhân vật kinh doanh lớn, quá can đảm rồi nhỉ. Miyamoto Masao nghe xong, mũi gần như bốc khói. Khôn kiệp, con heo trai nờ chết tiệt, cậu thật hung hãn ngang ngược, người đâu, bắt cậu ta lại cho tôi, hôm nay tôi sẽ khiến cậu ta muôn sông không được muốn chết không xong. Miyamoto Masao tức giận nói. Bịch 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 bị trồ ngay sau đó. Nhóm người Nhật lần lượt rút thanh katana của họ ra. Giết, tên người Nhật đứng đầu hét lên. Giết 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 giết. Ngay sau đó, đám người Nhật đều tức giận tấn công. Hỗn láo, Miyamoto Masao, dám ra tay với cậu Dương, ông không định đặt chân ở Trung Nguyên nữa hả? Đúng vào lúc này, một giọng nói tức giận đột nhiên vang lên, Phương Văn Châu, một nhân vật quan trọng ở tỉnh Hà Nam đi về phía ông ta. Hả, ông Phương, tất cả dừng, lại. Nhìn thấy Phương Văn Châu thế mà đến, Miyamoto Masao vội vàng phất tay kêu lên. Phương Văn Châu là ai? Đó là người quyền lực nhất ở tỉnh Hà Nam với nà, số hơn 100 triệu người, ông hoàn toàn có thể một tay che trời ở tỉnh Hà Nam. Ngay cả người trông lưng cho Miyamoto Masao trước mặt Phương Văn Châu cũng chỉ là đàn em, nhìn toàn bộ thiên phủ chi quốc, cũng chỉ có những ông lớn ở đề đô mới có thể lấn áp Phương Văn Châu. Phương Văn Châu vội vàng bước tới hỏi, cậu Dương. Cậu không bị kinh hãi chứ? Cảm ơn đã quan tâm, tôi không siêu Dương Tiêu lễ phép cười nói. Phương Văn Châu như chút được gánh nặng, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Hôm nay Phương Văn Châu nghỉ, con cái muốn tới đây ăn sushi, nên ông đã đưa con trai đến đây ăn sushi. Vừa nãy gây chấn động cực lớn, lúc đầu Phương Văn Châu không để ý, nhưng sau đó náo động quá lớn, Phương Văn Châu sửng sốt, vội bước ra khỏi phòng.
Phương Văn Châu vừa ra khỏi phòng thì đã thấy Miyamoto Masao tức giận dẫn mọi người lên tầng. Bón, Phương Văn Châu nhận ra có gì đó không đúng lập tức nhanh chóng bước lên. Không ngờ, khi vừa lên đến tầng bồn, ông đã thấy Miyamoto Masao dẫn đầu một nhóm người Nhật chống lại Dương Tiêu. Dương Tiêu là ai? Đó là lưỡi dao sắc bén nhất trong lịch sử của Thiên Phủ Chi Quốc, được mệnh danh là thần chết, lấy tên Mia. Yang Sánh bước trên sân khấu quốc tế. Mặc dù phía chính phủ thông báo Dương Tiêu đã xuất ngũ, nhưng các lão lãnh đạo ở Đề Đô vẫn coi Dương Tiêu là báu vật. Dương Tiêu biến mất 5 năm, bên Đề Đô tìm kiếm 5 năm. Cách đây vài ngày, đoạn video Dương Tiêu đánh Dương Bân Hàn ở sân bay bị lộ trên mạng, lúc đó mới đả động đến các lãnh đạo bên Đề Đô. Biết tin Dương Tiêu bị tạm giam, lãnh đạo lớn bên Đề Đô đã trực tiếp gọi điện thoại cho ông nói rõ ràng, nếu Dương Tiêu có bất cứ sơ suất gì thì sẽ lột da của ông. May mắn Dương Tiêu bình an vô sự. Mặc dù là vậy, bên Đế Đô đã dặn dò rõ bọn họ không được làm phiền gia đình của Dương Tiêu, phải giúp đỡ khi cần thiết. Khi bên Đế Đô biết Dương Tiêu vẫn còn sống, nghe nói các lão tiền bối đều rất vui vẻ. Tuy nhiên, sau khi bên Đế Đô biết được tin tức cụ thể của Dương Tiêu cũng không quấy nhiễu Dương Tiêu. Bởi vì họ tin lưỡi dao sắc bén nhát. Trong lịch sử của Thiên Phủ Chi Quốc sớm muộn gì cũng sẽ trở lại. Trong mắt Phương Văn Châu, Dương Tiêu là thiên hạ vô địch, là trụ cột thực sự của đất nước. Vì vậy, nhìn thấy Miyamoto Masao dám xúc phạm Dương Tiêu, ông lập tức trách mắng ngay tại chỗ. Sao ông Phương lại ở đây? Dương Tiêu ngạc nhiên hỏi. Phương Văn Châu, nhân vật quyền lực nhất ở tỉnh Hà Nam, lần trước Dương Tiêu bị giam giữ, chính Phương Văn Châu là người đứng ra giải quyết vấn đề. Phương Văn Châu cười thân thiết, con cái trong nhà háu ăn, hôm nay đưa thằng nhỏ qua đây. Không ngờ lại gặp cậu Dương ở đây. Cái gì, nhìn chằm chằm Phương Văn Châu đối xử lịch sự với Dương Tiêu như vậy, Miyamoto Masao rất hàm ngay tại chỗ. Phương Văn Châu nổi danh ở thành Ân Nguyên, không ai dám xúc phạm đến uy nghiêm của Phương Văn Châu, ông ta đương nhiên biết rõ. Trước kia Miyamoto Masao và Phương Văn Châu đã từng ăn cơm cùng nhau mấy lần, nhưng thái độ của Phương Văn Châu đổi với ông ta rất bình thường. Lần đầu tiên Miyamoto Masao thấy Phương Văn Châu thân thiện như vậy. Chẳng lẽ tên nhóc này chính là tên nhóc nổi tiếng đến từ Đề Đô kia? Thì ra là như vậy. Dương Tiêu gật đầu. Sau khi chào hỏi ngăn gọn với Dương Tiêu, Phương Văn Châu nhìn Miyamoto Masao, Miyamoto, chuyện này là do con trai ông gây rồi trước, tôi cảnh cáo ông, chuyện này đến đây thôi. Tốt nhất là không nên phân biệt đúng sai nữa, nếu không... Cơn giận của cậu Dương không phải là chuyện mà gia tộc Miyamoto của các ông có thể chịu được. Cái gì, hát gia tộc Miyamoto không thể chịu nổi cơn giận của tên nhóc này. Điều này, làm sao có thể? Không phải chứ, thanh niên Ono kinh hãi. Biểu cảm của Miyamoto Masao thay đổi, ông ta nghiêm nghị nói, ông Phương, rốt cuộc thằng nhóc này là ai? Miyamoto Eiichiro là đứa con trai duy nhất của ông ta, con trai bị đánh. Làm sao Miyamoto Masao có thể không tức giận? Nếu hôm nay Dương Tiêu không có lai lịch, ông ta nhất định sẽ dê Dương Tiêu. Nhưng, nếu lai lịch của Dương Tiêu lớn đến vậy, ông ta cũng sẽ tính đến chuyện diệt Dương Tiêu. Không thể không nói gia tộc Miyamoto là một nhánh của gia tộc Miyamoto, một trong ba nhà tài đẳng cấp thế giới ở Nhật. Miyamoto Masao được gia tộc Miyamoto nhà tài phiệt đăng cấp thế giới ở Nhật chống lưng. Ông ta đương nhiên không kiêng kỵ con cái của những quý tộc bình thường. Cậu Dương là ai ông không cần biết, tôi có thể nói rõ cho S ông biết, cậu Dương không phải người mà ông có thể chọc vào, ngay cả gia tộc Miyamoto hậu thuẫn cho ông cũng khó trêu chọc. Phương Văn Châu nói thăng. Ông biết Dương Tiêu là thần chết, điện hạ, nói chuyện với Miyamoto Masao rất trực tiếp. Khi Dương Tiêu rong ruôi trên đấu trường quốc y tế, không biết bao nhiêu võ sĩ đăng cấp thế giới bị Dương Tiêu tiêu diệt. Mặc dù Miyamoto Masao có gia tộc Miyamoto nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới ở Nhật hậu thuẫn, nhưng sự uy nghiêm của Dương Tiêu không phải là thứ mà họ có thể khinh thường. Sắc mặt Miyamoto Masao cực kỳ lạnh lùng tại chỗ, ông Phương, thằng nhóc này suýt nữa đánh chết con trai tôi. Chuyện này tôi không thể dễ dàng bỏ qua. Nếu ông Phương không cho tôi biết chính xác thằng nhóc này có lai lịch gì, thì đừng trách Miyamoto Masao này không giữ thể diện cho ông. Cho dù Phương Văn Châu có quyền. Địa vị cao, một tay che trời ở Hà Nam. Nhưng, ông ta đến từ Nhật, kiêu ngạo trong xương cốt, đứa con duy Nhật suýt nữa đã chết trong tay Dương Tiêu, ông ta khó có thể nuốt trôi cơn tức này. Sao, ông còn dám xúc phạm uy nghiêm của cậu Dương? Phương Văn Châu không giận mà uy.
hai mắt nóng rực, như thể Miyamoto Masao dám động đến Dương Tiêu, ông sẽ khiến gia tộc Miyamoto vạn kiếp bất phục ở Trung Nguyên. Dương Tiêu xua tay, ông Phương, lòng tốt của ông tôi nhận. Chuyện này là chuyện cá nhân tôi với bọn họ, tôi tự giải quyết thì tốt hơn. Nói xong, Dương Tiêu nhìn Miyamoto Masao, Miyamoto Amano vẫn khỏe chứ? Chê chưa? Sao, sao cậu lại biết tên ông tổ tôi? Miyamoto Masao kinh hãi. Đúng vậy, ông tổ của gia tộc Miyamoto nhà tài phiệt tâm cỡ thế giới tên là Miyamoto Amano, người bình thường hoàn toàn không biết. Dương Tiêu chế nhạo nói, tôi không chỉ biết tên ông tổ của ông, mà tôi còn biết ông ta bị gãy một cánh tay. Gì, nghe vậy, Miyamoto Masao không nhịn được hét lên. Miyamoto Amano, ông tổ của dòng họ Miyamoto đã đi khắp thế giới, nảy sinh xung đột với lưỡi dao sắc bén của đất nước Thiên Phủ Chỉ Quốc, biệt danh là Thần Chết. Ông tổ của ông ta liên minh với 5 vị cao thủ tuyệt thế vô song bao vây Thần Chết, cuối cùng 5 vị cao thủ tuyệt thế vô song kia lần lượt bị Dương Tiêu giết. Ông tổ của ông ta thấy tình hình không ổn rút lui kịp, nhưng cũng bị Thần Chết chặt một tay. Sự việc này đã bị gia tộc Miyamoto phong tỏa từ lâu, vẫn luôn không truyền ra ngoài, sao tên nhóc trước mặt này lại biết được. Phương Văn Châu nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng không nhịn được giơ ngón tay cái lên cho Dương Tiêu. Xứng danh là Thần Chết Điện Hạ, ông tổ gia tộc Miyamoto nhà tài phiệt đăng cấp thế giới cũng không thể chịu nổi một đòn trước mặt Dương Tiêu. Đường Mộc Tuyết và Lam Vi Vi nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy vẻ khó hiểu dày đặc trong mắt nhau. Hai người không hiểu Dương Tiêu đang nói về điều gì, nhưng có thể thấy qua vẻ mặt thay đổi của Miyamoto Masao, đây là bí mật cỡ lớn. Nếu tôi lại nói với ông, chuyện năm đó là do tôi làm. Dương Tiêu nhếch miệng cười nói. Cái gì, là tên nhóc trước mặt này làm? Bị Dương Tiêu nhìn chằm chằm, Miyamoto Masao dựng tóc gáy. Cuối cùng ông ta cũng không kìm được nỗi sợ trong lòng, kêu la thất thanh, Chẳng lẽ cậu là Mr. Yang Thần Chết trong truyền thuyết? Vì thế, đừng mắc sai lầm, khóe miệng Dương Tiêu hơi nhét lên. Năm đó, Miyamoto Amano ông tổ của dòng họ Miyamoto ở Nhật thèm muôn bốc vật của mình, liên minh với 5 vị cao thủ tuyệt thế vô song giết Dương Tiêu. Tiếc là, Miyamoto Amano đã thực sự đánh giá thấp sức mạnh của Dương Tiêu. 6 vị cao thủ tuyệt thế vô song hợp lực, nhưng Dương Tiêu chỉ cầm một con dao cắt dưa hấu giết 5 người trong số họ. Còn Miyamoto Amano thì bị gãy một tay chồn mật hút. Dương Tiêu tự nói thân phận, khuôn mặt của Phương Văn Châu lập tức tràn ngập tươi cười. Lúc này Dương Tiêu tự nói tên họ, ông không tin Miyamoto Masao còn dám xúc phạm uy nghiêm của Dương Tiêu. Nhìn thấy Miyamoto Masao thay đổi sắc mặt, thanh niên Ono nhanh chóng nói, chú Miyamoto, đừng nghe lời nói bậy bạ của tên này, Thần Chết Điện Hạ giả Thiên Phủ Chí Quốc đã chết lâu rồi. Sao anh ta có thể là Thần Chết ở Điện Hạ của Thiên Phủ Chi Quốc được? Nghe vậy, biểu cảm của Miyamoto Masao lập tức dịu đi rất nhiều, ánh mắt ông ta truyền từ sợ hãi sang giận dữ dày đặc. Đúng vậy, cách đây 5 năm, Chính phủ Thiên Phủ Chi Quốc đã thông báo Mr. Yang đã chính thức soát ngũ. Trông như Thần Chết con cưng của trời xuất ngũ, nhưng thực tế, mọi người đều biết Mr. Yang đã chết. Ông ta đã nghe nói Thần Chết Mr. Yang đã xúc phạm những người không nên xúc phạm, bị sát thủ hàng đầu thế giới bao vây, ngay cả những thần súng bắn tỉa cũng đến mây người. Số lượng lớn các siêu cao thủ hợp lực, cho dù Thần Chết Mr. Yang có khả năng thông thiên, bị nhiều tuyệt thế cao thủ vây giết, e là cũng khó thoát chết. Hừ, muốn dọa tôi, thật nực cười. Miyamoto Masao chế nhạo. Dương Tiêu bất lực nhún vai, không tin. Xem ra khi nào có thời gian, tôi... cần đến Nhật kiểm tra mực nước của gia tộc Miyamoto nhà ông. Ha, Miyamoto Masao lại chế nhạo. Ông ta không hề tin Dương Tiêu là Mr. Yang, ông ta tin Mr. Yang đã chết từ rất lâu rồi. Về phần tại sao Dương Tiêu biết được những bí mật này, quá nửa là Dương Tiêu có xuất thân không bình thường, là một thằng nhóc nổi tiếng ở Đế Đô. Những điều này là do Dương Tiêu biết được từ các bề trên trong gia tộc. Sau khi phân tích xong, Miyamoto Masao nhìn Phương Văn Châu, Phương Văn Châu, tôi không quan tâm tên nhóc này xê đến từ Đế Đô hay là con cháu nhà quyền quý ở Thiên Phủ Chi Quốc. Dám đánh con trai tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua, phiền ông tránh ra, tránh cho lát nữa bị thương. Miyamoto Masao dứt lời, đám người Nhật đứng sau siết chặt thanh kiếm Samurai lạnh lùng khóa chặt Dương Tiêu. Chỉ cần Miyamoto Masao ra lệnh, bọn họ nhất định sẽ khiến Dương Tiêu hồi hận khi đến thế giới này. Miyamoto Masao,
ông thật to gan, ông biết tôi là ai không? Tôi rõ ràng đã khuyên bảo ông, nếu hôm nay ông dám xúc phạm cậu Dương, tôi bảo đảm trong vòng một ngày sẽ nhổ tận gốc gia tộc Miyamoto của ông khỏi Trung Nguyên. Phương Văn Châu tức giận nói. Vốn dĩ ông còn tưởng Dương Tiêu tự báo tên họ, Miyamoto Masao sẽ có phần kiềm chế, nhưng không ngờ Miyamoto Masao lại không coi trọng Dương Tiêu. Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Phương Văn Châu, Miyamoto Masao nhíu mày. Phương Văn Châu là nhân vật hàng đầu ở tỉnh Hà Nam, nếu Phương Văn Châu gật đầu, thì một ngày nào đó rất có thể sẽ khiến gia tộc Miyamoto của ông ta tan thành mây khói mật hút khỏi Trung Nguyên. Xét cho cùng, những doanh nhân lớn chẳng có mây ai có tay sạch cả, một khi bị điều tra ra thì hậu quả thật sự khó tưởng tượng. Điều mà Miyamoto Masao không bao giờ ngờ tới là Phương Văn Châu vì một tên nhóc không có danh tiếng gì xé rách ra mặt với mình. Ông ta đến từ Nhật, không phải dân địa phương ở Trung Nguyên, không thể sánh được với Phương Văn Châu. Phương Văn Châu ra tay can thiệp, Miyamoto Masao cảm thấy khó chịu như vừa ăn phải ruồi, hôm nay ông Phương nhất định muốn can thiệp. Đương nhiên, cậu Dương không phải người ông có thể xúc phạm, tương tự tôi cũng không thể xúc phạm cậu ấy. Phương Văn Châu trực tiếp nói đến điểm quan trọng. Ông đã quyết tâm chỉ cần Miyamoto Masao dám mạo phạm quyền uy của Dương Tiêu, ông bảo đảm sẽ không tiếc bất cứ giá nào khiến gia tộc Miyamoto biên khỏi Trung Nguyên. Xét cho cùng, Dương Tiêu là trụ cột của đất nước, có những đóng góp xuất sắc cho thiên phủ chi quốc. Lãnh đạo lớn ở Đề Đô đã căn dặn rõ, lúc cần thiết thì phải trợ giúp Dương Tiêu. Bất kể đối phương là ai, chỉ cần dám xúc phạm Dương Tiêu thì đều phải trả giá cho hành vi xấu của mình. Cái gì? Ngay cả Phương Văn Châu cũng không thể xúc phạm tên nhóc trước mặt này. Hiti đột nhiên, Miyamoto Masao không nhịn được hít một hơi lạnh. Phương Văn Châu có quyền, địa vị cao ở tỉnh Hà Nam, so với thời cổ đại thì không thua gì một vị quan lớn ở biên cương. Loại nhân vật này không thể xúc phạm Dương Tiêu. Không lẽ tên nhóc này là con cháu của một tập đoàn tài phiệt tầm cỡ thế giới ở Thiên Phủ Chi Quốc, hoặc là sinh ra trong một gia tộc rất nổi tiếng? Nhận thấy hôm nay Phương Văn Châu nhất quyết che chở cho Dương Tiêu, vẻ mặt Miyamoto Masao hoàn y toàn xấu xí. Ông ta phát triển ở Trung Nguyên, nếu xúc phạm nặng đến Phương Văn Châu, sau này ông ta muốn lăn lộn ở thành phố Trung là chuyện không có khả năng. Nhưng, cứ để ông ta lùi thế này, ông ta thật sự không thể nuốt trôi cơn tức này. Cuối cùng, Miyamoto Masao nghiến răng nghiến lợi nói, được rồi. Hôm nay tôi nể mặt ông Phương, chuyện này đến đây thôi. Tuy nhiên, con trai tôi đã bị cậu ta đánh bị thương, bây giờ sống chết không rõ. Cậu ta phải trả chi phí điều trị tôi thiểu chứ. Chuyện này, Phương Văn Châu nhìn Dương Tiêu. Đúng vậy, Dương Tiêu đánh Miyamoto Eiichiro bị thương, bây giờ Miyamoto Masao yêu cầu chi phí điều trị, điều này là hợp tình hợp lý, ông cũng không tiện nói nhiều. Dương Tiêu chế nhạo, muốn chi phí điều trị, được, ông muốn bao nhiêu? 50 triệu tệ, Miyamoto Masao trực tiếp hét lên. Cái gì, 50 triệu tệ? Nghe vậy, Phương Văn Châu giật mình. Đường Mộc Tuyết thay đổi sắc mặt, cô thật sự không ngờ đối phương sẽ lớn tiếng như vậy. Lam Vi Vị tức giận nói, 50 triệu tệ tiền thuốc men. Rõ ràng là con trai ông cố ý kiếm chuyện, 50 triệu tệ, sao ông không đi cướp ngân hàng luôn đi? Hừ, con trai tôi quý giá, 50 triệu tệ còn ít. Miyamoto Masao lạnh lùng nói. Vẻ mặt Phương Văn Châu tối sầm lại, Miyamoto, có phải ông đã quá đáng không? Quá đáng, ông Phương, tôi có thể cho ông thể diện, nhưng chuyện chi phí điều trị không thể trách tôi không cho ông thể diện được. Miyamoto Masao nghiêm nghị nói. Ông ta đã quyết tâm cho dù không thể xử lý Dương Tiêu, thì hôm nay ông ta cũng phải khiến Dương Tiêu mặc ói. Phương Văn Châu rất tức giận, ông chưa kịp nói thì Dương Tiêu đã xua tay cười đùa, 50 triệu tệ tiền thuốc men. Tôi có thể cho, nhưng ông thật sự muốn. Chỉ cần cậu có thể lấy ra được, sao tôi lại không nhận? Thái độ Miyamoto Masao kiêu ngạo. Dương Tiêu gật đầu, được, ông chờ. Nói xong, Dương Tiêu lấy điện thoại di động ra bấm gọi. Vừa cúp điện thoại, Đường Mộc Tuyết đi đến bên cạnh Dương Tiêu. Dương Tiêu, anh thật sự muốn cho ông ta 50 triệu tệ tiền thuốc men. Ông ta rõ ràng là đang tống tiền. Mộc Tuyết, em yên tâm, lấy 50 triệu tệ của anh không dễ như vậy đâu. Dương Tiêu cười không đứng đắn. Nhìn thấy nụ cười không đứng đắn của Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết biết Miyamoto Masao này hơn nửa là gặp tai ương rồi. Dưới sự đối đầu giữa hai bên, thời gian trôi qua từng chút một. Nửa tiếng sau,
Miyamoto Masao mắt kiên nhân nói, tiền đâu? Không phải cậu không lây ra được đây chứ hai? Tiền nhiều như thế, chúng ta xuống tầng một chờ đi. Dương Tiêu cười thân bí. Lúc này, thực khách của nhà hàng Sakura đồ Nhật đã giải tán hết, toàn bộ nhà hàng vang tanh. Kít! Vừa đến tầng một, hàng chục chiếc xe tải từ từ đến gần. Chỉ nhìn thấy Lý Thần Chiến ông trùm ở vùng đất xám dẫn đầu nhóm đàn em mang theo bao tải đến nhà hàng Sakura đồ Nhật. Nhìn thấy Lý Thần Chiến đi tới, Dương Tiêu hỏi, chuẩn bị xong 50 triệu tệ chưa? Đã chuẩn bị xong, Lý Thần Chiến cung kính nói. Dương Tiêu cười hư hỏng, Miyamoto Masao, tiền đưa tới rồi, ông xem đi. Nhìn chằm chằm vào bao tải lớn, trước mặt, Miyamoto Masao ngân người. Đây là tình huống gì? Cho dù là 50 triệu tệ tiền mặt, cũng không thể có nhiều bao tải như vậy. Miyamoto Masao mang theo sự nghi ngờ bước tới mở một bao tải. Gì, ngay khi Miyamoto Masao mở bao tải đầu tiên, mí mắt của ông ta nhảy loạn xạ, không nhịn được thốt lên. Nhìn kỹ hơn, bên trong bao tải vậy mà lại là... Bên trong bao tải vậy mà lại là một đống tiền xu, một hào, năm hào, một tệ, lỗm đốm hỗn hợp, đầy bao tải. Hào, một phần mười đồng nhìn chằm chằm vào đống tiền xu trong bao tải, Miyamoto Masao gần như chua mặt ra. Ông ta không thể tin được, lại mở bao thứ hai. Kiểm tra kỹ hơn thì trong bao thứ hai vẫn chất đầy tiền xu. Không thể, Miyamoto Masao gầm lên. Tuy nhiên, ông ta đã mở liên tiếp nhiều bao tải, tất cả đều là tiền xu. Dương Tiêu nói với Lý Thần Chiến, bảo mọi người đổ hết tiền ra, chủ nhà Miyamoto Masao sẽ đếm từng xu một. Vâng, Lý Thần Chiến cung kính đáp. Ngay sau đó, Lý Thần Chiến vụng tay, nhóm đàn em lần lượt đổ lượng lớn tiền xu trong bao tải xuống đất. Lạch cạch, lạch kẻ chi, lạch kẻ chi, y trong ánh nhìn của mọi người, trên mặt đất chỉ còn lại những đồng tiền xu ngổn ngang. Khi vô số bao tải tiền xu bị đổ ra hết, sảnh tầng 1 của nhà hàng Sakura đồ Nhật đầy áp tiền xu cao như một ngọn núi, mọi người đều hoa mắt. Tiền xu, ba người Đường Mộc Tuyết, Lam Vi Ví và Phương Văn Châu vô cùng kinh ngạc. Tiền xu, bọn thanh niên Ono kinh hãi há to miệng. Đúng vậy, tiền xu, tất cả đều là tiền xu vừa nấy Dương Tiêu gọi cho Lý Thần Chiến, làn Lý Thần Chiến chuẩn bị đầy đủ 50 triệu tệ tiền xu cho mình. Sau khi nhận được cuộc gọi từ Dương Tiêu, Lý Thần Chiến đã huy động tất cả anh em của mình càn quét các ngân hàng lớn ở Trung Nguyên, gần như rút hết tiền của các ngân hàng lớn, cuối cùng thu về nhiều tiền xu như vậy. Hai mắt Miyamoto Masao đờ đẫn tại chỗ, nhìn chằm chằm đống tiền xu chất đầy như núi trước mặt, ngực một ngạt, suýt nôn ra một ngụm máu giả. Chết tiệt, mẹ nó cậu có cần ác độc như vậy không? Đưa tôi 50 triệu tệ tiền xu tròn chẵn, đây là đang muốn tôi sống sờ sờ tức chê hả? Dương Tiêu cười xấu nhìn Miyamoto Masao trợn mắt há hốc mồm, chủ nhà Miyamoto, đời này chưa từng thấy nhiều tiền như vậy phải không? Cậu, Miyamoto Masao suy sụp cực độ. Đúng vậy, trong đời ông ta chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, trong đời ông ta chưa từng thấy nhiều tiền xu như vậy. Mẹ kiếp, đây là lấy tất cả tiền xu của các ngân hàng lớn ở Trung Nguyên đúng không? Dương Tiêu nở nụ cười, nếu đã chưa nhìn thấy, vậy còn không mau đếm đi. Hôm nay cho ông đếm tiền đến mức bị chuột rút luôn. Đếm. Anh Dương bảo ông đếm tiền, tai ông mọc lông hả? Không nghe thấy Hy Thần Chiến nhìn Miyamoto Masao đang sững sờ, anh ta lập tức bước tới võ vào đâu Miyamoto Masao. Hỗn láo, chủ nhà bị đánh, nhóm võ sĩ người Nhật vô cùng tức giận, họ xiê chặt kiếm samurai nhắm vào Lý Thần Chiến. Cạch 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 kẹ chồ tuy nhiên, ngay sau đó nhóm đàn em đi sau Lý Thần Chiến đều sờ lên eo. Lấy sa mạc chỉ ưng ra nhắm thẳng vào nhóm người Nhật. Lạch cạch lạch cạch lạch cạch. Nhìn thấy hàng chục sa mạc chỉ ưng nhắm vào trán mình, nhóm võ sĩ người Nhật câm samurai đều thót tim, họ nhanh chóng vứt bỏ kiếm samurai, đầu hàng với vẻ kinh hoàng. Miyamoto Masao kinh hãi nhìn chằm chằm Lý Thần Chiến, cậu. Cậu là ai? Tôi là ai hai đi không đổi tên ngồi không đổi họ, tôi, Lý Thần Chiến. Lý Thần Chiến nghiêm nghị nói. Lý Thần Chiến, Miyamoto Masao không nhịn được thốt lên. Lý Thần Chiến là ai hai đó là ông lớn của vùng xám ở Trung Nguyên. Người ta nói cái chết của ba ông lớn Vương Thiên Long lúc trước không thể tách rời với Lý Thần Chiến. Trong những năm ở Trung Nguyên, Miyamoto Masao chưa từng giao tiếp với Lý Thần Chiến. Ông ta chỉ tương đối thân với ông lớn số một Phùng Tứ Gia.
khiến Miyamoto Masao kinh hoàng là sao tên nhóc trước mặt này lại mời được sát thần Lý Thần Chiến đến. Hơn nữa, Lý Thần Chiến lấy đâu ra nhiều sa mạc chi ưng như vậy? Thật tình không biết, những sa mạc chi ưng này là do Dương Tiêu đặc biệt chấp thuận. Như chúng ta đã biết, Thiên Phủ Chi Quốc là một đất nước phương đông cắm súng đạn. Lần trước Đường Hạo trực tiếp tấn công tập đoàn Tuyết Tiêu Tuyên Chiên, bọn Tạ Quân, Điền Lộc đã ra tay trợ giúp, thậm chí có cả Phùng Tứ Gia ông lớn Xô Một trong vùng đất xám cũng đến. Để ngăn chặn Phùng Tứ Gia dẫn, người bí mật tấn công tông bộ của Lý Thần Chiến, Dương Tiêu đã đặc biệt đánh tiếng với bên Đế Đô, lấy hàng trăm sa mạc chỉ ưng đưa cho Lý Thần Chiến. Có hàng trăm sa mạc chỉ ưng, chỉ cần Phùng Tứ Gia dám xâm phạm, đủ để đánh tan xác tất cả. Dương Tiêu cười không đứng đắn nói, chủ nhà Miyamoto, 50 triệu tệ đã có, đem đi. Đếm tiền, nhiều tiền xu như vậy cậu bảo tôi đếm. Vẻ mặt Miyamoto Masao tràn đầy rồi loạn. Dương Tiêu trịnh trọng gật đầu, đúng. Đếm tiền, người Trung Hoa chúng tôi coi trọng anh em tính toán rõ ràng. Chúng ta chẳng thân chẳng quen, hơn nữa còn tính toán chính xác. Nếu 50 triệu tệ thiếu mất một ít thì sao? Như thế thì không hay cho lắm nhỉ. Tôi không lấy số thiếu một ít kia nữa. Miyamoto Masao vội vàng nói. 50 triệu tệ tiền xu, đừng nói là bị chuột rút, e rằng sau khi đếm xong hai tay cũng bị phê. Dương Tiêu giễu cợt, sao có thể thế được? Nếu thiếu mất một xu, tôi nhất định sẽ cảm thấy có lỗi. Nếu cho ông thêm một xu, tôi sẽ càng khó chịu hơn, đúng không? Vậy nên, còn phải phiền chủ nhà Miyamoto tính toán khoản trước mặt này rõ ràng. Cậu bắt nạt người quá đáng. Miyamoto Masao cảm thấy mình sắp nôn ra máu. Quá đáng, đây thật sự quá đáng. Đây không phải bắt nạt mình trắng trợn sao? Lý Thần Chiến tức giận vỗ vào sau đầu Miyamoto Masao, đò, mò. Ông già nhà ông sao lắm lời thế? Bảo ông đêm thì đêm đi, lằng nhà lằng nhằng, tin ông đây bắn ông một phát không? Nói xong, Lý Thần Chiến lấy sa mạc chi ưng ra nhắm vào đầu của Miyamoto Masao. Bị sa mạc chi ưng nhắm vào đầu, Miyamoto Masao cảm thấy khí lạnh từ gót chân vọt lên đỉnh đấu. Ông ta hiểu sâu sắc Lý Thần Chiến là ông trùm đỉnh cao trong vùng đất xám, nếu muốn đập chết ông ta cũng không phải nói đùa. Đếm, tôi đếm, Miyamoto Masao kinh hãi nói. Vẻ mặt Dương Tiêu không đứng đắn, như thế mới đúng. Mang người của ông cùng đếm đi. Mau đếm tiền, vẻ mặt Miyamoto Masao tái nhợt hét lên. Đếm, đếm tiền, nhân viên nhà hàng Sakura đồ Nhật và nhóm võ sĩ người Nhật đều sững sờ. Nhiều tiền như vậy, họ phải đếm trong bao lâu? Miyamoto Masao tức giận trách mắng, còn ngây ra đó làm gì? Đếm tiền cho tôi. Vâng, đám người không dám do dự, lập tức tiên lên đếm tiền. Nhà hàng Sakura đồ Nhật là nhà hàng Nhật Bản lớn nhất ở Trung Nguyên, có lượng khách đông, sảnh trước và sau bếp có 6-70 người, cộng với 10-20 võ sĩ người Nhật là gần 100 người. Bọn họ than thở trong lòng không ngớt, nhiều tiền xu như vậy cũng đủ khiến bọn họ uống một chậu. Dương Tiêu cười nói, chủ nhà Miyamoto, đừng đứng như thế, là chủ nhà cần phải làm gương. Ý cậu là gì? Miyamoto Masao kinh hãi nói. Dương Tiêu chỉ vào đồng tiền xu trông như một ngọn núi nhỏ, đếm tiền đói. Đếm tiền, tôi cũng cần phải đếm. Mặt Miyamoto Masao xanh mét. Vẻ mặt Lý Thần Chiến lạnh lùng, đá vào mông Miyamoto Masao, bảo ông đếm thì mau đếm đi, nói lắm lời như vậy làm gì. Tin ông đây bắn ông không? Bị Dương Tiêu lòng dạ đen tối nhắm vào, bị Lý Thần Chiến đe dọa, hai mắt Miyamoto Masao tối sờ hoằm suýt ngất xỉu. Nhanh lên, cần Lý Thần Chiến nhắc nhở ông lần nữa không? Dương Tiêu nhìn Miyamoto Masao. Nhìn thấy Lý Thần Chiến cầm sa mạc chi ưng với vẻ mặt sát khí, Miyamoto Masao suýt bật khóc. Đếm, tôi làm gương, tôi sẽ đếm. Miyamoto Masao không dám do dự, lập tức gia nhập đội đếm tiền. Kết quả là gần 100 người ngồi xổm dưới đất đếm tiền với vẻ mặt cay đắng. Nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt, Phương Văn Châu không kìm được kinh ngạc trong lòng. Thần chết xứng danh là thần chết, đây thật sự là muốn dạy dỗ người không trả mạng. Đường Mộc Tuyết che đôi môi đỏ di gợi cảm không thể tưởng tượng nổi, cô không ngờ Dương Tiêu lại chỉnh đồn Miyamoto Masao như vậy. Lam Vi Vi kinh ngạc, Dương Tiêu, anh cũng xấu xa quá rồi. Xấu xa, sao lại nói như thế? Ông ta đòi 50 triệu tệ tiền thuốc, men, chẳng phải tôi đã đưa rồi còn gì. Người Trung Hoa chúng ta quan tâm Nhật đến uy tín,
Nhiều hơn thì tôi cảm thấy khó chịu, ít hơn thì lại thấy ngại, cô nói xem tôi phải làm thế nào. Chỉ đành phiền chủ nhà Miyamoto Masao tự mình đêm qua một lượt thôi. Dương Tiêu giang hai tay ra vẻ vô tội. Lam Vĩ Vi đã không nói nên lời trước logic thần thánh của Dương Tiêu ngay tại chỗ. Chuyện đó, hay ông về trước đi. Dương Tiêu nhìn Phương Văn Châu hỏi. Phương Văn Châu có thân phận đặc biệt, lúc này Lý Thần Chiến lại ở đây, nếu để kẻ có lòng xấu phát hiện ra lẫn lộn thì sẽ không bù được mắt. Phương Văn Châu biết ý, kính cần nói, vậy tôi về trước, nếu cậu Dương cần gì thì cứ liên lạc với tôi. Cảm ơn, Dương Tiêu lễ phép cười nói. Phương Văn Châu biết Dương Tiêu đã chiêm được ưu thế, không cần ông tiếp tục ở lại đây giúp đỡ. Sau khi Phương Văn Châu rời ở, Lam Vi Vi tò mò sơ hối, ông Phương này là ai? Vừa nãy Phương Văn Châu ra mặt chấn động Miyamoto Masao, điều này khiến Lam Vi Vi khá tò mò. Ông Phương tên là Phương Văn Châu. Dương Tiêu cười nhẹ. Đường Mộc Tuyết lập tức trợn to hai mắt, Phương Văn Châu. Chẳng lẽ là người ở tỉnh kia? Mộc Tuyết, biết là tốt, không cần nói phá. Dương Tiêu cười nhẹ nhàng. Người ở tỉnh, trời ạ. Dương Tiêu, anh là quái vật. Lam Vi Vi kinh ngạc nói. Dương Tiêu cười không nói lời nào, anh tạm thời còn không biết phải nói với Đường Mộc Tuyết mình quen biết Phương Văn Châu như thế nào. Đường Mộc Tuyết rất thông minh, cô lập EC cô nghĩ tới Dương Tiêu từng là quân nhân, có lẽ Phương Văn Châu nể mặt Dương Tiêu đã từng là quân nhân nên mới ra tay giúp đỡ. Không lâu sau, tay của Miyamoto Masao đã cứng lại. Ông ta suýt nữa bật khóc, bắt nạt người quá đáng, bắt nạt người quá đáng. Nhiều tiền xu như thế, có thể ông ta phải đếm đến ngày meo những võ sĩ người Nhật cũng phàn nàn liên tục, cảm giác này thực sự còn dày vò hơn là đi tù. Miyamoto Masao cũng không phải kẻ ngốc, ông ta nháy mắt. Nhân viên nhà hàng và võ sĩ người. Nhật hiểu ý, đẩy nhanh quá trình đếm tiền. Không lâu sau, Miyamoto Masao lấy ra một đồng xu cô nặn ra một nụ cười, cậu Dương. Đêm xong rồi, thừa một tệ. Sau đó, Miyamoto Masao đưa mỗi tệ cho Dương Tiêu, muốn nhanh chóng tiễn thần dịch bệnh Dương Tiêu này đi. Đếm xong rồi, nhanh như vậy. Dương Tiêu kinh ngạc hỏi. Miyamoto Masao chớp mắt gật đầu. Đúng đúng đúng, đêm xong rồi, nhân viên nhà hàng và vệ sĩ của tôi đã từng làm việc trong ngân hàng nên đếm tiền cũng nhanh hơn. Trên thực tế, họ chỉ làm cho có lệ, không hề tính toán cẩn thận, cho qua hình thức mà thôi. Về phần thừa một tệ là do Miyamoto Masao nói bừa, mục đích là đê nhanh qua loa cho xong. Hình như không đúng cho lắm, phải không Lý Thần Chiến? Chẳng phải vừa nãy anh nói thiếu mất mấy tệ sao? Hai hay ba tệ ý nhỉ? Dương Tiêu nghi ngờ hỏi. Làm gì có chuyện Lý Thần Chiến không hiểu ý của Dương Tiêu, anh ta cũng bối gì nói, cụ thể thì tôi cũng quên rồi, không phải hai tệ thì là ba tật. Thừa tiên thì chắc chắn không phải đâu. Trùng hợp là nhân viên nhà hàng và vệ sĩ của chủ nhà Miyamoto đã từng làm việc trong ngân HG vậy hãy đem lại một lần nữa đi, y tâm, chúng tôi không thiếu tiền mặt Dương Tiêu trông vô hại. Cái gì? Không thiếu tiền, đếm lại một lần nữa. Miyamoto Masao như đã phải chịu một triệu điểm sát thương, trong lòng ông ta có vô số con dê chạy loạn không ngừng. Đò mơ, là cảm giác nhồi máu cơ tamo Miyamoto Masao trọn to hai mắt. Ông ta chỉ cảm thấy bệnh cao huyết áp cùng bệnh trải của mình sắp bị Dương Tiêu moi ra. Cậu không thiếu tiền, mẹ nó tôi cũng không thiếu tiền, nhưng cậu dạy dỗ người khác như thế này thật sự chơi vui hả? Toàn thân Miyamoto Masao dùng mình, chua xót nói, cậu Dương, tôi không cần tiền nữa là được rồi chứ. Không cần nữa, sao có thể thế được? Dương Tiêu cười nói. Bịch. Khoảnh khắc tiếp theo, Lý Thần Chiến không khách sáo lại đá vào mông Miyamoto Masao. Bảo ô ông đêm thì đêm đi, lề mề cái gì? Tin ông đây bắn ông không? Đầu ông ta lại bị sa mạc chỉ ứng nhắm vào, Miyamoto Masao suýt khóc thảm thiết. Hai người các cậu thật sự bắt nạt người quá đáng. Vốn dĩ ông ta muốn Dương Tiêu mắc ói, ai dè lại bị Dương Tiêu làm mình mặc ói nặng nề. Tôi đếm, mũi Miyamoto Masao cũng đã chua xót. Không, phải chứ, nhân viên nhà hàng và vệ sĩ cũng suýt bật khóc. Lại thấy Miyamoto Masao đang đếm tiền, Lam Vĩ Vi ngôn ngang nói, Dương Tiêu, anh đây là đang chỉnh chết người không đên mạng. Hết cách, có một số người quá thất đức, cần thiết phải được dạy dỗ, nếu không thì làm sao cụp đuôi mà đối nhân xử thế được. Dương Tiêu nói đùa. Nghe thấy, vậy, Miyamoto Masao suýt bật dậy măng chửi Dương Tiêu. Tôi thất đức,
rốt cuộc trong hai người chúng ta ai mới là người thất đức? Thật là, chưa từng thấy người nào trơ trến như vậy. Đường Mộc Tuyết dở khóc dở cười, lần đầu tiên cô thấy Dương Tiêu khá thú vị. Có lần qua loa lấy lệ đầu tiên, Miyamoto Masao tự nhiên mang mọi người qua loa lấy lệ lại lần nữa. Không lâu sau, Miyamoto Masao lại nặn ra một nụ cười, cậu Dương, chúng tôi đã xác nhận, vừa nãy quả thật chúng tôi đã đếm nhầm, trên thực tế thì thiếu 2 tệ. Thiếu 2 tệ, không đúng đúng không Lý Thần Chiến, là 3 tệ chứ nhỉ? Dương Tiêu nhìn Lý Thần Chiến. Lý Thần Chiến trịnh trọng nói, đúng vậy, là 3 tệ. Đúng thế, sao lại ít hơn 2 tệ được? Chủ nhà Miyamoto, ông hãy đếm lại lần nữa đi. Dương Tiêu cười đùa. Đếm lại lần nữa. Miyamoto Masao hoàn toàn thẹn quá thành giận. Tên nhóc kia, cậu cố ý chơi tôi đúng không? Sau hại lần qua loa lấy lệ, họ đã đau lưng rồi, đếm lần nữa thì chẳng phải sẽ đột tử ở đây. Yo, thì ra chủ nhà Miyamoto không ngốc. Dương Tiêu cười nhẹ. Không, không ngốc. Đây là đang thừa nhận chơi mình. Miyamoto Masao nghe thấy thế tức đến mức sắp vỡ phôi. Nhưng, hiện tại ông là cá, Dương Tiêu là dao, có tức ông ta cũng chỉ có thể chịu đựng. Cậu Dương, Miyamoto này nhận thua, rốt cuộc hôm nay cậu muốn giải quyết chuyện này như thế nào? Giải quyết y như thế nào? Tôi thì không có vấn đề gì. Dương Tiêu cười nhẹ. Không có vấn đề gì. Tên nhóc này thật sự dễ nói chuyện như vậy. Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của Dương Tiêu gần như khiến Miyamoto Masao phát điên. Dương Tiêu chỉ vào Lý Thần Chiến, chỉ là anh em của tôi vì chuyện này mà chạy ngược chạy xuôi, lấy 500 triệu tệ phí khổ cực không quá đáng chứ. Cái gì, 500 triệu tệ phí khổ cực, khốn kiếp, cậu đang biên tướng bét chẹt dọa dâm. Miyamoto Masao tức giận. Soạt 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 xòe tổ nhìn thấy Miyamoto Masao tức giận, trong chốc lát hàng chục sa mạc chỉ ưng chĩa vào đầu Miyamoto Masao. Bị sa mạc chi ưng nhắm vào trán, trái tim Miyamoto Masao sụp đổ như sông Hoàng Hà vỡ đê. Cướp, một lũ cướp, 500 triệu tệ phí khô cực. Vừa nãy ông ta đòi 50 triệu tệ tiền thuốc men, ai ngờ Dương Tiêu vừa mở miệng đã đòi 500 triệu tệ. Gấp 10 lần, 10 lần chẵn. Dáng vẻ Dương Tiêu không lừa già. Trẻ, chủ nhà Miyamoto, chúng ta đều là người chân thực, 500 triệu tệ rất nhiều à? Cái gì, người chân thực? Mẹ nó cậu là người chân thực. Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Dương Tiêu, Miyamoto Masao thật sự muốn phun một ngụm soda mặn vào mặt Dương Tiêu. Nếu cậu là người chân thực, thì trên thế giới này sẽ không có người chân thực. Anh Dương hỏi ông đấy, 500 triệu tệ nhiêu không? Lý Thần Chiến tức giận măng. Dưới mái hiên nhà mọi người đều cúi đầu, vẻ mặt Miyamoto Masao chua xót, bất đắc dĩ nói, không nhiều. Có vẻ chủ nhà Miyamoto rất không vui. Dương Tiêu chê nhạo. Lý Thần Chiến vỗ đầu Miyamoto Masao một cái, sắc bén nói, sao hả? Không vui. Vui vui, 500 triệu tệ thật sự không nhiều. Miyamoto cô nặn ra nụ cười, trong lòng cảm thấy không hề vui. Dương Tiêu nhìn Đường Mộc Tuyết, Mộc Tuyết, em mang theo thẻ không? Mang một cái, Đường Mộc Tuyết lấy một thẻ ngân hàng từ trong túi ra, đưa cho Dương Tiêu. Dương Tiêu ném cho Miyamoto Masao. Không nhiều thì chuyển đi, đều là người chân thực cả, 500 triệu tệ thật sự không nhiều. Không nhiều, tôi sẽ chuyển. Miyamoto Masao cố nhịn không rơi nước mắt. Dưới sự ép buộc của bọn Lý Thần Chiến, Miyamoto Masao bắt đắc dĩ đưa cho Dương Tiêu 500 triệu tệ. 500 triệu tệ chuyên vào thẻ, Dương Tiêu vừa lòng, xứng danh là chủ nhà Miyamoto, đúng là hào phóng. Mộc Tuyết, chúng ta có thể đi. Vâng, Đường Mộc Tuyết nhẹ nhàng nói. Xảy ra chuyện như vậy, nếu tiếp tục ở lại đây thì đã không có ý nghĩa gì. Lý Thần Chiến vung tay, nhóm đàn em thu lại sa mạc chi ưng. Nhìn chăm chăm bóng lưng rời đi của Dương Tiêu, Miyamoto Masao tức giận thân thể run rẩy, suýt nữa nổ tung tại chỗ. Là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lớn Nhật ở Trung Nguyên, bối cảnh có thể so sánh với sự tồn tại của tứ đại gia tộc, ông ta phải chịu đựng loại tức giận như này bao giờ. Chủ nhà, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Một võ sĩ người Nhật hỏi. Miyamoto Masao thấp giọng nói. Minh thương dễ tránh, ám tiên khó phòng. Cha cho tôi, cha rõ cho tôi tên heo China này có lai lịch gì, tìm cách giết cậu ta bằng mọi giá. Vào lúc này, cuộc trò chuyện giữa Dương Tiêu và Lý Thần Chiến khiến Miyamoto Masao tức giận hai mắt tối sầm. Anh thật sự tìm được 50 triệu tệ tiền xu.
Sau khi đi ra ngoài, Dương Tiêu nhìn Lý Thần Chiến hỏi. Lý Thần Chiến chớp mắt, làm gì có. 50 triệu tệ, chúng tôi đi tất cả các ngân hàng lớn ở Trung Nguyên cũng chỉ gom được hơn 30 triệu là tôi đã nói mà. 50 triệu tệ tiền xu gom quá khó. Tên ngốc. Miyamoto Masao này thế mà còn tưởng là thật. Đúng là, đầu óc người Nhật không dễ dùng. Dương Tiêu lâm bầm. Cái gì? Chỉ hơn 30 triệu tệ tiền xu. Mình còn bị sỉ nhục là đồ ngốc, đầu óc không tốt. Phụt. Nghĩ đến vừa nãy nhóm của mình bị Dương Tiêu đùa giỡn, Miyamoto Masao khó thở, nôn ra một ngụm máu giả ngay tại chỗ. Chủ nhà, nhìn thấy Miyamoto Huyền Masao nôn ra máu, đám người lần lượt thay đổi sắc mặt. Miyamoto Masao ôm ngực, hai mắt nứt ra, danh con bắt nạt tôi, danh con bắt nạt tôi. Nhìn đi, chúng ta mua 500 triệu tệ, tên ngốc Miyamoto Masao vui vẻ đến mức nôn ra máu kìa. Dương Tiêu quay đầu kinh ngạc nói. Vui, vui vẻ nôn ra máu. Phụt. Nghe vậy, Miyamoto Masao lại tức ngực, lại nôn ra một ngụm máu giả nữa. Mẹ kiếp, con mắt nào của cậu thấy ông đây vui vẻ hả? Dương Tiêu thốt lên, lại nôn ra một ngụm nữa. Chủ nhà Miyamoto đúng là người có tiền có máu, lượng máu tốt. Bội phục bội phục. Nói xong, Dương Tiêu giơ ngón tay cái lên cho Miyamoto Masao. Lượng máu tốt, lượng máu. Nhìn Dương Tiêu giơ ngón tay cái lên, Miyamoto Masao tức giận hai mắt tối sầm lại ngất xỉu tại chỗ. Gài bẫy người tai thằng nhóc này gài bẫy người tan Dương Tiêu, tên thần bổ đao nhà anh định khiến ông ta tức chết gà. Lam Vi Vi than thở. Thất đức như thế, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người thất đức như Dương Tiêu. Anh không chỉ đánh con nhà người ta, mà còn dọa dâm bắt chẹt đối phương 500 triệu tệ. Trước khi đi còn đâm một dao, thật sự định chọc người ta tức chê. Không hiểu tại sao, nhìn thấy Miyamoto tức nôn ra máu Lam Vi Vu lại cảm thấy trong lòng dâng lên cảm giác thoải mái lạ thường. Đường Mộc Tuyết giờ khóc giờ cười, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một mặt đùa giỡn của Dương Tiêu như thế. Thật tình không biết, Dương Tiêu vốn dĩ hoạt bát cởi mở, chẳng qua mấy năm qua đè nén giỏi mà thôi. Lý Thần Chiến rất biết điều nói, anh Dương, chúng tôi còn có việc phải làm, đi trước một bước, tạm biệt. Ừ, vất vả rồi. Dương Tiêu gật đầu. Trước mặt Đường Mộc Tuyết, Lý Thần Chiến không để lộ thân phận thật sự của Dương Tiêu. Sau khi Lý Thần Chiến rời đi, ba người Dương Tiêu tìm một nhà hàng kiêu chung. Ăn xong, Đường Mộc Tuyết nhìn đồng hồ nói với Dương Tiêu, lát nữa em có hẹn với khách hàng, em phải đi trước rồi. Anh đưa em đến đó. Dương Tiêu đứng dậy. Đường Mộc Tuyết dịu dàng nói, không cần đâu, anh về nhà nghỉ. Ngươi đi, Vi Vi đưa em đi là được rồi. Hi hi. Anh cứ yên tâm giao Mộc Tuyết cho tôi. Lam Vi Vi cười tinh nghịch. Dương Tiêu sờ mũi, được rồi. Anh biết sau khi tập đoàn y dược, Đường Nhân sụp đổ hoàn toàn, rất nhiều khách hàng trước đó biết được Đường Mộc Tuyết là người đứng đầu tập đoàn Tuyết Tiêu đã lần lượt tìm tới hợp tác. Lam Vi Vi lại là bạn thân nhất của Đường Mộc Tuyết, chắc chắn giữa hai người có rất nhiều chuyện mà mình không tiện nghe. Nhìn Đường Mộc Tuyết và Lam Vi Vi rời đi, mi mắt phải của Dương Tiêu nháy liên tục. Sao vậy nhỉ? Dương Tiêu thắc mắc, mỗi lần mí mắt phải của anh nháy thì đều sắp xảy ra chuyện. 3 giờ 10 phút chiều, trong biệt thự nhà họ Triệu, một trong tứ đại gia tộc. Chủ nhà họ Triệu trở về nhà, tức giận vỗ vào mặt bàn, khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp. Sao bồ lại tức giận như vậy? Triệu Vô Cực ngạc nhiên hỏi. Mặt mày Triệu Tín u ám như nước, còn sao nữa? Đường Mộc Tuyết của tập đoàn Tuyết Tiêu đúng là hống hách. Một lượt lấy đi hết 7-8 khách hàng cũ từng hợp tác với nhà chúng ta, còn mấy khách hàng lớn đang lung lay, tức chết mắt. Chiều nay Đường Mộc Tuyết ra tay mạnh, một hơi hạ gục một số khách hàng cũ vốn thuộc nhà họ Triệu, điều này khiến Triệu Tín tức giận. Ồ, Đường Mộc Tuyết cướp khách hàng. Triệu Vô Cực kinh ngạc hỏi. Nghĩ đến Đường Mộc Tuyết, Triệu Vô Cực không kìm được nghiền răng căm hận. Anh ta thích Đường Mộc Tuyết như vậy, Đường Mộc Tuyết lại không hề rung động. Nghĩ đến việc mình ở trong lòng Đường Mộc Tuyết không bằng tên phê vật Dương Tiêu, Triệu Vô Cực càng tức giận hơn. Triệu Tín tức giận mặt đen lại, đúng vậy, là con đi Đường Mộc Tuyết kia. Nếu lại mất những khách hàng lớn này, cũng đủ khiến nhà họ Triệu ta tổn thất lớn. Bó, con có một kế, không chỉ có thể khôi phục tổn thất của nhà họ Triệu, mà còn khiến tập đoàn Tuyết Tiêu tổn binh hao tướng. Vẻ mặt Triệu Vô Cực đột nhiên tràn đầy tà khí. Triệu Tín kinh ngạc nhìn Triệu Vô Cực, ồ. Con có kế gì? Bó,
nếu chúng ta kiểm soát những bức ảnh không đứng đắn của Đường Mộc Tuyệt thì như thế nào? Triệu Võ Cực cười tà ác. Những bức ảnh không đứng đắn của Đường Mộc Tuyết. Vừa dứt lời, hai bố con Triệu Tín và Triệu Vô Cực nhìn nhau, cả hai chợt cười phá lên. Dương Tiêu không hề hay biết, một trận nguy cơ nhằm vào Đường Mộc Tuyết đang đến gần. Triệu Vô Cực cười khà khà nói, bó, người chớ quên, từ trước đến nay Đường Mộc Tuyết luôn giữ mình trong sạch. Nếu chúng ta nắm được những bức ảnh không đứng đắn của Đường Mộc Tuyệt, mà Đường Mộc Tuyết rất coi trọng danh tiếng như thế, đến lúc đó chẳng phải bố con chúng ta muôn cô ta làm gì cô ta phải làm cái đó còn gì. Không tệ, Triệu Tín cười đầy ẩn ý. Sau khi do dự, Triệu Tín thấp giọng nói, nhưng con lấy ảnh không đứng đắn của Đường Mộc Tuyết ở đâu? Bó, chuyện này đơn giản, chúng ta trực tiếp chụp là được rồi. Triệu Vô Cực cười xấu xa. Triệu Tín ngạc nhiên, chúng ta tự chụp, ý của con là gì? Đúng vậy, bó, tối nay, chúng ta bắt cóc Đường Mộc Tuyệt rồi làm bản cô ta. Chẳng phải chụp ảnh không đứng đắn sẽ dễ còn gì. Triệu Vô Cực le lưỡi tỏ vẻ đùa giỡn. Triệu Tín sửng sốt, chúng ta tự chụp, chuyện này, không thích hợp cho lắm. Không thể không nói, thương trường như chiến trường, tất cả những mánh khóe xảo trá đều làm được. Trên thương trường, rất nhiều thủ đoạn thập hèn nói đơn giản nhưng kinh khủng. Việc đe dọa người ta bằng những bức ảnh không đứng đắn là điều rất phổ biến. Đến nỗi, mấy năm qua nhà họ Triệu đều làm loại chuyện này. Tuy nhiên, nhà họ Triệu lại sử dụng mỹ nhân kế nhiều hơn, thủ đoạn chụp ảnh phụ nữ bạo lực không đứng đắn này thực sự rất điên rồ, nhà họ Triệu khinh thường làm chuyện này. Bố, từ nhỏ bố đã dạy con, kẻ làm chuyện lớn không câu nệ tiểu tiết, chút thủ đoạn này thì tính là 90 triệu Vô Cực dục. Triệu Tín lắc đầu, không thích hợp. Tập đoàn Tuyết Tiêu Hiện có quan hệ tốt với gia tộc quyền lực số 1 và các gia đình giàu có ở Trung Nguyên. Nghe nói hai ngày qua họ đã bơm hơn 10 tỷ tệ vốn, tài sản không thua kém gì các nhà giàu ở Trung Nguyên, áp sát tứ đại gia tộc Trung Nguyên. Nếu lúc này bọn họ khinh nhờn Đường Mộc Tuyết, một khi phát tán ra ngoài, thì nhà họ Triệu nhất định sẽ rơi vào bão dư luận, rất bất lợi cho nhà họ Triệu. Bố, người không biết, Đường Mộc Tuyết vẫn còn trong trăng. Triệu Vô Cực cười khà khà nói. Triệu Tín nghe xong, sửng sốt nói, p không hai gì. Đường Mộc Tuyết vẫn còn trong trăng. Đúng vậy, còn rất chắc chắn. Đường Mộc Tuyết vẫn còn trong trắng, phế vật Dương Tiêu kia vô dụng sợ là đã suy sụp, chẳng lẽ bố không muốn ném thử sức quyến rũ của người đẹp số 1 Trung Nguyên đâu à? Triệu Vô Cực cười sâu xa. Điều đáng nói là Triệu Tín luôn tham lam sắc đẹp. Tuy nhiên, Triệu Tín không quan tâm đến vẻ đẹp bình thường, ông ta là một người sạch sẽ, phụ nữ không còn trong trắng thì ông ta sẽ không bao giờ chạm vào. Vì vậy, Triệu Tín có một biệt danh trong giới là kẻ hủy diệt thiếu nữ. Đường Mộc Tuyết là người đẹp số 1 Trung Nguyên, cô xinh đẹp động lòng người, Triệu Tín không động lòng thì đó là giả. Xét cho cùng, đàn ông có xu hướng chuyên một thứ gì đó hơn phụ nữ. Vì đàn ông đẹp trai thích con gái trước 16 tuổi, đàn ông có tiền thích con gái trước 26 tuổi, đàn ông trưởng thành có năng lực thích phụ nữ trước 36 tuổi, đàn ông trong đàn ông thích phụ nữ trước 46 tuổi, mà đàn ông sắp xuống mổ đến nơi lại thích phụ nữ xinh đẹp trẻ trung. Nói tương đối thì chính xác là đàn ông chuyên một mảng hơn. Tất nhiên, đây chỉ là một trò đùa, nhưng rất thực tế. Sao mí mắt của mình vẫn nháy nhí? Chẳng lẽ sắp xảy ra chuyện lớn? Trở lại biệt thự trên hòn đảo nhỏ giữa hồ, mí mắt Dương Tiêu vẫn nháy liên tục. Chẳng lẽ trưa nay ăn quá nhiều? Dương Tiêu sửng sốt không thôi. Mí mắt của Dương Tiêu chưa từng nháy mạnh như vậy. Biệt thự nhà họ Triệu. Triệu Vô Cực le lưỡi, ác độc nói, chỉ cần bó gật đầu, chuyện này giao cho con làm là được. Ừ, tốt lắm, làm đi. Nghĩ đến dáng người gợi cảm của Đường Mộc Tuyết, Triệu Tín không nhịn được máu sôi sục. Ông ta ưa thích phụ nữ có thân hình trong trăng, càng ưa thích phụ nữ trẻ đẹp có thân hình trong trắng hơn. Đường Mộc Tuyết là người phụ nữ đẹp nhất mà ông ta từng thấy. Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Đường Mộc Tuyết đã dám cướp khách hàng của nhà họ Triệu, vậy ông ta sẽ dùng thủ đoạn đàn ông của mình thắng một hiệp. Triệu Vô Cực cười âm u, bó, người yên tâm, con sẽ làm ngay. Nghĩ đến việc đêm nay có thể phá thân thể Đường Mộc Tuyết, nghĩ đến cuối cùng mình cũng có thể khiến Đường Mộc Tuyết mất hết danh dự, Triệu Vô Cực không nhịn được hưng phấn không thôi. Bây giờ, Triệu Vô Cực đối với Đường Mộc Tuyết đã từ yêu sinh hận, anh ta nóng lòng muốn hủy Đường Mộc Tuyết ngay lập tức, để Đường Mộc Tuyết quỳ xuống liễm láp trước mặt mình. Tối nay bố anh ta chơi Đường Mộc Tuyết xong, anh ta cũng sẽ lành hạ con đĩ này.
Nhớ đừng để mẹ con biết chuyện này, Triệu Tín nhắc nhở. Ông ta cưới một người phụ nữ kiêu ngạo ngang ngược, nếu để vợ ông ta bắt được, ông ta sẽ chết rất khó coi. Bố yên tâm, việc này con sẽ tiến hành âm thầm. Triệu Vô Cực tỏ vẻ bắt chước như tên lão làng, trên mặt ngập tràn tươi cười. Triệu Tín tràn đầy năng lượng, ông ta đặc biệt uống một hộp thuốc bổ thận, chờ đêm nay sung sướng. Sau khi rời khỏi nhà họ Triệu, Triệu Vô Cực lập tức thuê một phòng khách sạn gần ngoại ô thành phố Trung Nguyên. Chuyện lần này phải tiến hành âm thầm, thuê một phòng khách sạn ở ngoại ô thành phố Trung Nguyên, ít nhất sự an toàn đã được đảm bảo mạnh. Sau đó, Triệu Vô Cực lấy điện thoại di động ra bấm gọi, "Hầu tử, làm cho tôi một việc, sau khi xong việc tôi sẽ cho anh 2 triệu tệ phí nước chài." Hai triệu tệ, câu Triệu đúng là hào phóng, không biết cậu Triệu tìm tôi là muốn làm chuyện gì. Đầu dây bên kia truyền đến một chàng cười hèn hạ. Triệu Vô Cực nhếch mép, tất nhiên là sở trưởng cũ của anh rồi. Ồ, không biết cậu Triệu thích cô gái nhà nào? Giọng nói hèn hạ lại vang lên. Hầu tử là một tên bụi đời khét tiếng ở thành phố Trung Nguyên, thường lang thang trong các quán bar và những nơi như hộp đêm, chưa bao giờ thất bại trong việc đối phó với phụ nữ. Triệu Vô Cực từ thốt ra ba chữ, Đường Mộc Tuyết. Mộc Tuyết, em bận xong chưa? Buổi tối, Dương Tiêu gọi điện thoại cho Đường Mộc Tuyết. Đường Mộc Tuyết vẫn đang gặp khách hàng, nói nhỏ, có lẽ tối nay sẽ có một bữa tiệc, em sẽ về nhà muộn một chút. Ừ, chú ý an toàn, tiệc gần xong thì gửi vị trí cho anh tới đón Imo. Dương Tiêu nhẹ nhàng nói. Vâng, Đường Mộc Tuyết dịu dàng nói. Lúc 8 rưỡi, Dương Tiêu nhận được vị trí mà Đường Mộc Tuyết gửi, anh lập tức đến khách sạn. Đường Mộc Tuyết ra khỏi khách sạn, tiễn khách hàng đi rồi chờ Dương Tiêu. Đúng lúc này, một người đàn ông xấu xí cầm khăn tẩm thuốc mê đột nhiên xuất hiện sau lưng Đường Mộc Tuyết, anh ta di chuyển nhanh bịt mũi miệng Đường Mộc Tuyết ngay tại chỗ. Đường Mộc Tuyết nhận ra có người định nhắm vào mình, vẻ mặt cô tái nhợt, những một luồng hương ập tới, tay chân Đường Mộc Tuyết yếu ớt, hai mắt tối sầm lại rơi vào hôn mê. Chậc chậc, đánh thuốc mê Đường Mộc Tuyết xong, một chiếc xe taxi gần đó chạy tới ngay lập tức. Đi, đưa Đường Mộc Tuyết lên xe taxi, người đàn ông xấu xí nhanh chóng hét lên. Khi chứng kiến cảnh tượng này, nhiều người xung quanh vô cùng sửng sốt. Chỉ là đối phương di chuyển quá nhanh, khi đám đông xung quanh phản ứng lại chiếc xe đã biến mất. 10 phút sau, Dương Tiêu đến cửa khách sạn, nhưng không thấy Đường Mộc Tuyết. Đâu? Người đâu? Dương Tiêu gọi điện cho Đường Mộc Tuyết nhưng không ai bắt máy. Sau khi gọi nhiều lần nhưng không được, mí mắt của Dương Tiêu nhảy càng mạnh hơn. Giờ là ban đêm, Đường Mộc Tuyết xinh đẹp như thế, không lẽ? Đột nhiên, một điềm báo mạnh mẽ khiến Dương Tiêu chợt thay đổi sắc mặt. Không ổn, Mộc Tuyết gặp chuyện không may. Vẻ mặt Dương Tiêu thay đổi dữ dội. Ngay sau đó, Dương Tiêu lao vào khách sạn như mũi tên sắc nhọn. Vừa nãy có một cô gái đứng đợi xe ở cửa, mặc đồng phục OL màu trắng, cô ấy đâu? Dương Tiêu vội vàng hỏi. Nhân viên lễ tân của khách sạn sửng sốt, yếu ớt nói, cô. Cô gái kia hình như bị bắt cóc rồi. Cái gì, bị bắt cóc? Đúng như dự đoán, Đường Mộc Tuyết đã gặp chuyện không may. Đi về hướng nào, tim Dương Tiêu như bị dao cứa hét lên. Thấy cảm xúc của Dương Tiêu quá kích động, lễ tân của khách sạn sợ hãi chỉ về phía đông, đi hướng đó, là một chiếc xe taxi không có biên số xe. Chúng tôi đã báo cảnh sát rồi. Cảm ơn, ném xuống một câu, Dương Tiêu vội vàng leo lên Maserati đi nhanh về hướng đó. Lúc này, ngoại ô phía đông, người đàn ông xấu xí một mình lái xe vào phía trong của một công trường xây dựng. Hầu tử, Triệu Vô Cực đang chờ sẵn vây tay. Người đàn ông xấu xí nhìn thấy Triệu Võ Cực lập tức xuống xe cười khà khà nói, cậu Triệu, tôi đã đưa người tới, anh xem 2 triệu tệ kia. Yên tâm, Triệu Vô Cực này luôn chú ý đến uy tín, đã nói đưa 2 triệu tệ thì nã đưa 2 triệu tệ, nhưng tôi muốn kiểm tra hàng trước. Triệu Vô Cực hào hứng nói. Người đàn ông xấu xí tên Hầu Tử nói, cậu Triệu cứ yên tâm, Hầu Tử này làm việc chưa bao giờ thất bại. Nói xong, Hầu Tử mở cửa xe, thấy Đường Mộc Tuyết đang nằm trong xe nhắm nghiền đôi mắt gợi cảm. Ừng ực, nhìn dáng người vừa lồi lõm vừa gợi cảm của Đường Mộc Tuyết, Triệu Vô Cực không nhịn được nua ổ nước bọt ừng ực. Miệng anh ta khô khốc, anh ta nóng lòng muốn ôm Đường Mộc Tuyết vào lòng khinh nhòn ngay lập tức. Cậu Triệu, không có vấn đề gì chứ? Hầu Tử nói đùa. Sau đó Triệu Vô Cực lấy ra một tấm chỉ phiếu, nhớ kỹ, chuyện này phải giữ bí mật cho tôi. Một khi bị lộ, đừng trách nhà họ Triệu chúng tôi tàn nhẫn,
Hiểu mà, hiểu mà. Sau khi nhận tấm chỉ phiêu 2 triệu tệ, trên mặt hầu tử lập tức nở nụ cười. Đối với anh ta, 2 triệu tệ không phải là con số nhỏ. Với số tiền này, tất nhiên anh ta phải kín tiếng. Nếu không, với bối cảnh của nhà họ Triệu thì rất dễ bị giết. Triệu Vô Cực vung tay, đi đi. Ừ, sau khi lấy được tiền, hầu tử chẳng thèm ngó tới xe taxi nữa, lập tức rời đi. Vừa ra khỏi con hẻm u ám này, một chiếc Maserati dừng lại trước mặt hầu tử. Bên trong xe, bước xuống xe là bóng dáng ngập tràn sát khí của Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết đâu? Anh là ai? Hầu tử gần như chết đứng. Vừa mới làm chuyện trái lương tâm xong rồi bị người ta tra hỏi, quả thật quá dọa người. Dương Tiêu túm cổ hầu tử, nhắc bồng hầu tử lên khỏi mặt đất như một con gà con. Đường Mộc Tuyết đâu? Dương Tiêu trầm giọng nói. Vẻ mặt anh vô cùng lạnh lẽo, khí thế hung ác trào ra, như đi từ địa ngục đến khiến người ta không rét mà run. Lửa giận dâng trào, sát khí sôi trào. Vừa nãy trên đường đi, Dương Tiêu đã liên lạc với Lý Thần Chiến. Lý Thần Chiến bẻ khóa camera giám sát trên đường với tốc độ nhanh, xác định vị trí cho Dương Tiêu. Cho nên Dương Tiêu mới khóa chặt vị trí của hậu tử nhanh như vậy. Bị Dương Tiêu túm có nhắc bồng lên, khiến hậu tử ớn lạnh từ gót chân lên đỉnh đầu. Ý nghĩ đầu tiên của anh ta là xong đời, mình gặp phải một người đàn ông tàn nhân, lần này anh ta đã đá vào tâm sắt. Tôi nói, thả tôi xuống. Hậu tử tái mặt nói ngắt quãng. Lúc này Dương Tiêu mới thả hầu tử ra, mặt mày hầu tử sợ hãi, anh ta định bỏ chôn nhưng lại phát hiện ra một luồng sát khí bao trùm lấy mình. Dưới sát khí của Dương Tiêu, ngay cả can đảm chạy trốn hầu tử cũng không dám. Người đâu? Dương Tiêu nắm chặt tay. Khả năng nhẫn nhịn của anh rất có hạn, nếu người đàn ông sâu xí tên hầu tử trước mặt này còn không nói, anh sẽ không ngại diệt người này. Hầu tử sợ đến mức chỉ vào công trường gần đó, tôi đã giao người cho Triệu Vô Cực cậu Triệu. Ở ngay trong đói. Gì, Triệu Vô Cực, nghe vậy, Dương Tiêu nắm chặt tay. Lúc trước anh đã dạy cho Triệu Vô Cực một bài học xương máu, không ngờ Triệu Vô Cực vẫn muốn chấm mút Đường Mộc Tuyết. Tốt, rất tốt, Triệu Vô Cực, anh đùa với lửa, vậy tôi sẽ thỏa mãn anh. Hầu tử dùng mình nói, đại ca, tôi có thể đi rồi chứ. Đi, dám bắt cóc Mộc Tuyết, anh cho rằng, mình có thể đi. Khí lạnh trên người Dương Tiêu phun trào. Hầu tử kinh ngạc, đại ca, anh nói không giữ lời, tôi đã nói cho anh biết tung tích của cô gái họ Đường kia rồi mài. Nhưng tôi chưa từng nói sẽ để anh đi. Trong mắt Dương Tiêu lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Bộp! Trong phút chốc, Dương Tiêu đã tát hầu tử, vẻ mặt hầu tử kinh hãi, anh ta muốn tránh nhưng không tránh được. Ngay sau đó, một cái tát vang dội vang lên, hầu tử hét lên bị cái tát của Dương Tiêu làm cho choáng váng. Triệu Vô Cực buồn bực. Sao lại nghe thầy tiếng hét của hầu tử nhỉ? Bỏ đi, không quan tâm, yêu thương con đĩ Đường Mộc Tuyết này trước rồi nói xô. Nói xong, Triệu Vô Cực cười xấu xa, xoa tay rồi đi về phía Đường Mộc Tuyết. Mặc dù đã nói để lần đầu của Đường Mộc Tuyết cho Triệu Tín bố anh ta, nhưng Triệu Vô Cực đã không chờ nổi nữa. Anh ta si mê Đường Mộc Tuyết, sao có thể từ bỏ cơ hội tốt như vậy? Vì vậy, lần đầu tiên của Đường Mộc Tuyết phải do anh ta lấy. Đường Mộc Tuyết à, Đường Mộc Tuyết, ông đây thích cô như vậy, cô chẳng thèm nhìn ông đây không bằng tên phế vật Dương Tiêu kia ở đâu. Đêm nay, cô đã rơi vào tay Triệu Vô Cực này, xem tôi hành hạ cô như thế nào. Dương Tiêu, mày nằm mơ cũng sẽ không ngờ tới nhỉ, lần đầu tiên của Đường Mộc Tuyết là bị tôi lấy, ha ha ha. Hai Triệu Võ Cực cười điên cuồng, tay phải càng ngày càng gần dáng người gợi cảm của Đường Mộc Tuyết. Bóp! Ngay lúc Triệu Vô Cực nghĩ rằng mình sắp chơi Đường Mộc Tuyết một cách mãnh liệt. Đầu anh ta đã bị đau. Ngay sau đó, thân thể Triệu Vô Cực run lên, anh ta muốn quay đầu lại xem ai đã đánh mình, nhưng một cảm giác choáng váng ập vào đầu khiến anh ta ngã xuống đất. Ồn ào, Dương Tiêu lạnh lùng nói, sau đó ném cục gạch trong tay. Phủ, nhìn thấy Đường Mộc Tuyết bình an vô sự, Dương Tiêu mới cảm thấy an tâm. Hôm nay mí mắt anh nháy cả buổi chiều, hóa ra là Đường Mộc Tuyết gặp nạn, may mà tất cả đều cứu kịp thời. Nhìn chằm chằm Triệu Vô Cực đang ngắt xỉ, Dương Tiêu sờ cảm, Triệu Vô Cực à, Triệu Vô Cực, nếu tôi dễ dàng làm thịt anh, thì chẳng phải quá hời cho anh. Liếc quanh công trường xây dựng, trên mặt Dương Tiêu trào ra vẻ lạnh lẽo. Ngay sau đó, Dương Tiêu tìm được gậy thép ở gần đó, để Triệu Vô Cực và hầu tử lại cùng một chỗ. Tiếp đó, Dương Tiêu cầm búa đập vào của quý của hai người.
A an a ai trong màn đêm, hai tiếng hét vang vọng qua từng đám mây, khiến chim chóc xung quanh kinh hãi bay ra. Vì trời quá tối, anh em bị đóng đinh trên mặt đất, đau đớn khiến Triệu Vô Cực và Hầu Tử từ cơn mê tỉnh lại, chưa kịp nhìn rõ mặt Dương Tiêu thì lại hôn mê tiếp. Đúng vậy, để trừng phạt hai người này, Dương Tiêu đã ghim chặt biểu tượng đàn ông của hai người Xuông Đạt. Làm xong tất cả những chuyện này, điện thoại trong túi áo của Triệu Vô Cực vang lên. Triệu Tín, lão già này cũng tham gia. Nhìn thấy số người gọi, sự lạnh lẽo trên người Dương Tiêu càng đậm hơn. Nếu những người quen biết Dương Tiêu nhìn thấy cảnh tượng này, họ sẽ biết đêm nay có người sắp gặp xui xẻo lớn. Vẻ oai một cơn ớn lạnh trào ra từ cơ thể của Dương Tiêu bao trùm toàn bộ công trường bỏ hoang. Nhà họ Triệu, xem ra các người đã sông sung sướng đủ. Ánh mắt Dương Tiêu càng ngày càng lạnh. Nhẹ nhàng ôm thân thể gợi cảm mềm mại của Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu lái xe về phía biệt thự trên đảo nhỏ ở trung tâm Hồ Nhạn Minh. Dương Tiêu, cậu đã làm gì con gái tôi? Nhìn thấy Dương Tiêu ôm Đường Mộc Tuyết đang bát tỉnh, Triệu Câm đang xem tivi trong phòng khách giật mình kêu lên. Dương Tiêu không nói gì, trực tiếp đặt thần thê mềm mại của Đường Mộc Tuyết vào phòng ngủ chính, sau đó nhìn về phía Triệu Câm, chăm sóc Mộc Tuyết. Rốt cuộc tên phế vật nhà cậu làm gì con gái tôi? Triệu Cầm kinh ãi. Dương Tiêu không nói nhiều, sát khí trào ra từ cơ thể anh khiến Triệu Cầm bị sợ không nhẹ. Kể từ khi Đường Kiến Quốc trở thành trạm trưởng tạm thời của nhà ga, mỗi ngày Đường Kiến Quốc đều đi làm về rất muộn. Có lẽ là do cảm nhận được sát khí trên người của Dương Tiêu, hoặc cũng có lẽ là sợ hãi Dương Tiêu từ sâu trong lòng, Triệu Câm không dám ngăn cản Dương Tiêu rời đi. Khách sạn 4 mùa ở Trung Nguyên. Triệu Tín thở hồn hền, xảy ra chuyện gì? Không phải tên nhóc Vô Cực này ăn vụng đây chứ? Triệu Tín vẫn luôn biết con trai mình Triệu Vô Cực rất thích Đường Mộc Tuyết. Tối nay bắt cóc Đường Mộc Tuyết, nếu Triệu Vô Cực không thể nhịn nổi, có lẽ lát nữa sau khi Đường Mộc Tuyết đưa qua đây đã không còn trong trăng nữa. Nếu Đường Mộc Tuyết không còn trong trăng nữa, Triệu Tín luôn bị ám ảnh bởi sự sạch sẽ không nhịn được cảm thấy buồn tẻ. Cốc 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 cốc. Ngay lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Thằng nhóc này cuối cùng cũng trở về, khiến ông đây nóng lòng muốn chết. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Triệu Tín vui mừng khôn xiết. Nghĩ đến sẽ lập tức đặt Đường Mộc Tuyết người đẹp số 1 ở Trung Nguyên dưới thân mình, Triệu Tín không hề do dự vội đi ra mở cửa. Bóp, hai ngày lúc Triệu Tín vừa mở cửa, một bàn tay như lưỡi dao đã đánh lên cổ Triệu Tín ngay tại chỗ. Triệu Tín mất cảnh giác, ngay cả bóng dáng người đánh mình cũng không nhìn thấy đã nhanh chóng ngã xuống đất. Người đánh hiển nhiên là Dương Tiêu. Vẻ mặt của Dương Tiêu âm u đến mức gần như vắt ra nước, Triệu Tín, thật sự là ông. Sau khi vào phòng, Dương Tiêu liếc nhìn cách trang trí của căn phòng. Nhìn kỹ, trong phòng không chỉ có mấy cái máy quay phim, trên đầu giường còn có rất nhiều đạo cụ làm tình, thậm chí còn có hai hộp đêm mãnh liệt. Đêm mãnh liệt, đúng như tên gọi, là liều thuốc kích tình có thể khiến đàn ông trở nên hung dữ vào ban đêm như dã thú. Tốt, tốt lắm. Rất tốt, nhìn thấy những thứ này, vẻ mặt của Dương Tiêu âm u đến cực điểm. Rõ ràng, những thứ này đều được dùng để nhắm vào Đường Mộc Tuyết. Vốn dĩ Dương Tiêu chuẩn bị làm thịt lão già Triệu Tín này, nhưng nghĩ lại, dê lão già Triệu Tín như thế này thì quá hời cho ông ta. Sự tra tấn đau đớn nhất trên thế giới không phải là giết người, mà là khiến người ta sống không bằng chết. Đường Mộc Tuyết là nghịch lân của Dương Tiêu, ai động vào sẽ phải trả giá đắt. Ở Trung Nguyên tròn 5 năm, vô số người thèm muôn vẻ đẹp của Đường Mộc Tuyết, nhưng đây là người đầu tiên thực sự dám thực hiện kế hoạch. Ngay sau đó, Dương Tiêu kéo Triệu Tín lên giường, trói tay chân Triệu Tín bằng dây thừng mà ông ta đã chuẩn bị từ trước. Sau đó, Dương Tiêu cầm thẻ phòng ra khỏi khách sạn, đến một khu ánh sáng u tối ở tầng dưới. Trai đẹp à, tới chơi đi. Một người phụ nữ trung niên nháy mắt với Dương Tiêu. Dương Tiêu nhìn người phụ nữ trung niên. Bà là bà Tang ở đây. Người được gọi là bà Tang, nói trắng ra là người phụ trách giao dịch không thể tả được. Bà Tang phụ trách chèo kéo khách, hưởng chênh lệch giá, còn những người phụ nữ phong chân kia chịu trách nhiệm chính trong việc móc túi khách. Đúng vậy, tôi là bà Tang ở đây, anh chàng đẹp trai, các em gái ở chỗ chúng tôi tuyệt đối thuộc hàng đẹp nhất nhì thành phố Trung Nguyên, có muốn chơi không? Bảo đảm sẽ khiến cậu lưu luyên không quên, mẹ Tang đầu độc nói. Dương Tiêu thập giọng nói. Vậy, chỗ các người có ai hơn 100 kg, tuổi tác trên 40, dáng vẻ ghê gớm, mắc bệnh lây qua đường tình dục không? Hả, anh chàng đẹp trai, khẩu vị của cậu nặng như thế. Bà Tang sửng sốt,
Trong những khách hàng tìm khoái cảm lúc trước ai mà chẳng tìm phụ nữ gợi cảm trẻ trung xinh đẹp nhiệt tình. Người, giống Dương Tiêu muốn người phải nặng hơn 100 kg, tuổi tác trên 40, trông rất ghê gớm, lại còn mắc bệnh lây qua đường tình dục thì đây là lần đầu tiên bà ta thấy. Dương Tiêu trực tiếp móc 20.000 tệ tiền mặt từ trong túi ra, có hay không? Nhìn chằm chằm vào xấp tiền 20.000 tệ màu đỏ, mắt bà tang trở nên căng ra. Có, chỗ chúng tôi vừa khéo có một người, anh chàng đẹp trai cậu chắc chắn muôn à? Mẹ Giang hỏi với vẻ mặt không thể tin nổi. Dương Tiêu lạnh lùng nói, bớt nói nhảm, chủ nhà họ Triệu đã chờ không nổi nữa rồi. Chủ nhà họ Triệu, chủ nhà họ Triệu nào? Bà tang tò mò hỏi. Dương Tiêu không dâu dêm, Triệu Tín, chủ nhà họ Triệu, một trong tứ đại gia tộc ở Trung Nguyên. Nếu tối nay các người phục vụ chủ nhà Triệu thoải mái, 20.000 tệ này chỉ là số tiền nhỏ. Cái gì, Triệu Tín, chủ nhà họ Triệu, một trong tứ đại gia tộc ở Trung Nguyên. Đậu xanh rau mái người có tiền thế mà có khẩu vị nặng như vậy. Anh chàng đẹp trai, cậu chắc chắn, bà tang không tin nổi hỏi. Dương Tiêu lười nói nhảm, thời gian của tôi có hạn. Nếu không được thì tôi đi tìm nhà khác. Được, nhất định được, anh chàng đẹp trai, đợi một chút. Bà tang hào hứng nói. Sau đó, bà tang xoay người hét lên, Tiểu Thúy, qua đây tiếp khách. Đến đây, sau đó, một người phụ nữ trung niên bụng phệ nặng trĩu từ trong bước ra. Bà tang chỉ vào Dương Tiêu giới thiệu, anh chàng đẹp trai này là người nhà họ Triệu, một trong tứ đại gia tộc. Người mà đêm nay bà phục. Vụ là Triệu Tín, chủ nhà họ Triệu. Tiểu Thúy, hãy nhớ kỹ, đêm nay bà nhất. Định phải lầy lòng chủ nhà Triệu. Nếu bà phục vụ chủ nhà Triệu hài lòng, thì nửa đời sau sẽ phát đạt. Tiểu Thúy. Nghe vậy, khóe miệng Dương Tiêu giật giật, đây đều là lão Thúy rồi, được không? Chủ nhà họ Triệu, trời à, thật à, người phụ nữ trung niên bụng phệ kinh ngạc. Dương Tiêu gật đầu, chủ nhà Triệu thích người thân hình mập mạp như bà, có thể sinh con trai. Hiện tại chủ nhà Triệu đã tự trói mình lại, bây giờ tôi sẽ đưa bà tới đói. À đúng rồi. Chủ nhà Triệu thích ngược đãi, đợi lát nữa bà không cần phải khách sáo đâu, hiểu không? Càng ngược đãi chủ nhà Triệu càng thoải mái, phục vụ chủ nhà Triệu thoải mái, tiền không là vấn đề. Hiểu mà, người phụ nữ trung niên hưng phán suýt nhảy cẳng lên. Chỉ cần ở thành phố Trung Nguyên, hầu như không ai không biết đến cái tên Triệu Tín, chủ nhà họ Triệu một trong tứ đại gia tộc. Nghĩ đến tối nay có thể phục vụ chủ nhà họ Triệu cao cao tại thượng. Hormone trên toàn thân người phụ nữ trung niên tiết ra không ngừng. Không lâu sau, Dương Tiêu đưa người phụ nữ trung niên tới cửa khách sạn. Đưa thẻ phòng cho người phụ nữ trung niên, Dương Tiêu trầm giọng nói, ngược đãi, nhất định phải ngược đãi cực mạnh. Đã đi bị sẵn đạo cụ cho bà rồi, mau đi đi. Đi đây, nhận dược thẻ phòng người phụ nữ trung niên phấn khích không thôi. Nhìn chằm chằm bóng lưng người phụ nữ trung niên, Dương Tiêu cười âm u, Triệu Tín. Hãy thưởng thức bữa tiệc khuya mà tôi chuẩn bị cho ông. Cùng lúc đó, Triệu Tín mờ mịt mở mắt ra. Chủ nhà, liệu, ông tỉnh rồi à? Người ta đã chuẩn bị xong, chúng ta làm theo trình tự hay là một bước lên luôn? Người phụ nữ trung niên nhìn chằm chằm Triệu Tín đang bị trói trên giường, cười khà khà. Triệu Tín kinh hãi nhìn người phụ nữ trung niên trông như núi thịt trước mặt, bà. Bà là ai hai Đường Mộc Tuyết đâu? Đường Mộc Tuyệt, đó không phải là người đẹp số một ở Trung Nguyên sao? Chủ nhà Triệu đáng ghét thê. Vậy mà lại nói tôi đẹp như Đường Mộc Tuyết, nếu đã như vậy, thì chúng ta một bước lên luôn đi. Người phụ nữ trung niên cười không đứng đắn không ngừng đi về phía Triệu Tín. Nhìn núi thịt cách mình càng ngày càng gần, Triệu Tín kinh hãi, không, không. Bà đừng qua đây. Tôi cảnh cáo bà đừng qua đây. Nhìn thấy Triệu Tín kích động liên tục. Người phụ nữ trung niên càng phân khích hơn. Đúng là chủ nhà Triệu thích ngược đãi. Nếu đã thích, vậy ngược đãi chính thức bắt đầu. Vụt. Ngay sau đó, người phụ nữ trung niên không hề do dự lao về phía Triệu Tế ấy. Phụt. Bị người nặng hơn 100 kg đè lên, Triệu Tín chỉ cảm thấy mình bị xe tăng đè lên, phọt nước bọt ngay tại chỗ. Chủ nhà Triệu, người ta muốn làm chuyện xấu hổ với ông. Người phụ nữ trung niên tỏ vẻ ngượng ngùng. Nhìn người phụ nữ giống núi thịt với vẻ mặt xấu hổ, Triệu Tín suýt nữa nôn ra một ngụm máu giả. Không, không muốn. Trong màn đêm, một căn phòng trong khách sạn 4 mùa ở Trung Nguyên tràn ngập tiếng than khóc kinh hoàng của Triệu Tín. Tất nhiên,
không thể không thừa nhận khả năng cách âm của khách sạn 4 mùa ở Trung Nguyên rất tốt, Triệu Tín kêu lớn như vậy mà bên ngoài cửa cũng không nghe thấy gì cả. Sau khi làm xong tất cả những việc này, Dương Tiêu gọi một cuộc gọi, Lý Thần Chiến, thâm nhập phá vỡ hệ thống camera trong phòng 308 của khách sạn 4 mùa ở Trùng Nguyên cho tôi. Sáng mai phát tán video ra ngoài, tôi muốn ngày mai gây chấn động toàn bộ Trung Nguyên. Tôi muốn để Triệu Tín lên đầu trang bìa Trung Nguyên. Vâng, Điện Hạ, Lý Thần Chiến cung kính nói. Lý Thần Chiến đã nuôi dưỡng một nhóm hacker hàng đầu từ lâu, những hacker này nhanh chóng phá vỡ hệ thống camera giám sát. Vãi. Nhìn thấy núi thịt nặng hơn 100kg liên tục làm chuyện không biết xấu hổ trên người Triệu Tín trong hệ thống giám sát, nhóm hacker chỉ cảm thấy hai mắt sắp rơi ra ngoài. Gọi điện cho Lý Thần Chiến xong, Dương Tiêu lái xe trở về biệt thự trên đảo nhỏ ở trung tâm Hà. Đường Mộc Tuyết chỉ cảm thấy đau đầu, cô mệt mỏi mở mắt ra, Mình đang ở đâu? Mộc Tuyết, em tỉnh rồi à, nào uống canh đi. Dương Tiêu nhẹ nhàng nói. Nhìn thấy Dương Tiêu ở ngay bên cạnh, Đường Mộc Tuyết kinh ngạc, Dương Tiêu, em ở nhà sao? Cô có chút ấn tượng, hình như mình bị khăn tâm thuốc mẹ bịt miệng mũi, một mùi hương ập đến khiến cô không biết gì cả. Đường Mộc Tuyết có thể đoán được, chắc chế mình đã bị bắt cóc. Ừ, không sao rồi. Dương Tiêu cười cưng chiêu. Nhìn vẻ mặt dịu dàng của Dương Tiêu, trong lòng Đường Mộc Tuyết dâng lên dòng chảy ấm áp, đôi mắt đẹp nổi lên gợn sóng. Cô biết rất rõ nếu không có người đàn ông trước mặt này, thì e là đêm nay mình đã gặp nguy hiểm. Nghĩ đến những ngày qua Dương Tiêu đối xử tốt với cô, nghĩ đến sự bao dung của Dương Tiêu đối với gia đình này, Đường Mộc Tuyết cảm động đến mức không thể diễn tả thành lời. Nào, uống chút canh đi, từ từ thôi. Dương Tiêu cười nói. Đường Mộc Tuyết hút một ngụm canh, đúng là thấy đầu đỡ đau hơn nhiều. Đây là chén thuốc mà Dương Tiêu tỉ mỉ nấu, không chỉ bổ mà còn có tác dụng nâng cao tinh thần. Những chuyện như khăn tâm thuốc mê Dương Tiêu đã quá rõ, anh biết sau khi trúng thuốc rồi tỉnh lại sẽ đau đầu nặng nề một lúc. Đường Mộc Tuyết kinh ngạc, đây là loại canh gì, thế mà dùng tốt như vậy. Canh thuốc đặc chế, Dương Tiêu mỉm cười. Nhìn chằm chằm Dương Tiêu tràn đầy ấm áp, Đường Mộc Tuyết cũng cảm thấy ấm áp, ngộ ộc nghếch. Hả, ngốc nghếch, anh rất ngốc hà. Dương Tiêu dở khóc dở cười. Nhìn Dương Tiêu, trong mắt Đường Mộc Tuyết tràn đầy vẻ dịu dàng vô hạn. Cô chợt nhớ đến những lời lẽ hoa mỹ. Nếu bạn gặp được một người khiến bạn bắt đầu lập kế hoạch một năm, hai năm, ba năm, thậm chí là 10 năm cũng không thay đổi, thì bạn nên tin tưởng, anh ấy là người mà tương lai bạn không thể bỏ lỡ, bắt đầu một khởi đầu hoàn hảo. Nhớ lại những mảnh vụn trong 5 năm kết hôn với Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết không nhịn được thổn thức. Đấu với Đường Hạo, hỗ trợ mình kế. Vị, thành lập tập đoàn Tuyết Tiêu, mỗi một chuyện đâu ngập tràn tình yêu với mình. Đường Mộc Tuyết hít sâu một hơi, cô lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt Dương Tiêu, Dương Tiêu, hay. Hay tối nay chúng ta động phòng nhé. Đường Mộc Tuyết hít sâu một hơi, cô lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt Dương Tiêu, hay. Hay tối nay chúng ta động phòng nhé. Lúc này, trong công trường xây dựng bỏ hoang. Một cơn gió lạnh ập đến, Triệu Vô Cực dùng mình tỉnh lại. Sốt cuộc, đã vào thu không phải mùa hè nữa. Chết tiệt. Tên khốn đó đập gạch sau lưng mình, Triệu Vô Cực chửi rủa. Suýt nữa mình đã ngủ được Đường Mộc Tuyết, ai ngờ ngay lúc mấu chốt thế mà lại có người tấn công sau lưng anh ta. Viên gạch rơi xuống, anh ta bất tỉnh. Triệu Vô Cực căm hận nói, thằng khốn nạn, đừng để tao bắt được. Mày, nếu không, tao sẽ đánh vỡ cái đầu của mày. Chửi rủa mấy câu xong, Triệu Vô Cực đứng dậy. Á ôi, ngay lúc anh ta đứng dậy. Một cảm giác đau nhói mạnh mẽ khiến Triệu Vô Cực hét lên như lợn bị chọc tiết. Tiếng hét này vô cùng bén nhọn, vang vọng cả bầu trời, phá tan cả màn đêm yên tĩnh. Xảy chuyện gì, Triệu Vô Cực nhuốc dám đứng dậy nữa, gục xuống đất. Khi quan sát kỹ hơn, anh ta thấy linh vật biểu tượng đàn ông của mình vậy mà bị một ông thép đóng vào mặt đất. Chết lặng, Triệu Vô Cực nhìn thấy cảnh tượng này thì hoàn toàn chết lặng. Anh ta không thể tin được tất cả những điều trước mắt mình. Anh ta dụi mắt nhìn lại, không hề sai linh vật MN anh ta đã bị đóng đỉnh trên mặt đất đờ mời Triệu Vô Cực kinh ngạc. Linh vật bị đâm thủng, đóng đỉnh trên mặt đất khiến anh ta khôi thi thê di truyền. Mẹ nó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Triệu Vô Cực suy sụp cực độ. Đang yên đang lành, linh vật bị đóng đỉnh trên mặt đất, loại đau đớn này đơn giản là không thể chịu đựng được.
hậu tử người đàn ông sâu xí Thánh Bụi Hoa cũng tỉnh dậy sau cơn mê khi nghe thấy tiếng la hét thất thanh của Triệu Vô Cực. Hậu tử kinh hãi, cậu Triệu, sao anh lại ở đây? Hả, không đúng, sao pháo đốt của cậu Triệu lại bị đóng đỉnh trên mặt đất? Làm sao tôi biết được, Triệu Vô Cực gần như ngắt xỉu. Hậu tử cố nén cười, cậu Triệu, ai mà ác như vậy? Anh cũng thảm quá rồi nhỉ? Hậu tử, tên rác rưởi nhà anh dám cười tôi. Triệu Vô Cực tức giận. Trong mắt anh ta, hậu tử không khác gì bọn lưu manh. Bị một tên lưu manh chỉ biết gài bẫy phụ nữ cười nhạo, không cần phải nói Triệu Vô Cực khó chịu tức giận đến mức nào. Rác rưởi, anh mắng tôi là rác rưởi. Hậu tử vừa nghe thầy, càng tức giận hơn. Nếu không phải làm việc cho Triệu Vô Cực, anh ta sẽ không bị chặn lại, càng sẽ không bị tát ngất xỉu. Triệu Vô Cực tức giận của trách, anh không phải rác rưởi thì là gì? Cái loại khôn kiếp, hèn mọn nhà anh lại dám cười nhạo tôi. Mẹ nó ông đây đã cho anh thể diện rồi. Được được được, cậu Triệu là nhất, tôi không thể trêu vào tránh xa là được chứ gì. Bị đóng đỉnh xuống đất, anh chờ chết đi. Hầu tử tức thở hồn hền. Anh ta chắc chắn không thể xúc phạm Triệu Vô Cực, nhưng anh ta cũng không dễ trêu. Dù sao thì linh vật đàn ông của anh đã bị đóng đỉnh trên mặt đất, không ai có thể cứu anh. Cho dù Triệu Vô Búp nhà anh giỏi cỡ nào thì chẳng phải vận cùng đường đó thôi. Buông lời tàn nhẫn xong, hầu tử muôn đứng dậy rời đi. A an trong tích tắc, một tiếng hét khác như chọc tiết lợn vang lên trong đêm đen. Hầu tử cúi xuống, đột nhiên thấy biểu tượng đàn ông của mình cũng đã bị đóng đỉnh trên mặt đất. Con mẹ nó, nhìn thấy linh vật của mình bị căm sung đát, hầu tử nhìn chằm chằm đến mức tròng mắt sắp rơi ra ngoài. Đồng thời cùng lúc đó, bên trong biệt thự đảo nhỏ. Dương Tiêu không thể tin vào tai mình, Mộc Tuyết, em. Em nói gì? Lúm đồng tiền trên mặt đường Mộc Tuyết nóng bừng, nhưng lần này cô cũng không né tránh ánh mắt của Dương Tiêu. Cô nhiệt tình can đảm nhào vào trong vòng tay của Dương Tiêu nói, đồ ngốc, em nói, chúng ta động phòng nhé. Động phòng. Nghe thấy lời nói vừa nóng bỏng vừa táo bạo của đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu chỉ cảm thấy hơi thở mình gấp gáp. Động phòng, đây là điều mà Dương Tiêu tha thiết mơ ước. Cuối cùng tối nay cũng có thể thành hiện thực. Dương Tiêu, anh còn trần. Trừ gì nữa, đường Mộc Tuyết xấu hổ nói. Dương Tiêu hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, Mộc Tuyết, đừng vội, chờ NHTL. Anh muốn làm gì, đường Mộc Tuyết tò mò hỏi. Dương Tiểu cố nén lại sự bồn chôn trong lòng, đứng dậy đóng cửa biệt thự, sau đó khóa cửa phòng, tắt hết điện thoại di động. Tiếp đó, đóng chặt cửa sổ, đóng rèm thật chặt. Lúc này Dương Tiêu hào hứng nói, Mộc Tuyết, chúng ta có thể đóng góp thế hệ tiếp theo cho nhân loại rồi. Những lần trước đã có thể động phòng với đường Mộc Tuyết, nhưng cuối cùng những cơ hội tốt lại bị phá hủy. Lần này Dương Tiêu phải nắm bắt cơ hội, vây tay tạm biệt cô gái năm ngón tay của mình. Vâng, đường Mộc Tuyết nhẹ nhàng tắt đèn đầu giường. UML giữa đêm khuya, hai người ôm nhau môi chạm môi, nụ hôn kéo dài. Đến bước này, đôi bạn trẻ Dương Tiêu và đường Mộc Tuyết đã trải qua bao gian khó, cuối cùng cũng gặt hái được thành quả. Nơi đây có rất nhiều văn chương, không thể miêu tả. Trong công trường bỏ hoang, hầu tử kinh hãi nói, sao? Sao linh vật của tôi lại bị đóng đỉnh trên mặt đất? Đờ mò, quá vô lý. Ha 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 ha, hầu tử, tên rác rưởi nhà anh dám cười nhạo tôi. Bây giờ anh cũng chết lặng rồi chứ? Triệu Vô Cực vui buồn lẫn lộn. Giọng điệu hầu tử run rẩy, chuyện này làm sao có thể? Anh ta luôn đi giữa những bụi hoa, không biết bao nhiêu cô gái trong thành phố đã trở thành chi thân dưới thân của anh ta. Nếu mình phế rồi, thì tương lai của mình chắc chắn sẽ xám xịt. Hầu tử, cười đi, sao anh không cười nữa? Triệu Vô Cực cười dữ tợn. Như thể nhìn thấy hầu tử có kết cục giống như mình, anh ta lập tức cảm thấy thoải mái rất nhiều. Da đầu hầu tử tê dại, anh ta thật sự không thể tin được những chuyện này. Suy sụp. Trong lòng cả hai đều suy sụp cực độ. Bọn họ không biết đang yên đang lành sao linh vật đàn ông của hai người lại bị đóng đỉnh vào mặt đất. Hầu tử kinh hãi, run rẩy nói, gọi xe cấp cứu, nhanh lên, gọi 120. Sau khi sờ vào túi, hầu tử phát hiện ra mình không có điện thoại di động. Đúng, mau gọi 120, Triệu Vô Cực vô chán. Tuy nhiên, điều khiến Triệu Vô Cực chê lãng hon là chiếc điện thoại di động của anh ta đã không cánh mà bay từ lúc nào. Cả hai người đều bị mất điện thoại di động, ngay cả cơ hội kêu cứu cũng không có. Thật tình không biết, trước khi rời đi Dương,
Tiêu đã tịch thu điện thoại di động của họ, không cho họ bất kỳ cơ hội kêu cứu nào. Nỗi đau lớn nhất trên thế giới không gì bằng sống không bằng chết. Vì Dương Tiêu không định giết hai người bọn họ, tự nhiên sẽ khiến bọn họ suy sụp đến cực điểm. Xong rồi, chúng ta không có điện thoại di động, chẳng lẽ đêm nay chúng ta sẽ chê ở đây sao? Hậu tử kinh hãi hỏi. Triệu Vô Cực run rẩy, hậu tử, anh biết ai đã đánh gục anh không? Tôi, làm sao tôi biết được? Hậu tử suýt bật khóc. Vốn dĩ muốn kiếm 2 triệu tệ, không ngờ cuối cùng 2 triệu tệ đến tay nhưng biểu tượng đàn ông của mình lại mắc vào, điều này mất nhiều hơn được. Triệu Vô Cực tuyệt vọng nói, rốt cuộc là thằng rác rưởi nào làm? Tên khôn, đừng để tao bắt được mày, nếu không, tao sẽ chém mày ngàn lần. À, tôi nhớ ra rồi, khi tôi vừa ra khỏi con hẻm, tôi đã bị người ta chặn lại. Người đó trông rất chăng, dáng vẻ gầy gò nhưng tràn đầy sức mạnh, cao khoảng 1,78 đến 1,80 mét, ánh mắt rất thâm thúy. Hậu tử chợt nhớ lại. Nghe vậy, Triệu Vô Cực trợn to hai mặt, cái gì? Anh chắc chắn. Tôi rất chắc chắn, hậu tử nói chắc nịch. Triệu Vô Cực tức giận nói, đậu mẹ, Dương Tiêu, tao hỏi thăm nhà mày. Anh ta ghét Dương Tiêu đến tận xương tủy, hậu tử chỉ mô tả đơn giản Triệu Vô Cực đã biết ngay người đứng sau đánh bọn họ là Dương Tiêu. Dương Tiêu, tên này nghe quen quen, hả? Không đúng, Dương Tiêu hình như là nà phê vật của Đường Mộc Tuyết đúng không? Hậu tử hỏi. Triệu Vô Cực phẫn nộ, đúng vậy, là tên khốn kiếp vô dụng kia. Là chồng phế vật của Đường Mộc Tuyết, hậu tử sửng sốt. Bóp! Ngay lúc Triệu Vô Cực đang nổi điên, hậu tử đột nhiên đầm vào mặt Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực ăn đau, gầm lên, hậu tử, mày muốn làm gì? Triệu Vô Cực, đồ khốn nạn, nếu không có mày thì tao đã không đến mức này, ông đây liều mạng với hậu tử như phát điên. Mày! Đường Mộc Tuyết là người phụ nữ của Dương Tiêu, người phụ nữ của mình bị bắt cóc, cho dù là phế vật cũng sẽ rơi vào trạng thái bạo nô. Vì vậy, trong cơn tức giận, hậu tử không thể chờ đợi muốn giết Triệu Vô Cực ngay lập tức giải tỏa hận thù. Với một tiếng gầm, hậu tử tấn công Triệu Vô Cực một lần nữa. Vốn khoảng cách giữa hai đã gần, Triệu Vô Cực không ngờ thế mà hậu tử sẽ ra tay đánh mình. Hậu tử, đồ khốn nạn nhà mày dám đánh tao, tao thấy mày không muốn sống nữa. Triệu Vô Cực bi phẫn muôn chết. Dưới sự tấn công của hậu tử, Triệu Vô Cực đau đớn gần như ngất xỉu. Tuy nhiên, hậu tử gầy như que củi, làm sao có thể là đối thủ của Triệu Vô Cực. Bóp bóp bóp. Triệu Vô Cực cũng không phải kẻ ngốc, anh ta liên tục đá vào thanh thói đóng đỉnh vào linh vật của hậu ử. Bộp. Triệu Vô Cực đạp vào thanh thép xung truyền, vết thương của hậu tử lại nứt ra, máu chảy ra rất nhiều. Một cơn đau không thể nói thành lời, khiến mắt của hậu tử tối sầm lại, bất tỉnh ngay tại chỗ. Nhìn hậu tử ngất xỉu, Triệu Vô Cực như được giải tỏa, a phi. Chỉ một tên ngu ngốc nhà mày mà lại muôn đầu với tao. Mày xứng à? Tuy nhiên, ngay sau đó Triệu Vô Cực đã bật khóc. Con mẹ nói, chết mất, chết mất, chết mất thôi. Vì di truyền quá dữ dội, vết thương của Triệu Vô Cực cũng chảy máu nhiều. Cứu với, cứu với. Triệu Vô Cực dựng tóc gáy, gầm rú liên tục. Đáng tiếc, đây là một công trường bỏ hoang, cơ bản là xung quanh không có người. Thỉnh thoảng một vài người đi đường nghe thấy tiếng gầm rú trong bóng tối, không biết còn tưởng là bị ma ám nên vội năng bỏ chạy. Đau đớn, tra tấn triền miên. Nước mắt, chảy rì rào. Triệu Vô Cực nằm trên mặt đất mặt tái, nhợt không còn chút máu, chỉ có thể chờ án tử hình từ thần chết. Ngày hôm sau khi tia nắng đầu tiên chiếu xuống trái đất vào sáng sớm, cuộc chiến khốc liệt bên trong khách sạn 4 mùa ở Trung Quốc mới dừng lại. Chủ nhà Triệu, tra tấn cả một đêm, thoải mái chứ? Tôi là Tiểu Thúy, sau này nhất định phải nhớ lật thẻ bài của tôi nha. Người phụ nữ trung niên hơn 1kg hài lòng mặc quần áo vào. Hu, hu 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 hiu. Nằm trên giường, Triệu Tín rơi lệ. Đêm qua đối với ông ta mà nói đơn giản là một cơn ác mộng, ông ta đã bị núi thịt hơn 100kg tra tấn cả một đêm. Bây giờ, Triệu Tín nhìn thấy phụ nữ thì nảy sinh cảm giác sợ hãi sâu sắc. Nếu muốn Triệu Tín phải bày tỏ cảm xúc hiện tại của mình, thì chỉ có thể miêu tả là cảm giác mệt mỏi và không thích. Sao lại dậy sớm vậy? Đường Mộc Tuyết như mèo con lười biếng nhìn Dương Tiêu. Sau khi tối qua cuối cùng cũng cá nước thân mật, cả hai người đều rất hài lòng. Nhìn gương mặt xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết ửng hồng, khóe miệng. Dương Tiêu hỏi nhạy lên, bởi vì, kịch hay, lúc này mới bắt đầu.
thằng nhóc này đã làm chuyện xấu xa gì vậy? Thế mà linh vật lại bị đóng đỉnh trên mặt đất. Đúng vậy, tên nhóc này chắc chắn đủ ác, nếu không, ai lại phát xô làm ra loại chuyện này? Chậc chậc, mau đi thôi, nếu đây là chiêu hại người mới thì sao? Sáng sớm, nhiều người xuất hiện trên công trường bỏ hoang lắc đầu quay lưng bỏ đi khi nhìn thấy tình cảnh bi đát của Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực kinh hãi lần nữa, cứu với, cứu với. Đồ khốn kiếp nhà các người, thấy chết không cứu nhất định sẽ bị trời xử tội. Nghe những lời của Triệu Vô Cực, nhóm người vây xung quanh bước càng nhanh hơn. Rốt cuộc linh vật đàn ông đã bị đóng đỉnh trên mặt đất, nếu thật sự hỏng, thì e rằng trăm nghìn tệ cũng không cứu được. Hu, nhìn đoàn người lần lượt rời đi, Triệu Vô Cực gần như muốn chết đi xông lại. Cả đêm, anh ta phải chịu đựng cả đêm, mỗi phút mỗi giây trong đêm này đối với Triệu Vô Cực dài vô hạn. Cuối cùng cũng đến rạng đông, ai ngờ nhóm người bước tới xem lại thấy chết không cứu. Giờ đây, linh vật của anh ta đã xẹp, hoàn toàn kiên cố bằng ống thép. Trong đêm dài, Triệu Vô Cực không dám cử động, sợ chạm vào vết thương chảy máu mà chết. Yo, y đây không phải là cậu Triệu Triệu Võ Cực sao? Anh bị sao vậy? Đúng lúc này, Dương Tiêu cười hi ha lái xe đi tới. Miệng vết thương của hầu tử tên đàn ông xấu xí chảy máu quá nhiều đã rơi vào tình trạng hôn mê nặng. Nhìn thấy rõ người tới, khóe mắt Triệu Vô Cực nứt ra nói, Dương Tiêu, mẹ nó mày còn có mặt mũi tới đây, ông đây thảm như này, nhất định là do mày hại. Cậu Triệu, cơm có thể ăn bừa, nhưng không được nói bậy. Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi lối anh? Hôm qua, Mộc Tuyết nhà tôi bị bắt cóc, tôi ngược lại còn phải hỏi anh ý. May mắn đã báo cảnh sát kịp thời, có sự giúp đỡ của cảnh sát, Mộc Tuyết mới có thể bình an vô sự. Mặt Dương Tiêu không hề đỏ tim không đập nói. Cái gì, Đường Mộc Tuyết bình an vô sự, lại còn là người của cảnh sát giúp tìm. Điều này, làm sao có thể xảy ra? Nếu Dương Tiêu không phải là người đã tấn công anh ta tối hôm qua, thì sẽ là ai hay chẳng lẽ là những người đã từng theo đuôi Đường Mộc Tuyết đánh mình từ phía sau? Không thể, Dương Tiêu, anh bớt lừa tôi đi. Tối hôm qua anh đánh hầu tử hôn mê đúng không? Hầu tử đã nói là anh làm, Triệu Vô Cực nói. Nhìn thấy, Triệu Vô Cực nhợt nhạt mà còn nói năng hùng hồn đây lý lẽ, Dương Tiêu cười nhạo trong lòng. Đã biến thành như vậy, mà còn có tâm tư gây chuyện với mình. Dương Tiêu bất lực nhún vai, thật không? Vậy anh bảo anh ta đứng dậy mặt đôi mặt với tôi đi. Anh, Triệu Vô Cực thẹn quá hóa giận. Anh ta muốn làm khó Dương Tiêu, nhưng đáng tiếc anh ta không đủ bằng chứng. Dương Tiêu lắc đầu giả vờ buồn bã, thôi, vốn dĩ còn muốn bắt anh phải chịu trách nhiệm, thấy anh có kết cục thê thảm như vậy, thôi không bắt nữa. À, có cần tôi gọi 120 giúp anh không? Anh đồng ý giúp tôi. Triệu Vô Cực sửng sốt. Dương Tiêu nở một nụ cười vô hại, tôi không thể để người ta nói tôi thấy chết không cứu đúng không? Mặc dù mối quan hệ của anh với tôi thực sự rất tệ, nhưng tôi có thể nhận ra anh rất thích Mộc Tuyết. Nề tình anh thích Mộc Tuyết, cứu anh cũng không việc gì. Thật không? Triệu Vô Cực ngạc nhiên không chắc chắn. Dương Tiêu thật sự tốt bụng như vậy. Trước đây mình có xích mích rất nhiều với tên này, anh ta không tin Dương Tiêu lại tốt bụng giúp đỡ mình như vậy. Hơn nữa, mình có kết cục thảm như này, hơn nửa là do tên khốn Dương Tiêu làm. Có quỷ, chắc chắn trong đó có quỷ. Dương Tiêu bất lực nhún vai, tết. Anh không muốn tin tôi, thì tôi đi đây. Nhìn thấy Dương Tiêu thật sự muốn đi, Triệu Vô Cực hoàn toàn lo lắng. Nếu Dương Tiêu không giúp, anh ta thật sự không biết mình có thể cảm cự được bao lâu. Đừng đi, Dương Tiêu, vừa rồi tôi chỉ nói đùa với anh thôi. Triệu Vô Cực cô nặn ra một nụ cười. Dương Tiêu xua tay tỏ vẻ bị thiệt, đừng, cậu Triệu, tôi biết anh không tin tôi, đừng miễn cưỡng, thật sự đừng miễn cưỡng. Nhìn Dương Tiêu trông như vậy, Triệu Vô Cực buôn bực muôn hộc máu. Miễn cưỡng, trông tôi giống đang miễn cưỡng hả? Mẹ kiếp, nêu biểu tượng đàn ông. Không, bị đóng đỉnh trên mặt đát, ông đây sẽ ghim anh. Tin, tôi tuyệt đối tin anh mà Dương Tiêu, Mộc Tuyết tốt bụng như thế, ánh mắt của Mộc Tuyết chắc chắn sẽ không tê. Dương Tiêu, anh mau giúp tôi gọi 120 đi. Triệu Vô Cực vội vàng nói, kế ta sợ Dương Tiêu sẽ bỏ đi. Dương Tiêu sờ cằm, được rồi. Thầy anh tin tôi như vậy, tôi sẽ giúp anh. Nhanh, Triệu Vô Cực dục. Chịu đựng cả đêm, cơ thể anh ta gần như trở nên cứng ngắc trong một tư thế. Dương Tiêu sờ túi áo, đột nhiên giật mình, ý. Đậu má, điện thoại hết pin đang sạc trên xe,
có lẽ bây giờ không mở được. Cái gì, hết pin, không mở được. Đậu mẹ, Dương Tiêu anh đang trêu đùa tôi đúng không? Nhìn dáng vẻ Triệu Vô Cực suy sụp, Dương Tiêu nói đùa, cậu Triệu, không sao đâu, tôi sẽ không rời đi. Đợi 2 phút nữa, nhất định sẽ mở được điện thoại, nếu anh khô miệng, tôi sẽ đi lấy nước cho NHTL. Sau đó, Dương Tiêu lấy 2 chai Nong Fu Spring trong cốp xe. Nào, cậu Triệu, uống chút nước trước đã. Dương Tiêu đưa cho Triệu Vô Cực 1 chai nước. Triệu Vô Cực khó tin nhìn Dương Tiêu, anh thật sự tốt như vậy. Sao vậy, cậu Triệu còn lo lắng nước có độc à? Đây là giữa ban ngày ban mặt, anh đã thê thảm như vậy, rất nhiều người nhìn thấy, nếu tôi hạ độc anh, thì có ích gì cho tôi? Mặt mày Dương Tiêu già trẻ không gạt. Nghe vậy, Triệu Vô Cực thả lỏng cảnh giác, cầm lấy Nong Fu Spring bắt đầu uống ừng ực, hết cách, thực sự quá khát. Anh ta đã cầu cứu suốt đêm qua, nhưng tiếc là không ai để ý tới anh ta, hết cả một đêm khô cả họng. Cậu Triệu uống từ từ thôi, ở đây vẫn còn 1 chai. Dương Tiêu lại đưa cho Triệu Vô Cực 1 chai nước khoáng. Nước khoáng tràn vào cổ họng, sự thoải mái khiến Triệu Vô Cực suýt khóc. Sau khi uống 2 chai nước liên tiếp, Triệu Vô Cực cảm kích, người anh em Dương này, anh là người tốt. Lúc này, Triệu Vô Cực hoàn toàn tin Dương Tiêu đối tốt với mình. Tiện tay mà thôi, tiện tay mà thôi. Dương Tiêu xua tay. Triệu Vô Cực rất xúc động, thật đấy, người anh em Dương này, anh đúng là một người tốt. Chẳng trách Mộc Tuyết sẽ thích anh. Tôi sai rồi, tôi đúng là một kẻ tội đồ, tôi thật sự hồi hận trước đây đã nhắm vào anh nhiều lần. Tôi chẳng là cái thá gì, người anh em Dương, từ nay về sau tôi sẽ là anh em của anh. 2 chai nước không kém gì cục than trong tuyết, hoàn toàn sưởi ấm trái tim của Triệu Vô Cực. Chuyện nhỏ, thật sự là chuyện nhỏ, vậy, cũng gần được rồi tôi gọi 120. Dương Tiêu quay người lấy điện thoại trong xe. Sau khi bấm một dãy số, Dương Tiêu gật đầu nói, đúng 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 vậy, công trường bỏ hoang ở ngoại ô phía động. Nhanh lên nhé, tiền không phải vấn đề. Gọi điện thoại xong, Dương Tiêu nhìn về phía Triệu Vô Cực, cậu Triệu, anh cũng nghe thầy rồi đó, tôi gọi điện thoại xong rồi, tôi còn có việc phải làm đi trước đây. Cảm ơn người anh em Dương, anh đúng là một người bạn tốt. Triệu Vô Cực cảm động không ngót. Nhìn Dương Tiêu rời đi, mặt mày của Triệu Vô Cực tràn đầy hối hận. Nghĩ đến mình đã nhắm vào Dương Tiêu nhiều lần như vậy, anh ta thật sự không nên. Bi bô, không lâu sau, một chiếc ô tô chạy tới. Triệu Vô Cực giật mình kích động, tới rồi, cuối cùng 120 cũng tới rồi. Người chết ở đâu? Sau đó, một chiếc xe tang xuất hiện, 2 người xuông xe khênh cáng đi tới. Xe tang. Con mẹ nói. Dương Tiêu, anh có cần độc ác như thế không? Nhìn xe, hai mắt Triệu Vô Cực đen lại. Khóe miệng giật giật đang sống sờ sờ tức đến mức suýt ngất xỉu. Đúng vậy, nếu Dương Tiêu tốt bụng giúp Triệu Vô Cực gọi 120 thì đó đã có quỷ. Trên thực tế, số mà Dương Tiêu gọi là xe tang. Giờ này phút này, Triệu Vô Cực như bị trúng 1 triệu điểm sát thương, trong lòng anh ta như có vô số con dê chạy loạn. Mí mắt anh ta nhảy loạn xạ, anh ta không hề ngờ tới Dương Tiêu lại thất đức như thế. Gọi cho những người trong nhà tang đến, mẹ nó này đơn giản là điên rồ. Vô nhân tính. Lái xe Maserati, khóe miệng Dương Tiêu hơi nhét lên, dám khinh nhờn Mộc Tuyết, 2 bố con nhà họ Triệu các người đang tìm chết. Chờ mà xem, tôi sẽ khiến 2 bố con các người mất hết danh dự, sống không bằng chết. Ring ringo cuộc gọi là Lý Thần Chiến gọi tới. Điện hạ, phải chăng đã đến lúc phát tán đoạn video? Lý Thần Chiến hỏi chỉ thị. Dương Tiêu nghiền ngẫm, đến lúc rồi, để Triệu Tín cùng nhà họ Triệu chiếm lĩnh các tiêu đề tin tức ngày hôm nay đi. Vâng, điện hại, Lý Thần Chiến cung kính nói. Nhấp chuột, tải lên, một video giật gân chính thức được phát hành. Ngay sau đó, đoạn video này quét qua toàn bộ Trung Nguyên với tốc độ đàn châu châu vượt biên, thậm chí liên tục quét qua toàn bộ lãnh thổ Thiên Phủ Chi Quốc. Trong video, một người phụ nữ trung niên như núi thịt hơn 100 kg chinh chiến không ngừng trên người đàn ông trung niên, một màn mãnh liệt táo bạo khiến mọi người nghẹn họng nhìn chân trời. Người đàn ông trung niên liên tục hét lên, không thể phân biệt được là đang thích thú hay đang rên rỉ đau đớn. Đậu xanh rau mái. Đậu xanh rau mái nhiều người đang ăn sáng nhìn thấy đoạn video mà cay mất, phọt cả cơm. Vô số người tròn mắt, không thể tin được cảnh tượng trong video. Núi thịt hơn 100 kg, người phụ nữ sâu đau sâu đón, loại người như này thế mà còn có người thích. Điều này,
điều này là quá bạo dạn đúng không? Người đàn ông trong video lại còn bị trói trên giường. Đây là đang chơi trò buộc chặt dụ dỗ à? Đặc biệt là ở thành phố Trung, Nguyên, vô số người đã bị chấn động. Người đàn ông trung niên này hơi quen mắt, nhìn như thế nào lại giống Triệu Tín, người đứng đầu nhà họ Triệu, một trong tứ đại gia tộc ở Trung Nguyên ý nhỉ? Đậu mẹ, anh không nói, hình như thật sự là Triệu Tín chủ nhà họ Triệu. Trời ạ, không ngờ chủ nhà họ Triệu lại có khẩu vị nặng như vậy. Chắc chắn là chủ nhà họ Triệu, mọi người nhìn xem, người đàn ông này có một nốt ruồi ở căm. Lần trước tôi đến chỗ ăn chơi tình cờ đụng phải chủ nhà họ Triệu. Cái gì, thật sự là Triệu Tín. Trong chốc lát, vô số người kinh ngạc rất cằm. Chủ nhà họ Triệu, một trong tứ đại gia tộc ở Trung Nguyên thế mà thích ngược đãi, lại thích vui vẻ với một người phụ nữ mập mạp như heo, điều này làm mới tam quan của mọi người. Mẹ kiếp, đừng để tao bắt được mày là ai, nếu không, Triệu Tín này nhất định sẽ lột ra nhà mày, nghiền xương thành tro. Sau khi bị tra tân cả đêm, Triệu Tín tái mặt khúm núm mở cửa phòng bước ra ngoài. Vừa ra khỏi khách sạn bốn mùa, nhiều người đi đường đã nhìn chằm chằm Triệu Tín. Đờ mời đây, đây không phải là Triệu Tín, chủ nhà họ Triệu người trong video kia sao? Một người kinh ngạc nói. Một người khác không thể tưởng tượng nổi, đúng thế tôi đã nói khách sạn trong video kia sao lại quen, chính là khách sạn bốn mùa này. Đậu mẹ, chủ nhà họ Triệu rõ ràng là túng dục quá độ, vừa mới tỉnh dậy. A phi, lão già không biết xấu hổ, ông là chủ nhà họ Triệu một trong tứ đại gia tộc cái thá gì, ghê tởm chết đi được. Nhiều phụ nữ đang đi làm đi ngang qua nhìn Triệu Tín với ánh mắt khinh thường, như thế đã hoàn toàn biết rõ Triệu Tín là người như thế nào. Xảy ra chuyện gì, Triệu Tín nghi ngờ nói. Bị rất nhiều người nhìn chằm chằm mình một cách kỳ lạ, Triệu Tín buồn bực không thôi. Chẳng lẽ trên mặt mày có hoa nên mới khiến nhiều người liếc nhìn? Triệu Tín không hề hay biết mình đáng rất nổi tiếng, hơn nữa còn nổi đến mức rối tinh rối mù. Một thanh niên có tính cách hướng ngoại cười khà khà nói, chủ nhà Triệu đúng là già mà khỏe mạnh, tung hoành cả một đêm, bái phục, bề dưới khâm phục. Cái gì, tung hoành cả một đêm? Triệu Tín mở to mắt, vẻ mặt kinh ngạc. Sao thanh niên này lại biết mình đã tung hoành cả một đêm? Cậu đang nói nhảm gì thế hả? Triệu Tín đột nhiên nhíu mày. Thanh niên nói đùa. Chủ nhà Triệu đừng giả vờ nữa, mọi người đều biết ông thích khẩu vị nặng. Thôi, không tin thì ông tự xem đi. Sau đó, thanh niên này đã mở một video tiêu chuẩn lớn, lắc nó trước mặt Triệu Tín. Trong video, một người phụ nữ như núi thịt tra tân liên tục, nhân vật nam chính trong đó là mình. Vẻ on mí mắt Triệu Tín nhảy loạn xạ, ông ta vội giật lấy điện thoại qua xem. Sau khi xác nhận video mình bị tra tấn cả đêm lộ ra ngoài, Triệu Tín thấy ngột ngạt. Vẻ mặt đầy kinh hoàng. Phụt. Trên đường phố, ngực Triệu Tín như thắt lại nôn ra một ngụm máu giả ngay tại chỗ. Có người hại tôi, có người hại tôi. Đa Tín hét thảm thiết ngã bệt xuống át ông ta hiểu rõ, chắc chắn có người ỉn ân mình trong bóng tối hại mình. Video này đủ để chứng minh tất cả. Là chủ nhà của nhà, họ Triệu, một trong tứ đại gia tộc ở Trung Nguyên, Triệu Tín nở mày nở mặt su ốt mây chục năm, đi đến đâu cũng luôn là nhân vật có tên tuổi. Bây giờ đoạn video này bị lộ ra ngoài, đủ mất hết danh dự, sụp đổ hình tượng của ông ta. Xong rồi, mình xong đời rồi. Sau này, ông ta nhất định sẽ trở nên khét tiếng ở thành phố Trung Nguyên, sẽ không bao giờ có danh tiếng nữa. Nghĩ đến đây, Triệu Tín đang sống sờ sờ ngất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, Dương Tiêu đặc biệt mua đồ ăn bên ngoài trở về khu biệt thự. Về đến phòng, Đường Mộc Tuyết lấy chăn che lên mặt, sợ bị Dương Tiêu nhìn hết. Dương Tiêu giờ khóc giờ cười, đã động phòng cả rồi còn sâu hỗ như ư vậy à? Mau dậy, ăn cháo bổ máu đi. Không, không, anh đi ra ngoài, em mặc quần áo, Đường Mộc Tuyết xấu hổ. Đêm qua là đêm khuya, tối như mực không nhìn thấy ít nhất không xấu hổ đến vậy. Tuy nhiên, hiện tại đang là ban ngày, Đường Mộc Tuyết luôn xấu hổ cực mạnh, nào sẽ để Dương Tiêu nhìn thấy hết. Dương Tiêu cười vươn tay vén chăn bông ra. Là vợ chồng già rồi, ngại gì chứ? Hi ti khoảnh khắc kéo chăn ra, làn da trắng như bông của Đường Mộc Tuyết lọt vào mắt của Dương Tiêu. Đột nhiên, Dương Tiêu không nhìn được hít một hơi lạnh, bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ. Anh, sao anh có thể như thế này? Đường Mộc Tuyết cuộn thân thê gợi cảm theo bản năng. Ừng ực, Dương Tiêu nuốt nước bọt, vẻ mặt không còn bình tĩnh được nữa. Nhìn Dương Tiêu đang không ngừng tới gần mình,
mặt đẹp Đường Mộc Tuyết tái lại, anh. Anh muốn làm gì? Phò Tiêu, không, không được. An trong giây tiếp theo, trong phòng vang lên tiếng rên rỉ, mọi thứ không thể miêu tả được. Lúc này, công trường bỏ hoang ở ngoại ô phía đông. Nhóc, người chết ở đây đâu? Người dẫn đầu nhà tang lễ lạnh lùng nhìn Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực tức giận gần như bùng nổ, hai tên ngốc các người, thằng cháu trai Dương Tiêu lừa các người mà các người cũng tin. Ở đây làm gì có người chê, mau giúp tôi gọi 120. Không có ai chết, vẻ mặt của người dẫn đầu trở nên cứng ngắc. Một người khác trong nhà tang lễ lại sững sờ, đờ mời. Chúng ta bị lừa. Tất nhiên là hai tên đại ngốc các anh đã bị lừa rồi, cứu tôi, giúp tôi gọi 1201. Triệu Vô Cực điên cuồng nói. Tên ngốc, đại ngốc. Bị Triệu Vô Cực xúc phạm liên tục, người dẫn đầu tức giận, đờ mò. Dám mang anh em chúng ta, mẹ kiếp thằng láo. Đã tới đây rồi, làm gì có chuyện chúng tôi trở về tay không? Đưa tên nhóc này về hỏa táng. Nói xong, người đàn ông dẫn đầu đi về phía Triệu Vô Cực với một tinh thần quyết liệt. Cái gì? Đưa mình về hỏa táng. Nghe vậy, Triệu Vô Cực run rẩy toàn thân, sợ đến mức suýt tè ra quần. Anh dai à, miệng tôi ti tiện, tôi sai rồi, tôi biết sai rồi. Vẻ mặt của Triệu Vô Cực xanh mét đến cực điểm. Đang yên đang lành nếu bị hỏa táng, cảm giác đó chắc chắn giống như bị tra tấn ở địa ngục. Vừa nói, Triệu Vô Cực vừa tát hai cái vào miệng mình. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đâu, Triệu Vô Cực hoàn toàn nhận. Tên dẫn đầu cao to không để ý tới anh ta, mau đưa tên nhóc này về, lát nữa chúng ta có thể ngủ bùi. Mới sáng sớm đã bị lừa, Triệu Vô Cực còn ăn nói thô lỗ với bọn họ, không cần nói hai người trong nhà tang lễ này tức giận như thế nào. Không, không, đừng, Triệu Vô Cực sợ hãi liên tục. Kéo. Hai người vừa kéo, linh vật đàn ông của Triệu Vô Cực đổ máu ngay tại chỗ. An ngay sau đó, một tiếng hét như giết lợn phát ra từ miệng của Triệu Vô Cực. Tên dẫn đầu cao to kinh ngạc nói, đờ mò, thật sự bị đóng đinh trên mặt đất. Vừa nãy anh ta còn tưởng Triệu Vô Cực giả vò bị đụng, ai dè thế mà linh vật của Triệu Vô Cực đã bị đóng đinh trên mặt đất. Mau, mau gọi 120. Triệu Vô Cực khó thở đau đớn kêu lên. Tên dẫn đầu cao to thay đổi sắc mặt, nhanh, lui nhanh. Rút lui, người kia vội vàng nói. Grum grum mồ hai người nhà tang lễ sợ gặp rắc rối nghiêm trọng nên phóng xe đi mất hút. Đờ mờ, cả nhà chúng mày, nhìn hai người bay nhanh rời đi, Triệu Vô Cực suýt nữa khóc ngất đi. Máu chảy lênh láng, Triệu Vô Cực trợn mắt đau đớn. May mắn, một cảnh sát giao thông đang tuần tra sáng đã tình cờ thấy cảnh này, nhanh chóng gọi 1201 bác sĩ đến mang theo chiếc cáng, một nhóm bác sĩ cũng chết lặng khi nhìn thấy biểu tượng đàn ông của Triệu Vô Cực bị đóng đinh trên mặt đất. Mau, cứu tôi, Triệu Vô Cực vội vàng nói. Bác sĩ trưởng lau mồ hôi lạnh trên trán, không được, cái này của anh phải cắt bỏ, chúng tôi không mang dụng cụ, chúng tôi phải trở về lấy dụng cụ. Quay về lấy dụng cụ, An Triệu Vô Cực tái mặt suýt rơi nước mắt. Lúc này, một cơn buồn tiểu ập đến khiến vẻ mặt của Triệu Vô Cực căng cứng. Dương Tiêu, tên độc ác nhà anh. Triệu Vô Cực tức giận gầm lên. Cơn buồn tiểu cứ trào dâng khiến Triệu Vô Cực chỉ biết trợn mắt. Bây giờ, cuối cùng Triệu Vô Cực đã hiểu tại sao Dương Tiêu lại tốt bụng như vậy để mình uống hai chai nước khoáng. Linh vật đàn ông của mình bị ghim chặt xuống đất, không thể đi tiêu. Bây giờ anh ta muốn đi tiểu cũng chỉ có thể nhịn. Nếu không, đó không phải là đi tiểu, mà rõ ràng là chảy máu. Đến đây, một nhóm bác sĩ vội vàng chạy lại. Lần này, nhóm bác sĩ mang theo một cái cưa, một bác sĩ đưa cho Triệu Vô Cực một chiếc khăn trắng. Triệu Vô Cực kinh hãi nói, các người định làm gì? Cố nhịn, bác sĩ đồng cảm nói. Kết quả là Triệu Vô Cực cắn chiếc khăn trắng bật khóc. Một bác sĩ liên tục cưa thanh thép, ép rung truyền dữ dội khiến Triệu Vô Cực đau đớn. Gì gì? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Khi thanh thép chuyển động liên miên, Triệu Vô Bo không thể nhịn tiêu được nữa, ngay cả máu lẫn nước tiểu đã chảy ra. Dương Tiêu, tên sâu xa độc ác nhà mày, chó má nhà mày. Huyền Triệu Vô Cực hét lên một tiếng, hai mắt đen lại hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Vào lúc này, mây mưa trong phòng đã dừng lại. Đường Mộc Tuyết lười biếng nằm trong vòng tay của Dương Tiêu, thoải mái rồi chứ? Thoải mái hơn rất nhiều, cuối cùng cũng tạm biệt cô gái năm ngón.
vẻ mặt Dương Tiêu chồng vượt qua. Sau khi trải qua chuyện vui vẻ giữa nam nữ, Đường Mộc Tuyết hiển nhiên không ngại chuyện nam nữ nữa. Cô cắn răng nói nhỏ, sau khi làm loại chuyện này, đàn ông các anh cảm thấy thế nào? Có hơi vô dục vô cầu, hơi lãng lãng, hơi mệt, còn hơi mất hết can đảm. Dương Tiêu do dự nói nhỏ. Phụt! Nghe vậy, Đường Mộc Tuyết không nhịn được bật cười. Sau khi thoải mái xong, Đường Mộc Tuyết hiển nhiên có thêm nhiều nét quyến rũ, khiến cô càng thêm xinh đẹp động lòng người. Cô không thể tưởng tượng nổi nhìn Dương Tiêu, mất hết can đảm. Anh miêu tả như nào vậy? E hèm, nói thế nào đây, trước sự việc thì điên cuồng như quỷ, về sau. Thì như thánh Phật. Dương Tiêu hiếm khi đỏ mặt nói. Ha, đàn ông, Đường Mộc Tuyết bĩu môi tinh quái. Dương Tiêu nghi ngờ hỏi, sao vậy? Phụ nữ các em cảm thấy thế nào? Lại lần nữa, em sẽ nói cho anh biết. Đường Mộc Tuyết cười tinh nghịch. Đờ mời gợi ý, gợi ý trắng trợn. Mới trải qua chuyện người lớn, Dương Tiêu đã nêm trải điều vi diêu giữa nam và nữ. Dưới lời gợi ý của Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu không thể kiềm chế được. Chịu nổi không? Yên tâm, mình chịu được. UML vì thế, trong phòng lại bùng nổ những bức tranh không thể miêu tả được. Bệnh viện nhân dân số 1 của thành phố Trung Nguyên. Một bác sĩ điều trị nhìn một người phụ nữ trung niên, bà Triệu, cậu Triệu bị thương rất nặng, cần phải phẫu thuật, bà hãy ký vào văn bản phẫu thuật. Bác sĩ, tình trạng của vô cực thế nào rồi? Có nghiêm trọng không? Rốt cuộc có cứu được không? Người phụ nữ trung niên vội vàng hỏi. Người phụ nữ trung niên tên là Trần Tú, là mẹ ruột của Triệu Vô Cực và là vợ của Triệu Tín. Vừa rồi được bệnh viện thông báo, Trần Tú lập tức đến bệnh viện, biết biểu tượng đàn ông của con trai mình bị đóng đỉnh trên mặt đất, Trần Tú suýt ngất xỉu. Bác sĩ điều trị nói, khó nói. Trước tiên lấy thanh thép ra rồi mới nói những chuyện khác. Ôi, kiếp trước tôi đã tạo nghiệp gì? Trần Tú không chịu nổi. Bà ta chỉ có Triệu Vô Cực là đứa con trai duy nhất, nếu Triệu Vô Cực bị phế, điều này khiến trái tim của Trần Tú không thể chịu đựng được. Vừa ký tên lên văn bản phẫu thuật xong, một chiếc điện thoại đang mở đưa tới trước mặt, thưa bà mau nhìn xem chủ nhà lên đầu tiêu đề của Trung Nguyên. Cái gì, lão già Triệu Tín kia lên đầu tin tức, Trần Tú ngạc nhiên hỏi. Lấy điện thoại ra xem kỹ lại, trong lòng trào lên một cơn tức giận. WeChat của bà ta đã bùng nổ. Y nhát hàng trăm tin nhắn, trong đó có nhiều video tiêu chuẩn lớn về phụ nữ như núi thịt và Triệu Tín. AI Triệu Tín, tôi phải giết ông. Xem xong, Trần Tú phát điên. Điều đáng nói là hồi đó Triệu Tín vẫn là một tên nghèo, chẳng khác gì Dương Tiêu làm người ở rễ. Trước đây không có họ Triệu, chỉ có họ Trần. Đáng tiếc, không lâu sau Triệu Tín vào ở rễ, bố mẹ của Trần Tú đã nhắm mắt buông tay về Tây Thiên. Triệu Tín là người có tài nhanh chóng nắm quyền thống trị nhà họ Trần, đổi tên thành nhà họ Triệu. Trần Tú không quan tâm đến những hư danh này, chỉ cần gia tộc trở nên mạnh hơn, những thứ này đều không quan trọng. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, khi gia cảnh của nhà họ Triệu ngày càng lớn, Triệu Tín đã hở hững lạnh lẽo bà ta. Điều khiến bà ta không thể chấp nhận được là Triệu Tín đã ngoại tình với những người phụ nữ khác ở bên ngoài. Ai biết được bây giờ Triệu Tín không chỉ tìm kiếm phụ nữ bên ngoài, mà còn tìm khẩu vị nặng, máu chó nhất là bây giờ toàn bộ trên mạng đã bùng nổ, tất cả là tin tức tiêu cực của Triệu Tín. Sau khi Triệu Tín tỉnh dậy, biết con trai mình Triệu Vô Cực phải vào viện, ông ta vội vã chạy đến. Tú Tú, con trai thế nào rồi? Vẻ mặt Triệu Tín tái nhợt suy sụp hỏi. Trần Tú tức giận nhìn Triệu Tín lão già nhà ông, có phải ông thấy sóng thoải mái đủ? Tú Tú, bà có ý gì? Triệu Tín chột dạ nói. Trước khi đến, ông ta đã cho người làm quan hệ công chúng, chẳng lẽ chuyện này đến tai Trần Tú nhanh như vậy? Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Triệu Tín, Trần Tú nổi trận lôi đình, chuyện đã đến nước này, Triệu Tín đồ đáng chết ngàn dao nhà ông vẫn muốn giả vờ. Cha ti, y. Trần Tú bất ngờ vung tay, tát mạnh vào mặt Triệu Tín. Ầm một tiếng, Triệu Tín vốn mất nước như chó bị tát cho một cái, hai chân mềm nhũn ngã xuống đất. Hỗn láo, con mụ điên nhà bà điên rồi đúng không? Triệu Tín kinh hãi che khuôn mặt già nua của mình. Trần Tú lấy điện thoại di động mở video ném. Cho Triệu Tín, tôi điên. Tôi thấy đồ chó già nhà ông mới điên. Xem đoạn video, Triệu Tín như bị sét đánh, gương mặt trông rất xấu hổ. Bà đã biết thì chúng ta ly hôn đi, dù sao thì những ngày này ông đây đã chịu đủ rồi. Triệu Tín cười âm hiểm lạnh lẽo. Cái gì, ly hôn? Những lời này lập tức làm tâm trạng Trần Tú xao động.
ánh mắt bà ta như muốn rách ra, đồ chó già nhà ông muốn ly hôn với tôi. Nếu không phải năm đó bà đây coi trọng ông rồi để ông ở rễ nhà họ Trần, ông sẽ có nhà họ Triệu của ngày hôm nay hả? Bây giờ đồ chó già nhà ông đã phát triển, có triển vọng, không chỉ ti những phụ nữ khẩu vị năng bên ngoài mà còn muôn ly hến cộng với bà đây đúng không? Tìm phụ nữ khẩu vị nặng. Nghe đến đây, Triệu Tín buồn bực suýt hộc máu. Ông ta đã bị tra tấn cả đêm qua, cho đến bây giờ bóng ma trong lòng ông ta vẫn không thể xua tan. Hừ, đúng thì sao, ngày tháng này ông đây đã chịu không nổi từ lâu rồi. Triệu Tín lạnh lùng hét lên. Ông ta thích phụ nữ trẻ đẹp còn trong trăng, phụ nữ hoa tàn ít bướm như Trần Tú ông ta chịu đủ rồi. Cả người Trần Tú run lên, không thể kìm chế được cảm xúc, tốt tốt tốt, đồ chó già Triệu Tín nhà ông, ly hôn đúng không? Bà đây liều mạng với ông. Nói xong, ánh mặt của Trần Tú giữ tọn lao tới bóp cô Triệu Tín, muốn liều mạng với Triệu Tín. Phụ nữ điên cuồng thậm chí còn đáng sợ hơn ma quỷ, lúc này Trần Tú hoàn toàn rơi vào trạng thái cuồng bạo. Con mụ điên kia bỏ tôi ra, Triệu Tín kinh hãi nói. Bị Trần Tú bóp cổ, ông ta suýt chút nữa không thở nổi. Trần Tú cười dữ tợn nói, đồ chó già Triệu Tín nhà ông, con của ông bị ông hại thành như vậy, cùng nhau xuống địa ngục đi. Bà ta tiếp tục dùng lực, không ngừng một hơi bóp chết Triệu Tín. Theo cái nhìn của Trần Tú, việc con trai Triệu Vô Cực của mình gần như bị phế là chuyện tốt do Triệu Tín làm. Có thể là do Triệu Tín trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài. Rõ ràng là có người đên trả đũa. Phân tích tới đây, Trần Tú thật sự muốn giết Triệu Tín trả thù cho con trai mình. Đồ điện, đồ điên, Triệu Tín như sắp chết đến nơi. Vì thế, Triệu Tín túm tóc Trần Tú, hai người đánh lẫn nhau. Trời ơi! Khi đám người ở hành lang bệnh viện nhìn thấy hai người đang căn nhau như chó điên, nào dám xen vào chuyện của người khác. Rốt cuộc, đây là một trong tứ đại gia tộc, chủ nhà họ Triệu cùng người vợ kết tóc. Lỡ chọc tức hai người này, chút giận lên họ thì rất không ổn. Bị Triệu Tín túm tóc, Trần Tú tức giận nói, đồ chó già, hôm nay bà đây không chết không nghỉ với ông. Mụ điên, muốn chết thì chết một mình đi, Triệu Tín hét lên. Âm ầm ầm. Ngay sau đó, hai người chiến đấu kịch liệt đụng chỗ nọ chỗ kia. Đột nhiên, cả hai đánh lẫn nhau đem cửa phòng phẫu thuật mở ra. CT bác sĩ điều trị đang cầm dao phẫu thuật cho Triệu Vô Cực bị hai người đụng trúng không kịp cảnh giác, con dao trên tay ông ta như một thanh kiếm sắc bén đầm vào bên trong linh vật của Triệu Vô Cực. Biểu tượng đàn ông của Triệu Vô Cực bị dao mổ đâm xuyên tại chỗ. Ai? Triệu Vô Cực đã tiêm thuốc tê bị đau lập tức bật dậy, sau đó lại gục xuống, hai dòng nước mắt trong veo từ từ chảy ra. Con trai! Nhìn thấy con dao mổ hung ác đâm chuẩn xác xuyên qua linh vật của Triệu Vô Cực. Cả Triệu Tín và Trần Tú đều đờ đẫn. Lúc này, trong khu biệt thự bên Hồ Nhạn Minh, Dương Tiêu lại thánh như Phật nhìn Đường Mộc Tuyết, bây giờ có thể nói cho anh biết cảm giác như thế nào rồi chứ? Kích thích, thỏa mãn, thậm chí còn muốn làm thêm một lần nữa. Đường Mộc Tuyết nói nhỏ với hai má ửng hồng. Cái gì, còn muốn làm thêm một lần nữa? Khóe miệng Dương Tiêu co giật mạnh, đã chăn chọc cả đêm, cộng thêm hai lần sáng sớm, còn muốn ai có thể chịu được? Đường Mộc Tuyết đỏ mặt nói, anh phải quý trọng cơ hội. Là sao? Dương Tiêu nghi ngờ nói. Đường Mộc Tuyết ngượng ngùng nói, lỡ trúng rồi thì sao? Trúng gì? Vẻ mặt Dương Tiêu vẻ mờ mịt. Đường Mộc Tuyết ngượng ngùng khó xử, thì anh sắp làm bô rồi ý. Làm bó. Vẻ mặt Dương Tiêu trở nên cứng ngắc, trong lòng tràn đầy chua xót. Nếu một lần thật sự trở thành bó, vậy chẳng. Phải, mình lại phải nhịn thêm một năm nữa sao? Tuyệt đối đừng làm bố. Dương Tiêu lau mồ hôi lạnh trên trán. Nếu làm bố thì kiểu suy sụp đó quả là tột đỉnh. Mình vừa mới ăn thịt, tự dưng lại bảo mình câm thịt, sợ rằng trên đời này ít đàn ông có thể nhịn được. Lăn lộn lâu như vậy, Đường Mộc Tuyết đã định không gượng dậy nổi. Trong nháy mắt, mấy ngày liền trôi qua. Mấy ngày nay Đường Mộc Tuyết cảm thấy không khỏe, quyền lực trong công ty đành giao lại cho Long Ngũ. Chẳng biết Triệu Cầm trúng gió gì thường xuyên vãng nhà. Đối với Triệu Cầm, Dương Tiêu không bao giờ quan tâm, chỉ cần đừng đến những điểm ăn chơi đó gây phiền phức cho mình là tốt. Đường Kiến Quốc biết mình vừa mới nhậm chức cần phải học thêm, đi sớm về muộn. Vụ bê bối của nhà họ Triệu khiến giá trị thị trường của nhà họ Triệu sụt giảm nghiêm trọng, liên tiếp lỗ vài tỷ IC năm cuối cùng, một tin tức nặng ký truyền ra sự việc mới hoàn toàn lãng xuông. Mới đêm qua, Triệu Tín người đứng đầu nhà họ Triệu,
một trong tứ đại gia tộc đã bị giết, thân thể nát bét, hiện trường vô cùng đẫm máu. Vợ ông ta Trần Tú đã uống thuốc có độc tính cao, treo cô tự tử. Chuyện này vừa truyền ra đã gây giản động thành phố Trung Nguyên. Đúng là không thể đùa với phụ nữ. Dương Tiêu thở dài. Vốn dĩ Dương Tiêu chỉ muốn khiến Triệu Tín mất hết danh dự, sụp đổ, trong sự diệt vong, ai biết rằng cuối cùng Triệu Tín đã bị chính người vợ kết tóc của mình phanh thây. Phụ nữ trở nên điên loạn, thường hung dữ hơn ma quỷ. Triệu Tín chết, toàn bộ nhà họ Triệu hỗn loạn, cậu chủ Triệu Triệu vô cực kế thừa nhà họ Triệu, nhưng lại trở thành phế vật. May mắn Dương Tiêu đã quét sạch những ông lớn mạnh nhất ở Trung Nguyên, nếu không, cuộc hỗn loạn này cũng đủ khiến nhà họ Triệu từ thân đàn rơi xuống. Cho dù như vậy, nhà họ Triệu cũng đã thương gân động cốt, không còn được như trước nữa, trong tứ đại gia tộc thì là gia tộc dưới cùng. Một thế hệ gia đình huy hoàng giờ đã ánh sáng ảm đạm, sao gì cả còn chưa tới? Đường Mộc Tuyết nghi ngờ hỏi. Trước đây cô chưa từng bị rối loạn kinh nguyệt, tháng nào cũng đến đúng ngày, lần này thì bị chậm mắt mây ngày. Dưới sự nghi ngờ Đường Mộc Tuyết tìm gặp thân y Liễu Giang Hà. Bắt mạch cho Đường Mộc Tuyết, Liễu Giang Hà lộ vẻ xúc động, cô Đường, chắc cô đã có tin vui rồi. Hả, có tin vui, Đường Mộc Tuyết vô cùng sửng sốt. Cô và Dương Tiêu mới cá nước thận mật được một tuần, đã mang thai rồi. Liễu Giang Hà cau mày thấp giọng nói, tôi không thể xác định rõ, từ bắt mạch thì hơi thở của sinh mệnh rất yếu. Có lẽ là vừa mới mang thai, tốt hơn là cô Đường nên đến bệnh viện kiểm tra. Cảm ơn Liễu Thần Y, Đường Mộc Tuyết rất cảm kích. Không lâu sau, Đường Mộc Tuyết ra khỏi bệnh viện với tờ báo cáo trên. Tay, trên đó rõ ràng biểu thị kết quả dương tính. Nhìn bản báo cáo, Đường Mộc Tuyết sững sờ không nói nên lời, cô gọi cho Dương Tiêu, Dương Tiêu, em. Em có rồi. Có rồi, có gì, khoan, có rồi, không phải chứ. Sau khi nhận được tin tức, vẻ mặt Dương Tiêu vô cùng cứng nhắc. Nếu Đường Mộc Tuyết thật sự mang thai, vậy chẳng phải anh sẽ phải thường xuyên sử dụng tay nghệ thủ công truyền thống trong vòng một năm sao? Nghĩ đến đây, thân thể Dương Tiêu run lên suýt khóc. Ông trời ơi, không cần phải chơi tôi như vậy chứ. Dương Tiêu, anh sao vậy? Nghe giọng anh có vẻ không vui cho lắm. Đường Mộc Tuyết nghi ngờ. Giờ phút này, trái tim của Dương Tiêu như bị đổ một lọ ngũ vị hương. Mùi vị phức tạp không thể diễn tả thành lời. Dương Tiêu miễn cưỡng cười nói, vui, làm gì có chuyện không vui chứ. Mộc Tuyết, em ở đâu? Bây giờ anh đến đón y mồ em ở bệnh viện, Đường Mộc Tuyết dịu dàng nói. Trước đây cô và Dương Tiêu đã muôn cá nước thân mật với nhau nhiều lần nhưng đều bị những thứ như thế này như thế kia ngăn cản, ai ngờ lần này vừa mới vui vẻ thế mà mình đã trực tiếp mang thai. Tạo hóa trêu ngươi, ngay cả Đường Mộc Tuyết cũng hơi dở khóc dở cười. Tìm được Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu xuống xe gãi đầu, Mộc Tuyết, hôm nay không phải là ngày cá tháng tư đấy chứ. Đồ ngốc, ngày cá tháng tư năm nay đã qua lâu rồi. Nếu muốn đến ngày cá tháng tư lần nữa thì ít nhất cũng phải đợi đến ngày một tháng tư năm sau. Đường Mộc Tuyết nhìn thấy dáng vẻ sinh không thể yêu của Bường Tiêu, cô buồn cười hé miệng cười. Dương Tiêu chớp mắt nhìn Đường Mộc Tuyết, chúng ta thật, thật sự có. Đây, Đường Mộc Tuyết trực tiếp đưa tờ báo cáo cho Dương Tiêu. Sau khi nhận tờ báo cáo, Dương Tiêu lập tức nhìn thấy báo cáo kiểm tra trên đó là dương tính. Mặc dù không phải là một bác sĩ chuyên nghiệp, nhưng Dương Tiêu vừa lược nhìn đã biết bản báo cáo chính xác không nhầm được. Không phải, chứ, thật sự có, chúng ta mới có mây ngày. Dương Tiêu bôi rồi nói. Đường Mộc Tuyết đỏ mặt nói, bác sĩ nói mới được một tuần. Một tuần, hình như chúng ta động phòng cũng chỉ mới một tuần, chẳng lẽ đêm đó đã mang thai luôn? Đờ mờ. Không phải chứ. Nghĩ đến mới động phòng được một tuần, khóe miệng Dương Tiêu co giật mạnh. Không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng là một quả bom tấn. Mình vào ở rễ 5 năm, nhẫn nhịn 5 năm, khó khăn lắm mới nếm trải chuyện vui vẻ giữa nam nữ, đêm đó mình đã trúng thưởng lớn. Loại xác suất này thật sự khiến Dương Tiêu sững sờ, cho dù xác suất trúng số cũng không cao như vậy, đúng không? Đường Mộc Tuyết hòn rỗi, còn chăng phải tại anh à? Tập đoàn Tuyết Tiêu vừa mới ổn định, em đã mang thai. Ôi, Dương Tiêu thở dài, không biết nên khóc hay nên cười. Như mọi người đã biết, trong thời kỳ mang thai làm chuyện dệt đờ không tiện, những tháng đầu thì không sao nhưng những tháng tiếp theo thì thật sự không nên châm mút tí nào. Dù vậy, cũng phải đặc biệt chú ý trong giai đoạn đầu, nếu không sẽ dễ gây ảnh hưởng rất lớn đến đứa bé. Nếu trong kỳ mà bị kích thích, cơ bản chỉ có hai hậu quả.
một là sinh nhiều, loại khác là bi kịch. Đối với một người khá hiểu biết kỹ năng chữa bệnh như Dương Tiêu, vì sự an toàn anh chắc chắn sẽ chọn cách tránh làm chuyện phòng the. Trên thực tế, ngoài chuyện này ra, trong lòng Dương Tiêu rất vui vẻ. Cuối cùng, mình có đời tiếp theo rồi. Cuối cùng, mình sắp được làm bồ rồi. Mặt mày Dương Tiêu tràn đầy chân thành tha thiết nhìn Đường Mộc Tuyết. Mộc Tuyết, chuyện của tập đoàn Tuyết Tiêu cứ từ từ trước, một năm sắp tới này phải dưỡng thai cho tốt. Không nghiêm trọng như vậy, dưỡng thai thì cũng là chuyện khoảng 2 tháng trước khi sinh. Em không sao, Đường Hạo đã gây họa, lần này em sẽ dùng sức của mình đánh bại Đường Hạo. Đường Mộc Tuyết nghiêm nghị nói. Nhìn thấy Đường Mộc Tuyết, cố chấp, Dương Tiêu không biết nói gì. Đúng vậy, Đường Mộc Tuyết và Đường Hạo đã chiến đấu trong tối ngoài sáng nhiều năm như vậy. Hiện tại Đường Hạo đã trở thành chó nhà có tang được Dương Bân Hàn nâng đỡ, thủ được số vốn lớn, thành lập tập đoàn dược phẩm Hạo Thiên, hợp lực với bọn Điền Lộc, Tạ Quân, lại còn có Phùng Tứ gia ông trùm đỉnh cao vùng Đát Xám giúp đỡ. Đối với Đường Mộc Tuyết, đây là một cơ hội rất tốt để chuyển đổi. Với sự cứng đầu trong xương xê của Đường Mộc Tuyết, cô không hề thua đồng mày râu, không chính diện đánh bại Đường Hạo e là Đường Mộc Tuyết sẽ không cam lòng. Cuối cùng Dương Tiêu chấp thuận, Mộc Tuyết, làm mọi việc trong khả năng của mình, sức khỏe là quan trọng nhất. Em hiểu, anh đưa em đến công ty đi. Đường Mộc Tuyết cười dịu dàng. Ù, Dương Tiêu lái xe đi về phía tập đoàn Tuyệt Tiêu. Nghĩ mình sắp chuẩn bị làm bó, Dương Tiêu không nhịn được thổn thức trong lòng. Đã từng, anh hoành đao đoạt mã, rong ruổi biên giới quốc tế, rung trời chuyên đắt. Trong nháy mắt, anh quy ẩn giang hồ, cưới vợ chuẩn bị làm bồ, vui mừng khôn xiết. Vừa đến tập đoàn Tuyết Tiêu, vẻ mặt Long Ngũ tràn đầy tươi cười, ha 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 ha, có rồi, người anh em, có rồi. Anh Long Ngũ, anh nắm bắt tin tức cũng nhanh thật đây. Dương Tiêu dở khóc dở cười. Đường Mộc Tuyết vừa xác nhận, mang thai, Long Ngũ đã biết, tốc độ này khiến người khác nghẹn họng chân chối. Long Ngũ nghe vậy nhíu mày buồn bực nói, nhanh cái gì? Người anh em, cậu đang nói gì? Hải, anh Long Ngũ, anh nói có rồi. Không phải nói chuyện Mộc Tuyết mang thai à? Dương Tiêu kinh ngạc hỏi. Long Ngũ sửng sốt, không thể tin được nhìn Đường Mộc Tuyết, hả? Em dâu mang thai. Vừa mới xác định, Đường Mộc Tuyết đỏ mặt. Con mẹ nói Long Ngũ kinh ngạc. Chửi thề, vẻ mặt như nhìn thầy quỷ. Dương Tiêu buồn bực không thôi, anh Long Ngũ, có vấn đề gì à? Không, không phải, vừa nãy tôi nói không phải là em dâu mang thai, tôi nói là Vận Vận nhà tôi mang thai. Long Ngũ trợn to mắt. Chị dâu chị Vận mang thai. Nghe vậy, Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết đồng thanh. Trong, chốc lát, ba người, đều lộ vẻ bối rối, hiển nhiên không ngờ đối phương cũng mang thai. Long Ngũ khá là không nói nên lời, vốn dĩ tôi định nói cho hai người biết Vận Vận mang thai, ai ngờ bên hai người cũng mang thai, hôn ước từ bé, đính trước không? Anh Long Ngũ, tư tưởng cổ hủ gì vậy? Hơn nữa hai nhà chúng ta cũng không đính được. Dương Tiêu xua tay. Long Ngũ tức giận nói, sao lại không đính được, tên nhóc nhà cậu ghét bỏ bảo bồi nhà tôi hay thế nào? Tất nhiên, Long Ngũ nói với một giọng điệu trêu đùa. Anh cho là thích hợp à? Mộc Tuyết cùng chị dâu có quan hệ gì? Đây không phải lộn xộn sao? Dương Tiêu vẻ mặt vô tội. Long Ngũ vỗ trán, cũng đúng. Đường Mộc Tuyết và Đường Vận là người cùng tộc, nếu con của họ kết tóc trăm năm thế thì đúng là lộn xộn. Hai nhà chúng ta ai mời trước? Dương Tiêu cười khà khà nói. Việc Đường Vận mang thai năm ngoài dự đoán của Dương Tiêu, anh và Long Ngũ luôn có quan hệ tốt, hai người phụ nữ cùng mang thai, đây cũng được coi là niềm vui nhân đời. Long Ngũ tự hào nói, chắc chắn là tôi mời trước, con của tôi chắc chắn lớn hơn con của hai người mấy ngày. Chúng tôi được hơn nửa tháng, chỉ là hôm nay mới kiểm tra ra. Được, vậy anh Long Ngũ mời cơm trước. Dương Tiêu cười sảng khoái. Đường Mộc Tuyết hỏi, chị Vận đâu? Kha kha, ở nhà nghỉ ngơi. Long Ngũ nở nụ cười hạnh phúc. Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết nhìn nhau, trong mắt cũng ngập tràn dịu dàng. Đường Mộc Tuyết hy nói với Dương Tiêu, em giải quyết công việc của công ty trước, đợi khi nào xong việc sẽ đến thăm chị Vận. Ừ, Dương Tiêu đồng ý. Chào Long Ngũ xong Dương Tiêu chuẩn bị về nhà học tâm pháp tối cao của Long Môn. Sắp được làm bố, cảm giác khủng hoảng của Dương Tiêu càng trở nên mạnh mẽ hơn. Anh phải giải quyết mọi hận thù trước khi bé được sinh ra, sau đó anh và Đường Mộc Tuyết sinh đứa con đầu lòng suôn sẻ. Trong xe, Dương Tiêu gọi một cuộc điện thoại, ám Kim Long Vương, cử cao thủ đến bảo vệ an toàn cho Mộc Tuyết.
Vâng, Long chủ, một giọng nói già nua phát ra từ điện thoại. Bây giờ, Dương Tiêu đã gặp hai trong dưới vị tứ đại Long Vương, đó là Bắc Hải Long Vương ở Giang Nam và Ám Kim Long Vương ở Trung Nguyên. Có Ám Kim Long Vương bí mật bảo vệ Đường Mộc Tuyết, sự an toàn cá nhân của Đường Mộc Tuyết chắc không có vấn đề lớn. Ngay sau đó, Dương Tiêu gọi điện cho Lý Minh Hiên, Lý Minh Hiên, bảo bộ anh bên Đông Hải tăng cường phân, bố đầu tư vào Trung Nguyên một lần nữa, anh lấy tốc độ nhanh nhất chiếm một nửa thị trường Trung Nguyên, chờ áp chế Đường Hạo Bát cứ lúc nào. Vâng, điện hại Lý Minh Hiên trịnh trọng nói. Gọi xong Dương Tiêu thở phào nhẹ nhõm. Trong tối có Ám Kim Long Vương bảo vệ sự an toàn của Đường Mộc Tuyết, ngoài sáng có Lý Minh Hiên hỗ trợ Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu có thể yên tâm làm những gì mình muốn làm. Kít. Ngay lúc vừa đến công biệt thự bên Hỗ Nhan Minh, một bóng người cầm dao bếp điên cuồng lao ra, một luồng sát khí mạnh mẽ bao quanh Dương Niicuie hả? Có sát thủ. Nhìn thấy có người chặn đường, vẻ mặt Dương Tiêu thay đổi. Dương Tiêu, mẹ cậu lửa tiền mồ hôi nước mắt của tôi liều mạng với nhà các người. Người lao ra là một người phụ nữ trung niên, trong tay bà ấy cầm con dao, đôi mắt đỏ ngâu dày đặc, giống như lệ quỷ rất dọa người. Dì Lưu. Nhìn rõ người lao ra, Dương Tiêu vội vàng phanh lại. Dì Lưu tên là Lưu Phân, trước đó đã gặp Dương Tiêu mấy lần ở thành phố cũ. Trước khi chuyển đi, họ sống trong cùng một tiêu khu. Sau khi xác nhận không phải sát thủ, Dương Tiêu nhíu mày, hoàn toàn ưng biết sốt cuộc dì Lưu muốn làm nhóm nhân viên bảo vệ ở cổng Hồ Nhạn Minh lần lượt sừng. Sốt, họ không ngờ lại có người tấn công vào khu biệt thự bên Hỗ Nhạn Minh. Đội trưởng đội bảo vệ nhanh chóng hét lên. Là xe của anh Dương, mau, ngăn bà ta lại. Nhóm nhân viên bảo vệ lao tới, nhanh chóng khuất phục dì Lưu đang cầm con dao. Đội trưởng, phải làm gì? Một nhân viên bảo vệ hỏi. Đội trưởng đội bảo vệ lạnh lùng nói, dám hành hung anh Dương, lập tức đưa người phụ nữ tranh chua này đến đồn cảnh sát. Khoan đãi Dương Tiêu nhanh chóng ngăn lại. Đội trưởng đội bảo vệ nhìn Dương Tiêu, anh Dương, có chuyện gì à? Thả dì Lưu ra, tôi biết bà ấy. Dương Tiêu trầm giọng nói. Đội trưởng đội bảo vệ kinh ngạc một lúc, anh ta không hề do dự nhanh chóng phất tay, đám người thả Lưu Phân ra. Lưu Phân được thả ra, đặc biệt kích động, Dương Tiêu, mẹ cậu lừa tiền mồ hôi nước mắt của tôi, lừa tiền tôi dành mua nhà cho con trai, tôi muôn đồng quy vu tận với các người. Nói xong, Lưu Phân lao về phía Dương Tiêu. Dì Lưu, rốt cuộc là có chuyện gì? Sao mẹ tôi lại lừa tiền của dì? Trước tiên dì đừng kích động. Nếu mẹ tôi thật sự lừa tiền của dì, bất kể bao nhiêu tôi sẽ đưa ngay cho dì. Dương Tiêu nghiêm mặt nói. Nghe vậy, Lưu Phân Dương nhanh múa vuốt sửng sốt nói, thật. Thật không, cậu chắc chắn sẽ trả lại tiền cho tôi. Tất nhiên, tôi cần phải biết rõ chuyện này trước đãi Dương Tiêu trịnh trọng gật đầu. Trong ấn tượng của Dương Tiêu, dì Lưu là một người rất tốt bụng, mặc dù nhiều người trong tiểu khu có thành kiến với anh, những dì Lưu không bao giờ coi thường anh. Thấy Dương Tiêu không có vẻ gì đang nói dối, Lưu Phân mới nói rõ mọi chuyện với Dương Tiêu. Hóa ra trong khoảng thời gian này Triệu Cầm mê mẫn đầu tư chứng khoán. Một tuần trước, Triệu Cầm tìm Lưu Phân, nói với Lưu Phân có một cơ hội tốt kiếm rất nhiều tiền, nếu may mắn ít nhất có thể nhân đôi số tiền đó. Lưu Phân đã có tuổi, không hiểu Internet, càng không hiểu quản lý tài chính và chứng khoán có ý nghĩa như thế nào. Triệu Cầm nói rất kỳ diệu, Lưu Phân rất sao động. Nghĩ đến bây giờ gia đình Triệu Cầm sống trong một biệt thự rộng lớn bên Hồ Nhạn Minh, tâm trạng của Lưu Phân chấn động không thôi. Triệu Cầm nhận ra Lưu Phân đã sao động, thề chỉ trong một tuần sẽ tăng gấp đôi số tiền đã đầu tư. Trước sự dụ dỗ không ngừng của Triệu Cầm, Lưu Phân đã chuyên toàn bộ 800.000 tệ tài sản của cả gia đình dành mua nhà cho con trai cho Triệu Cầm, đợi một tuần sau Triệu Cầm sẽ trả lại cho bà ấy 1.600.000 tệ. Không ngờ. Sáng sớm nay gọi điện cho Triệu Cầm lại phát hiện không liên lạc được với Triệu Cầm, WeChat bị chặn, mọi phương thức liên lạc đều bị cắt đứt. Trong chốc lát, Lưu Phân cảm thấy như bị sét đánh trúng, bà nhận ra mình đã bị lừa. Sau khi người chồng biết chuyện thì vô cùng tức giận. Sai khi con trai biết chuyện, suýt không nhận bà là mẹ nữa. Vợ chồng bà làm việc vật vả một đời tiết kiệm được 800.000 tệ, 800.000 tệ này là số tiền bà chuẩn bị mua nhà cưới cho con trai. Nghĩ đến số tiền mồ hôi nước mắt cả đời của mình bị lừa mật, Lưu Phân suy sụp suýt tự tử. Vì vậy, Lưu Phân đã ngồi chờ trước công biệt thự bên Hồ Nhạn Minh từ sớm, mong tìm được gia đình Triệu Cảm, liều mạng với gia đình Triệu Cầm. Tục ngữ nói, việc cắt đứt của cải của một người cũng giống như giết chết cha mẹ.
này trực tiếp lừa gạt số tiền mồ hôi nước mắt kiếm vật vả cả một đời của người ta, điều này làm sao không khiến Lưu Phân phát điên cho được. Mọi chuyện là như vậy, tất cả đều là chuyện tốt mà mẹ cậu làm. Bà ta là phội kẻ dối trá, tôi không nên tin bà ta. Bây giờ bạn già của tôi tức giận đến mức ngất xỉu, con trai tôi sắp không nhận người mẹ này nữa. Ồ, Lưu Phân kích động bật khóc. Dương Tiêu nhíu mày, anh thật không ngờ tới Triệu Cầm sẽ không đánh bạc, vậy mà lại bắt đầu chơi cổ phiếu. Đầu tư cổ phiếu thì cứ đầu tư đi, vì đầu tư cổ phiếu mà không ngần ngại lừa gạt tiền mồ hôi nước mắt của người ta vất vả kiếm cả đời. Những phương pháp như vậy thực sự khiến cả người lẫn thần tức giận. Nhìn Lưu Phân đang kích động, Dương Tiêu xoa dịu, dì Lưu, đi có thể cho tôi xem ghi chép chuyển tiền không? Ghi chép chuyển tiền, có cói. Lưu Phân đưa một tờ đơn ghi chép chuyển tiền cho Dương Tiêu. Dương Tiêu nhìn lướt qua, tài khoản thụ hưởng rõ ràng là của Triệu Cầm. 800.000 tệ tiền gửi, không hề thiếu một xu. Nhìn chằm chằm vào tờ đơn, vẻ mặt của Dương Tiêu lập tức bị mây mù bao phủ. Anh vốn tưởng rằng trong khoảng thời gian này Triệu Cầm đã thành thật hơn nhiều, nhưng ai ngờ bản tính khó rời, lại nảy sinh đúng sai. May mắn Dương Tiêu có thể thanh toán nổi khoản 800.000 tệ này, nếu không thanh toán được, chắc chắn sẽ làm hại cả một gia đình. Sau khi xem xong, Dương Tiêu trả lại tờ đơn cho Lưu Phân, dì Lưu, tài khoản của dì là gì? Tôi sẽ chuyển 800.000 tệ này cho dì. Hả, cậu chuyển cho tôi, bây giờ à? Lưu Phân kinh ngạc hỏi. Dương Tiêu gật đầu nói, đúng, cho tôi xô tài khoản đi. Lưu Phân do dự một lúc, sau đó nói với Dương Tiêu một xô thẻ ngân hàng. Dương Tiêu cũng không do dự, mở ngân hàng di động chuyên 800.000 tệ theo xô thẻ ngân hàng mà Lưu Phân cung cấp. Tỉnh tiếng tin nhắn nhắc nhở vang lên, tiếng tin nhắn vang lên từ điện thoại di động của Lưu Phân. Mở ra thì thấy tài khoản của mình thật sự đã được cộng thêm 800.000 tệ. Dì Lưu, sau này dì nhất định phải nhớ, không thể tùy tiện cho mượn tiền, trong đầu tư quản lý tài chính cần thận trọng. Dương Tiêu nhắc nhở. Lưu Phân cảm động đến mức rơi nước mắt, cảm ơn rất nhiều. Dương Tiêu thở dài, anh biết người dân lao động bình thường kiếm tiền khó khăn như thế nào. Nếu Lưu Phân không lấy được 800.000 tệ này, thì e rằng một gia đình sẽ thực sự tan vỡ. Ngay lúc này, trong một văn phòng ở thành phố Trung Nguyên. Tụt rồi, sao lại tụt nữa? Nhìn thấy số cổ phiếu mà mình mua tụt xuống, Triệu Cầm cảm thấy đau nhói. Khó khăn lắm bà ta mới lừa được 800.000 tệ, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi bà ta đã mất gần 200.000 tệ trong cổ phiếu. Thị trường chứng khoán quá hỗn loạn, Triệu Cầm một người ngoài ngành chỉ có thể tiêu tiền một cách vô ích. 3 triệu, thật đáng tiếc, lại giảm mạnh. Bà đừng lo, lần này chúng tôi đã nghiên cứu thầy một cổ phiếu sẽ tăng vùn vụt, bà về chuẩn bị tiền triệu đi. Tôi bảo đảm với bà sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Người thanh niên đeo kính gọng vàng đứng bên cạnh trịnh trọng nói. Kiếm được rất nhiều tiền. Tôi thấy là thua đến mức ngay cả quần cọc cũng không còn thì có. Đúng lúc này, một giọng nói đầy mỉa mai vang lên, chỉ thấy không biết Dương Tiêu đã bước tới từ lúc nào. Tên vô dụng nhà cậu đến đây làm gì? Triệu Cầm lạnh lùng liếc nhìn Dương Tiêu. Thanh niên đeo kính gọng vàng nhìn Triệu Cầm, bà Triệu, bà biết tên nhóc này. Đương nhiên biết, đây là đứa con ở dãy kia của tôi. Triệu Cầm tỏ vẻ chán ghét. Nghe vậy, thanh niên đeo kính gọng vàng khinh thường nở nụ cười, thì ra anh chính là Dương Tiêu. Sao? Anh hiểu đầu tư cổ phiếu à? Tôi không hiểu, chẳng lẽ anh hiểu chắc? Dương Tiêu thờ ơ nói. Cổ phiếu mình mua giảm mạnh, Triệu Cầm đang tức giận, nghiêm mặt nhìn Dương Tiêu, đổ sao chỗ nhà cậu im miệng đi. Từ khi cậu ở trong cái nhà này, cậu đã lắp đầy một viên gạch vào nhà này chưa? Cái đồ vô tích sự. Như thể Dương Tiêu là một tên hề, tất cả cổ phiếu bà ta mua giảm mạnh là vì vận xui do Dương Tiêu mang lại. Bị Triệu Cầm nhắm tới như vậy, Dương Tiêu càng tức giận hơn. Nói khó nghe tí thì Triệu Cầm này đúng là kiêu người ba ngày không phá nhà không chịu được. Trước kia vì Triệu Cầm tới sòng bạc đã mang đến cho mình những rắc rối không đáng có. Nếu không phải cứu kịp thời, e rằng Triệu Cầm đã bị tra tấn đến chết trong sòng bạc từ lâu rồi. Trong ấn tượng của Dương Tiêu, Triệu Cầm ngoài việc yêu thương hai cô con gái đang được công nhận ra, thì không còn điểm tốt gì nữa. Đây mới mấy ngày. Vậy mà Triệu Cầm lại tham gia vào thị trường chứng khoán, đây không phải đang gây rắc rối cho mình sao? Con là sao chổi? Dương Tiêu lạnh lùng nhìn Triệu Cầm. Cảm nhận được một luồng khí lạnh xông thẳng vào mặt, Triệu Cầm sợ hãi co rụt cô lại, vẻ thù địch trên mặt lập tức biến mất rất nhiều. Trước đó Dương Tiêu đã ngả bài với bà ta,
lại còn có Lăng Ảnh Huyên liên tục gây rắc rối cho bà ta, những chuyện này khiến Triệu Cẩm Vân luôn sợ hãi. Lần trước Dương Bân Hàn đột kích, tạt nước nóng vào mặt Triệu Cẩm. Cho tới bây giờ, Triệu Cẩm nghi ngờ Dương Bân Hàn chính là Dương Tiêu đã cố ý tạt nước nóng vào mặt bà ta. Triệu Cẩm sợ hãi nhìn chăm chăm Dương Tiêu, Dương Tiêu, cậu muốn làm gì? Cậu định ra tay hành hung hả? Con ra tay hành hung, mẹ có biết vì chuyện này mà dì Lưu đã suýt bị hại chết không? Cả gia đình của dì Lưu vì chuyện này mà suýt bị mẹ hại tan nát. Dương Tiêu lạnh lùng nói. Làm người phải tự hỏi lương tâm, hành vi của Triệu Cẩm đã được gọi là lừa đảo. Lấy 800.000 tệ của người khác, sau đó lại chặn điện thoại của họ cùng nhiều cách liên lạc khác, những thủ đoạn này rất mắt trí. Triệu Cẩm nghe vậy lập tức khinh thường nói, vớ vẩn, là Lưu Phân muốn kiếm nhiều tiền, giao cho tôi số tiền này để cho tôi đầu tư cổ phiếu, liên quan gì đến tôi? Hơn nữa, đến lượt cậu xen vào chuyện này à? Cậu là cái thá gì dám la lối trước mặt tôi? Có người ở đây, Triệu Cẩm không sợ Dương Tiêu dám vô lễ với mình. Sinh ra làm người, mẹ không thấy có lỗi à? Nhìn chằm chằm Triệu Cẩm không biết xấu hổ, trong lòng Dương Tiêu dâng lên một loại phản cảm sâu đậm. Lúc trước anh còn có chút hy vọng về Triệu Cẩm, nhưng đổi lại Triệu Cẩm lại càng tệ hơn. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, muốn Triệu Cẩm trở nên tốt là điều vô cùng khó. Vẻ mặt Triệu Cẩm cao ngạo nói, có lỗi. Tôi thấy người có lỗi là cậu mới đúng chứ. Con rơi nhà họ Dương ở Đê Đô. Theo quan điểm của Triệu Cẩm, cho dù Dương Tiêu xuất thân từ nhà họ Dương ở Đê Đô, thì vẫn như cũ là một phôi thai thổ cạch không thể lên sân khấu. Chỉ cần Dương Tiêu chưa có ngày thành công, thì vẫn sẽ coi thường Dương Tiêu. Sở dĩ Đường Mộc Tuyết kiểm soát tập đoàn Tuyết Tiêu đều là công lao của con gái bà ta, không liên quan gì đến Dương Tiêu. Nói chăng ra, từ đầu đến cuối Triệu Cẩm chỉ đơn giản là không vừa mắt Dương Tiêu, vừa nhìn thấy Dương Tiêu thì liên cảm thấy buồn nôn. Mặc dù lần trước ở huyện Thiên Sơn mẹ bà ta đã bị Triệu Văn Chiết và Tôn Phú Quý giết, Dương Tiêu có rất nhiều công lao trong việc xác định kẻ giết người. Nhưng sau một thời gian Triệu Cẩm cảm quy cộng hầy Dương Tiêu làm tất cả những điều này là chuyện đương nhiên. Nếu không phải Dương Tiêu tặng hai cây nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi, Triệu Văn Triệt và Tôn Phú Quý cũng sẽ không thấy tiền mở mắt, mẹ bà ta sẽ không bị sát hại dã man. Từ một góc độ khác, Dương Tiêu mới là hung thủ thật sự sát hại mẹ bà ta. 3 triệu, xem ra con rể của bà không phải kẻ kiêu căng ngạo mạn bình thường. Thanh niên đeo kính gọng vàng nói đùa. Thanh niên này là Trình Hâm, một chuyên gia đầu tư và quản lý tài, Trình, được Triệu Cẩm khá tin tưởng. Dương Tiêu liếc nhìn Trình Hâm, lạnh lùng nói, đây là chuyện gia đình chúng tôi, một người ngoài như anh không nên xen vào. Dương Tiêu không có tí ấn tượng tốt nào với Trình Hâm, anh biết Triệu Cẩm nhiệt tình với cổ phiếu như vậy chắc chắn có liên quan rất nhiều đến người này. Như mọi người đều biết, rủi ro khi đầu tư cổ phiếu rất lớn, một gia đình nhà tan cửa nát, vợ con ly tán là chuyện bình thường. Dương Tiêu đã từng rong ruổi trên sân khấu thế giới, mọi người từ mọi tầng lớp xã hội nào mà anh không nhìn thấy. Trong số tất cả các lĩnh vực xã hội có loại nào mà anh không tham gia. Đầu tư cổ phiếu, đối với Dương Tiêu thì anh hiểu rất rõ. Năm đó một tay Dương Tiêu kiểm soát thị trường chứng khoán trên sàn Nasdaq ở nước ngoài, nhìn ra thị trường chứng khoán toàn cầu. Thật không, muốn xử lý chuyện của gia đình thì về nhà mà xử lý, đây là nơi nào? Là nơi nên xử lý việc gia đình à? Hơn nữa, tôi và bà Triệu là bạn hàng, bà Triệu còn là bề trên, sao anh có thể nói chuyện với bề trên như thế? Trình Hâm kiêu ngạo trách mắng. Triệu Cẩm hoàn toàn không quan tâm đến Dương Tiêu, bà ta nhìn Trình Hâm, cậu Trình, cậu có chắc lần sau sẽ phát tài không? Yên tâm, chúng tôi có dữ liệu lớn bảo đảm lần sau bà Triệu sẽ kiếm được bộn tiền. Trình Hâm thề nói. Triệu Cẩm hơi do dự, trịnh trọng nói, vậy tôi trở về nghĩ biện pháp, gom góp 1 triệu tệ rồi lại tới. Không sao, tôi Trình Hâm, một nhà đầu tư cổ phiếu chuyên nghiệp bảo đảm lần sau sẽ kiếm được nhiều tiền. Trình Hâm cười to thoải mái. Đủ rồi. Nhìn thấy một người sẵn sàng chơi một người sẵn sàng nhận, Dương Tiêu không nhịn được nữa quở trách. Triệu Cẩm giật mình, bà ta nhìn Dương Tiêu tức giận nói, đồ vô tích sự nhà cậu nói to như thế làm gì? Mẹ thật sự cho rằng anh ta có thể kiếm bộn tiền cho mẹ à? Đừng mơ mộng, nữa, con có thể đảm bảo người này là một kẻ dối trá trong đầu tư cổ phiếu và quản lý tài chính. Mẹ có biết có bao nhiêu công ty vỏ bọc đang cạn kiệt tiền trên thị trường chứng khoán không? Dương Tiêu nhìn về phía Triệu Cẩm. Từng là lưỡi dao sắc bén của đất Ni, bước đi trên đấu trường quốc tế, thị trường chứng khoán luôn là tâm điểm của Dương Tiêu.
anh hiểu sâu sắc một điều, nhiều cổ phiếu trên thị trường tưởng như đang trên đà tăng giá nhưng thực chất chỉ là ảo tưởng về sự thịnh vượng. Loại công ty này được gọi là công ty vỏ bọc, trên thực tế là lừa tiền. Nhiều công ty đang đứng trước bờ vực phá sản, sử dụng những phương pháp này để tích lũy tiền, sau đó cổ phiếu bán ra gần hết, giá trị của chúng giảm mạnh. Như đã biết, đầu tư cổ phiếu luôn tiềm ẩn rủi ro, ngay cả khi mua cổ phiếu của các công ty lớn tầm cỡ thế giới, cổ phiếu cũng giảm theo thời gian, chứ đừng nói đến cổ phiếu của các công ty không được nhiều người biết đến, thậm chí ít nghe nói đến. Có nhiều người tự nhận là chuyên gia đầu tư cổ phiếu chuyên phục vụ những công ty sắp phá sản hoặc không còn vốn, lừa gạt những người không hiểu rõ về đầu tư cổ phiếu. Rõ ràng, chuyên gia đầu tư cổ phiếu tên Trình Hâm này là một kẻ lừa đảo phục vụ cho một công ty vỏ bọc. Triệu Cầm cười khinh thường, làm như cậu hiểu rõ không bằng. Cái đầu sao chổi nhà cậu, hiểu thị trường chứng khoán, hiểu cái quan, bớt tỏ ra huyền bí ở đây đi. Trong khoảng thời gian trước, bà ta quen biết Trình Hâm một chuyên gia đầu tư cổ phiếu, sau đó kiếm được một số tiền nhỏ. Có phân tích của Trình Hâm, cùng những thăng trầm cuối cùng cũng kiếm được tiền, nhưng lần này lại mất rất nhiều. Triệu Cầm một lòng muốn phát tài, bà ta tin với sự giúp đỡ của Trình Hâm, lần sau sẽ có thể kiếm được nhiều tiền. Con không hiểu thị trường chứng khoán. Tốt tốt tốt, Dương Tiêu tự giễu. Ngay sau đó, Dương Tiêu lấy điện thoại di động ra bấm gọi, kiểm soát ngay, để cho tất cả cổ phiếu công ty mà mẹ vợ tôi Triệu Cầm mua lại hiện nguyên hình. Vâng, điện hại một giọng nói già nua vang lên trong điện thoại. Trình Hâm khinh thường, để cổ phiếu công ty mà bà Triệu mua hiện nguyên hình. Vô lý, thật nực cười. Cậu Trình đừng quan tâm đến tên rác rưởi này, chắc là trước khi ra ngoài tên rác rưởi này đã uống nhầm thuốc. Triệu Cầm cực kỳ khinh bỉ Dương Tiêu. Ngay lúc lời của Triệu Cầm vừa dứt, Triệu Cầm nhìn đồ thị dữ liệu tăng trưởng thị trường chứng khoán trên điện thoại di động, trong nháy. Mắt như thể bị trúng 1.000 điểm sát thương. Nhìn kỹ thì cổ phiếu bà ta mua đang lao dốc, rơi xuống đáy với tốc độ cực nhanh. Giảm, thật sự giảm. Nhìn thấy giá cổ phiếu lao dốc, Triệu Cầm bứ, bị sét đánh, vẻ mặt lập tức ngơ ngác nhìn Dương Tiêu. Sau đó, nhóm cổ phiếu mà Triệu Cầm tham gia đã hoàn toàn bị nổ tung. Đờ mò, mau nhìn, công ty Kim Đỉnh vừa tuyên bố phá sản, tất cả những người mua của công ty Kim Đỉnh đều mắt trăng. Đậu xanh rau mái công ty Vân Khởi cũng phá sản rồi, có chuyện gì vậy? Hai công ty lớn liên tiếp tuyên bố phá sản. Khoan khoan, hình như vừa nãy công ty Đông Phương Thiên Lan cũng tuyên bố phá sản. Trong tích tắc, ba công ty liên tiếp tuyên bố phá sản, gây náo loạn toàn bộ thị trường chứng khoán. Hai mắt Triệu Cầm đờ đẫn, phá sản. Tại sao lại phá sản hết? Hai mắt bà ta tối sầm lại, thân thể run rẩy loạng choạng suýt ngã xuống đất. Phá sản, làm sao có thể? Trình Hâm đeo kính gọng vàng lấy điện thoại di động ra, nhìn chằm chằm thị trường chứng khoán trong mắt như sắp rơi ra ngoài. Đúng vậy, cả ba công ty lớn lấy tốc độ sét đánh tuyên bố phá sản. Mà Triệu Cầm mua cổ phiếu vừa đúng ba công ty này, vừa hay Trình Hâm phục vụ đúng ba công ty này. Trong ba công ty này, hai công ty sắp lâm nguy, công ty còn lại trực tiếp là công ty vỏ bọc. Thật tình không biết, Dương Tiêu vừa gọi điện thoại cho nguyên lão phụ trách tài chính của Long Môn, trực tiếp khiến ba công ty mà Triệu Cầm mua cổ phiếu hiện nguyên hình. Thế lực của Long Môn bao phủ khắp nơi trên thế giới, của cải tràn ra toàn bộ thế giới, xâm nhập vào vô số tập đoàn. Dương Tiêu có thể nhìn thấu những công ty đang phát, triển giàu có này trong nháy mắt, có thể khiến chúng biên mật chỉ bằng một suy nghĩ. Choáng váng, Triệu Cầm hoàn toàn ngây người. Tuy cổ phiếu giảm mạnh nhưng ít nhất bà ta còn có thể chấp nhận được, trong tay vẫn còn 1-200.000 cổ phiếu. Giờ thì hay rồi, công ty phá sản, thị trường chứng khoán sụp đổ, 800.000 tệ mà bà lây được từ Lưu Phân trước đó và tất cả số tiền bà ta có trong tay đều mất. Dương Tiêu nhìn Triệu Cầm, bây giờ hắn là mẹ tỉnh ngộ hoàn toàn rồi chứ. Đã nói rồi, đây là những công ty vơ vét của cải. Người không hiểu thị trường chứng khoán chỉ vô cớ đưa tiền cho người khác. Trùng hợp, bà Triệu, tất cả đều là trùng hợp. Trình Hâm vội vàng nói. Triệu Cầm là một người liêu lĩnh với ước mơ làm giàu, ba công ty này đã phá sản, anh ta còn có thông tin liên lạc của công ty khác. Triệu Cầm đổ tiền vào đó, các công ty này trả hoa hồng cho anh ta. Trình Hãm đương nhiên không muốn mắt. Những khách hàng ngu ngốc có nhiều tiền như Triệu Cầm. Nghe vậy, Triệu Cầm giả vờ bình tĩnh, đúng đúng đúng, trùng hợp, chắc chắn là trùng hợp.
bà ta đã nghe nói nhiều người kiếm được rất nhiều tiền nhờ đầu tư cổ phiếu, bà ta không tin mình không thể kiếm được tiền. Trùng hợp, Triệu Cầm, con thầy mẹ thật sự bị mỡ heo làm mù mắt rồi. Hiện tại thị trường chứng khoán tương, đối ổn định, có nhiều người hiểu rõ thị trường chứng khoán hơn mẹ, mẹ chẳng hiểu gì cả, làm sao có thể kiếm tiền. Đừng ngu nữa. Dương Tiêu nói một cách không thương tiếc. Thấy Triệu Cầm chết cũng không thay đổi, Ưu Tiêu gọi thẳng tên Triệu Cảm, hy vọng có thể đánh thức Triệu Cầm. Trình Hâm khinh thường nói, bà Triệu, con dê bà thật kiêu ngạo. Dám gọi thẳng tên bà, thật là coi trời bằng vung. Nếu cứ tiếp tục như vậy, làm sao bà có thể có được chỗ đứng trong gia đình? Chẳng lẽ định để thằng ở dễ làm chủ? Nghe vậy, Triệu Cầm tức giận, đều do miệng qua đen nhà cậu lắm lời. Nếu không phải vận đen trên người cậu, cổ phiếu mà bà đây mua có lẽ còn tăng vọt. Tăng vọt, Dương Tiêu lắc đầu. Coi như anh đã nhìn ra, mình tròn mắt Triệu Cầm sai hết, đúng cũng ị thành sai, không hề có chút sự tin tưởng nào. Trình Hâm trịnh trọng nói, bà Triệu, tôi đã cùng một số chuyên gia khác về thị trường chứng khoán phân tích, lần sau đầu tư vào cổ phiếu, nhất định sẽ tăng vọt. Cảm ơn cậu Trình, đợi tôi về nhà xin con gái 1 triệu tệ sẽ đến đầu tư chứng khoán. Triệu Cầm cho rằng là thật. Triệu Cầm đã quyết định, đợi về nhà hỏi Đường Mộc Tuyết xin 1 triệu tệ, hôm nay sẽ đưa hết 1 triệu tệ vào thị trường chứng khoán. Dương Tiêu hiểu rõ Triệu Cầm đã là một người mê cờ bạc. Ai thông minh cũng biết, ngoài cuộc tỉnh táo, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường. Một khi con bạc lên bàn cược, một khi đã lên đầu thì e là ngay cả 8 châu kéo cũng khó được. Triệu Cầm này rõ ràng có ý định không thầy quan tài không đô lệ. Bây giờ Đường Mộc Tuyết đang mang thai, theo tính cách của Đường Mộc Tả nếu biết Triệu Cầm đòi tiền chơi cổ phiếu, Đường Mộc Tuyết nhất định sẽ không đồng ý. Khi đó hai mẹ con nhất định sẽ xảy ra bất đồng, tính tình tranh chua của Triệu Cầm nổi lên có lẽ sẽ làm ra những chuyện điên rồ. Đường Mộc Tuyết đặt suy nghĩ lên tập đoàn Tuyết Tiêu, nếu vì chuyện này mà tức giận. Ảnh hưởng đến đứa bé thì thật sự mất nhiều hơn được. Cho nên, vì Đường Mộc Tuyết và đứa bé trong bụng Dương Tiêu nhất định phải ngăn cản ý muốn tiếp tục đầu tư cổ phiếu của Triệu Cầm. Dương Tiêu biết tất cả là do Trình Hâm nói ngon nói ngọt, anh nhìn Trình Hâm, anh là chuyên gia thị trường chứng khoán. Tất nhiên, tôi là một chuyên gia đầu tư cổ phiếu. Trình Hâm ra vẻ tự hào. Dương Tiêu chế nhạo, nếu anh đã là chuyên gia đầu tư cổ phiếu, thì sao lại đứng ở đây? Không phải giờ phút này anh nên ở nhà đêm tiên à? Anh, bị Dương Tiêu chế giễu, Trình Hâm cứng họng không nói nên lời. Dương Tiêu nói tiếp. Theo lý thì chuyên gia như anh có giá trị con người cao, không cần phân tích cho một phụ nữ trung niên chứ nhỉ. Anh đây không phải là tự hạ thấp giá trị con người mình à. Tôi, nghe vậy, vẻ mặt Trình Hâm xấu xí nhưng không thể phản bác lại. Dương Tiêu trực tiếp đánh vào điểm mấu chốt của Trình Tấn khiến Trình Hâm không nói nên lời. Đúng vậy, các chuyên gia thị trường chứng khoán thực sự đã nằm nhà đếm tiền từ lâu rồi, giá trị con người rất cao. Cũng giống như Buffett. Vị thần chứng khoán nổi tiếng thế giới, ông ấy lạnh lùng mà khiêm tốn, không hề giống nhân vật hạng hai như Trình Hâm. Triệu Cầm thấy vậy liền trách móc, Đỗ Vô Dụng nhà cậu còn dám lắm lời. Nói cho cậu biết, cậu Trình là chuyên gia thị trường chứng khoán có tiếng ở thành phố Trung Nguyên, người ta còn soát bản một cuốn sách rồi. Một nhân vật có tiếng trong ngành. Đúng vậy, nhân vật nhỏ bé như anh dám nghi ngờ quyền hạn của tôi. Trình Hâm đột nhiên tràn đầy ưu việt. Dương Tiêu giễu cợt. Tôi là nhân vật nhỏ. Úi, đây không phải là Dương Tiêu cậu Dương thân chứng khoán hạng thế giới sao? Đột nhiên, vào lúc này một ông già lớn tuổi nhìn thấy Dương Tiêu tinh thần trở nên phối chắn hơn. Dương Tiêu cậu Dương thân chứng khoán hạng thế giới. Khi nghe thấy những lời của ông già cả Triệu Cầm và Trình Hâm đều bị sốc. Ông Chu, ông đang nói gì vậy? Tên nhóc này là thân chứng khoán. Trình Hâm trợn to mắt. Ông Chu là một nhân vật nặng ký trên thị trường chứng khoán của thành phố Trung Nguyên, cũng được mệnh danh là đệ nhất trên thị trường chứng khoán Trung Nguyên, cổ phiếu được ông phân tích hầu hết đều có lãi. Triệu Cầm ý đương nhiên đã nghe danh của ông Chu, bà ta không ngờ một nhân vật nặng ký như vậy lại có thể gọi Dương Tiêu là thần chứng khoán. Ông Chu run rẩy nhìn chăm chăm vào Dương Tiêu với vẻ mặt nghiêm túc khác thường, như thể gặp một vị thần trên thị trường chứng khoán. Đúng vậy, đây là Dương Tiêu cậu Dương thần chứng khoán. Cách đây 5 năm, Dương Tiêu cậu Dương đứng trên sàn chứng khoán Nasdaq của Mỹ, cậu ấy có những hiểu biết sâu về dữ liệu lớn của toàn bộ cổ phiếu tầm cỡ thế giới. Vô số người nổi tiếng trong nước và thế giới đã hỏi ý kiến của cậu Dương.
thậm chí cả ông Buffett cũng khen ngợi cậu Dương có thừa. Nói thẳng ra, Dương Tiêu cậu Dương mới là thần chứng khoán thực sự. Ông Chu cảm thán. Cái gì, y, thần chứng khoán đẳng cấp thế giới Buffett thừa nhận Dương Tiêu mới là thần chứng khoán thực sự. Trong chốc lát, đầu óc của Triệu Cầm và Trình Hâm ong ong, rớt hàm ngay lập tức. Choáng váng, trong chốc lát ánh mắt Triệu Cầm và Trình Hâm nhìn Dương Tiêu không khác gì nhìn yêu quái. Dương Tiêu bất ngờ nhìn về phía ông Chu, ông biết tôi. 5 năm trước trên thị trường chứng khoán Nasdaq, tôi có được vinh hạnh nhìn thấy thần chứng khoán. Khuôn mặt già của ông Chu tràn đầy nhiệt huyết. Như thể Dương Tiêu là thần linh trên thị trường chứng khoán, không thể sao chép dán như một tồn tại khổng lồ. Thậm chí ông còn tận mắt nhìn thấy Buffett, một chuyên gia chứng khoán đẳng cấp thế giới, lễ độ kính cẩn với Dương Tiêu, như thê bề dưới gặp bề trên của mình. Dương Tiêu thoải mái nói, thì ra là như thế. 5 năm trước, Dương Tiêu cũng đã rong ruổi trên đầu trường quốc CSUC chưa xuất ngũ, anh quả thật còn kiểm soát thị trường chứng khoán Nasdaq. Vì chuyện đó, Dương được biết đến là hung thần của Nasdaq, là tay chơi bản tính của thị trường chứng khoán toàn cầu. Tất nhiên, Dương Tiêu xuất hiện cao cấp trên Nasdaq chỉ để thực hiện một nhiệm vụ. Nasdaq, tên đầy đủ là Hiệp hội Quốc gia các nhà buôn chứng khoán tại Hoa Kỳ sẽ tự động chào hàng, là một tổ chức giao dịch chứng khoán điện tử tại Hoa Kỳ, do công ty cổ phần thị trường chứng khoán Nasdaq sở hữu và điều hành. Nasdaq là tên viết tắt của hệ thống báo cáo thị trường tự động của Hiệp hội Quốc gia các nhà buôn chứng khoán, được thành lập vào năm 1971 và đã trở thành một trong những thị trường chứng khoán lớn nhất thế giới. Lần thực thi nhiệm vụ đó có thể nói là đã gây ra một làn sóng lớn trên thị trường chứng khoán toàn cầu. Dương Tiêu có mặt trên Nasdaq, kiểm soát toàn bộ thị trường chứng NU, khiến cả thế giới phải hoảng hốt. Tuy nhiên, sau sự việc đó, Dương Tiêu nhanh chóng biến mất khỏi tâm. Mặc dù vậy, danh tiếng hung thần Nasdaq của Dương Tiêu vẫn rất vang dội trên thị trường chứng khoán quốc tế. Trời ạ, tên này thực sự là thần chứng khoán. Trình Hâm ngắn người. Vào lúc này, anh ta mới nhận ra rằng mình thực sự đang múa rìu qua mắt thợ trước mặt Dương Tiêu, lây lòng thiên hạ. Ngay cả Warren Buffett tồn tại xứng danh là một người nổi tiếng tầm cỡ thế giới, cũng đơn giản là quá kinh khủng. Lúc này, ánh mắt Triệu Cầm nhìn Dương Tiêu không khác gì nhìn yêu quái. Nasdaq 5 năm trước. Không thể nào, không phải 5 năm trước Dương Tiêu mới chính thức bước vào nhà họ Đường sao? Triệu Cầm không hề biết lúc đó Dương Tiêu còn chưa bị sát thủ hàng đầu thế giới ám sát, huống chỉ là lên vào nhà họ Đường. Dương Tiêu nhìn Triệu Cầm, cần thông minh lên, kiểm soát thị trường chứng khoán cuối cùng là nhà tư bản. Nếu nhà tư bản muốn mẹ kiếm được tiền thì mẹ sẽ kiếm được tiền. Nếu nhà tư bản khiến mẹ thua lỗ thì mẹ sẽ thua lỗ, hiểu không? Cái gọi là xuất bản sách, chỉ cần không phải là người nổi tiếng, thì là người giàu chảy mỡ. Anh ta biết rõ thị trường chứng khoán như vậy, thì tại sao lại không tự đầu tư cổ phiếu? Những tồn tại này chỉ là một đám đạo đức giả ra vẻ đạo mạo mà thôi. Hơn nữa, ngay cả Buffett thần chứng khoán được thế giới công nhận không phải lần nào cũng phán đoán chính xác. Anh đã từng quan sát thị trường chứng khoán, biết rất rõ các quy luật trên thị trường chứng khoán. Nói nghiêm túc, chỉ cần cổ phiếu còn nhiều đề thăng hạng, các nhà điều hành cấp cao của tập đoàn lớn này đã tự tay mình mua hết số cổ phiếu này. Khi thị phần thay đổi, những nhà tư gương 1181 bản này sẽ tung tất cả cổ phiếu của họ ra thị trường rất nhanh. Nếu nó thực sự sinh lời, triển vọng phát triển tốt thì tại sao phải bán cổ phiếu đang có trong tay? Nói trắng ra, các ông chủ và người sáng lập của nhiều công ty đưa ra thị trường đều dựa vào danh sách của công ty để kiếm tiền. Nếu bạn là người sáng lập công ty, bạn sẽ không dễ dàng đưa công ty ra thị trường. Công ty đang rất có lợi nhuận, tại sao phải đưa ra thị trường? Ra mắt công chúng không phải là mục tiêu cuối cùng của một công ty, làm cho công ty trở nên lớn mạnh hơn mới là mục tiêu cuối cùng. Ngay cả khi công ty có triển vọng tốt đang thiếu hụt chuỗi vốn, họ thường sẽ lựa chọn nguồn tài chính nội bộ để giải quyết. Trong vòng tròn này có quá n nhiều chủ tính, hoàn toàn không thể mô tả từng cái một. Có một câu nói rất hay, tiền không bao giờ ngủ, bản chất con người không bao giờ thay đổi, và thói quen của các nhà tư bản không bao giờ nằm ngoài suy đoán của người thường. Vẻ mặt Trình Hâm lúc trắng lúc xanh, anh ta biết câu nói đơn giản của Dương Tiêu đã tát anh ta một cái thật mạnh. Anh chuyên phục vụ các công ty vỏ bọc hay các công ty đang lâm nguy đúng không? Dương Tiêu nhìn Trình Hâm. Tôi, vẻ mặt của Trình Hâm vô cùng xấu xí. Anh ta không bao giờ ngờ tới mình sẽ gặp một chuyên gia có thể dễ dàng nhìn thấu được trò lừa đảo của anh ta.
Dương Tiêu cười nhẹ, tốt, anh không nói đúng không? Tốt, ông Chu phải. Không, chắc hẳn ông biết rõ người này chứ. Cậu Dương, cậu nói đúng, người đàn ông này là một kẻ lừa đảo trên thị trường chứng khoán, xuất bản sách và mọi thứ đều là lừa đảo. Ông Chu kính cần nói. Cái gì, lừa đảo trên thị trường chứng khoán? Ông Chu vừa nói ra lời này, Triệu Cảm như bị trúng 100.000 điểm sát thương, trong lòng có vô số con dê bắt đầu chạy loạn. Lừa đảo, chuyên gia Trình Hâm mà mình rất tin tưởng thế mà là kẻ lừa đảo trên thị trường chứng khoán. Trong phút chốc, trên mặt Triệu Cầm tràn đầy sát khí, cậu Trình, vậy? Vậy mà cậu lừa tôi? Tôi đã lừa bà lúc nào? Tôi chỉ phân tích cho bà, không chắc liệu sau khi mua chúng các cổ phiếu có tăng vọt hay không? Trình Hâm tái mặt. Dương Tiêu chế giễu cười đùa, anh Trình, anh xem sau lưng anh là yêu. Ai? Trình Hâm quay đầu lại. Nhìn kỹ lại, sau lưng anh ta không hề có ai. Vẻ on ngay lúc Trình Hâm quay đầu lại, đôi mắt của Dương Tiêu lóe lên tia sáng lạnh, một đâm đánh mạnh vào hàm của Trình Hằng. Bếp! Trình Hâm không hề ngờ tới Dương Tiêu sẽ ra tay đánh mình. Một cú đâm vào căm, Trình Hâm không kịp cảnh giác bị hoa mắt chóng mặt, lập tức ngã bệt xuống đất. Anh, danh con gái tôi, Trình Hâm kinh ngạc hỏi, tay giữ chặt lấy cằm của mình. Dương Tiêu chán ghét nói, một tên cặn bã như anh không biết đã hại bao nhiêu người nhà tan cửa nát, tôi cứ đánh anh đây. Ai Trình Hâm, tôi phải giết cậu. Triệu Cầm nổi trận lôi đình lao về phía Trình Hâm. Trình Hâm hoàn toàn bị Dương Tiêu dọa sợ, lại thấy Triệu Cầm nổi lên tính tình đàn bà đanh đá, Trình Hâm dùng mình quay đầu bỏ chạy. Nghĩ đến việc mình bị lừa vòng vòng, lại nghĩ mình bị lừa cả vốn gần 1 triệu tệ vào thị trường chứng khoán, Triệu Cầm nào có thể dễ dàng buông tha cho Trình Hâm. Bà ta túm tóc Trình Hâm, móng tay của bà ta cào thẳng vào mặt Trình Hâm. Ao đột nhiên, một tiếng hét phát ra từ miệng Trình Hâm. Triệu Cầm phát điên lên, một lần cào này khiến trên mặt Trình Hâm xuất hiện vết xước đẫm máu. Nhận ra mình bị Triệu Cầm cào hỏng mặt, Trình Hâm lao về phía Triệu Cầm như một con sư tử giận dữ, đồ đàn bà đanh đá, ông đây phế bài. Bốp một tiếng, trước khi Trình Hâm có thể hạ gục Triệu Cầm, chân phải của Dương Tiêu như sao băng đá mạnh vào bụng Trình Hâm. Trình Hâm đâu phải đối thủ của Dương Tiêu, âm một tiếng trực tiếp ngã thẳng cẳng. Trình Hâm, bà đây phải lột da của cậu. Triệu Cầm điên cuồng lao về phía người Trình Hâm. Chưa tới 3 phút, Trình Hâm nằm liệt trên mặt đất như chó chết, ôm đầu run rẩy. Tính tình đàn bà đanh đá của Triệu Cầm nổi lên, 10 con bò cũng không kìm lại được, gần như toàn bộ quần áo của Trình Hâm đều bị Triệu Cầm xé nát. Sau khi dạy dỗ Trình Hâm xong, Triệu Cầm chút được giận, bà ta nhìn Dương Tiêu, ha. Hôm nay tên phế vật nhà cậu xem náo nhiệt, thấy bà đây sâu mặt, trong lòng cậu thoải mái rồi chứ? Trong lòng con thoải mái? Không. Con rất khát vọng về mẹ, người sắp lên chức bà vậy mà còn không phân biệt được đúng sai. Dương Tiêu lạnh lùng nói rồi bước ra ngoài. Nhìn chằm chằm bóng lưng Dương Tiêu rời đi, Triệu Cầm sững sờ. Sắp lên chức bà. Chẳng lẽ Mộc Tuyết đã mang thai con của Dương Tiêu? Điều này, làm sao có thể? 5 năm qua, Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết chưa từng động phòng, chuyện này Triệu Cầm vẫn luôn biết rõ. Điều mà Triệu Cầm hoàn toàn không bao giờ ngờ tới là bà ta sắp lên chức bà. Lúc này, hai mắt Triệu Cầm tròn xoe, trong lòng chấn động không thể nói thành lời. Tôi sắp lên chức bà rồi, tôi thật sự sắp được làm bà rồi. Trên mặt Triệu Cầm ngập tràn tươi cười. Là bề trên, bà ta không muốn làm bà chắc chắn là giả. Đời này bà ta sinh 2 cô con gái là Đường Mộc Tuyết và Đường Đường. Chồng của con gái lớn là Dương Tiêu vào ở dễ. Năm đó, Triệu Cầm nhìn thế nào cũng thấy Dương Tiêu không vừa mắt, nhưng cũng khá đẹp. Nếu sau này sinh cho bà ta một đứa cháu trai mập mép, thì trong lòng bà ta sẽ cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Ai biết hai người bọn họ không làm chuyện phòng the thì thôi, nháy mắt đã qua 5 năm, Triệu Cầm từng nghĩ ngờ Dương Tiêu không phải đàn ông, về phương diện đó có phải có rối loạn sinh lý không? Đột nhiên bà ta sắp lên trước bà. Không cần nói trong lòng Triệu Cầm chấn động như thế nào. Lúc chạng vạng, Dương Tiêu đón Đường Mộc Tuyết về nhà. Còn chưa bước vào phòng khách, một mùi thơm nồng đậm bay ra từ căn biệt thự. Đường Mộc Tuyết xuống xe, ngạc nhiên nói, canh gà thơm quá, trong nhà có người đang nấu sao? Khó nói, Dương Tiêu cũng rất kinh ngạc. Vào đây 5 năm, có ngày nào mà không phải là anh chủ động nấu nướng đâu. Bình thường nếu anh không nấu ăn, chiếc nồi trong nhà có thể đã bị gì? Vừa bước vào nhà, Triệu Cầm đang đeo tạp dề vội vàng kéo Đường Mộc Tuyết ngồi xuống, mỉm cười nói, Mộc Tuyết,
con ngồi xuống trước đi, mẹ đi lấy cho con một bát canh gà. Canh gà, mẹ đang nấu cơm à? Đường Mộc Tuyết kinh ngạc nói. Lúc này Đường Kiến Quốc cũng từ bên ngoài đi về, trên tay mang theo hai đĩa nhỏ và một chai rượu sái lớn. Đường Kiến Quốc luôn thấy Dương Tiêu chướng mắt nói với Dương Tiêu, chờ lát nữa uống cùng tôi. Uống, được, Dương Tiêu không từ chối. Chỉ là, đột nhiên Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm thay đổi thái độ với anh khiến Dương Tiêu khó có thể chấp nhận được. Rốt cuộc, đã bị khinh thường trong nhà suốt 5 năm, sự thay đổi to lớn này thực sự khiến người ta trong chốc lát khó có thể thích ứng được. Vẻ mặt Triệu Cầm tràn đầy vui mừng, tự tay bưng một bát canh gà cho Đờ Ti Mộc Tuyết, nói, Mộc Tuyết, đây là gà đen mà mẹ đặc biệt mua. Mẹ đã hầm rất lâu, uống nó bồi bổ thân thể đi. Nói xong, Triệu Cầm mang thêm 4 món từ phòng bếp ra nữa, cộng với 2 món Đường Kiên Quốc mua, chính xác là 6 món và một canh. 6 món cho 4 người quả thực đã đủ, và cũng hơi phong phú. Bó, mẹ, có phải nhà mình có chuyện rất vui không? Đường Mộc Tuyết dở khóc dở cười. Em gái Đường Đường được Học viện Nghệ thuật Đề Đô Phả Lệ nhận vào học và đã đến Đề Đô, mọi người đều biết điều đó. Chỉ là, em gái Đường Đường luôn cố chấp không muốn mang đến phiền phức cho gia đình, lúc đi chỉ gọi điện thoại thông báo. Đường Kiến Quốc cười phâu, con gái, không phải con là một chuyện rất vui à? Con có chuyện vui gì? Đường Mộc Tuyết hơi bối rồi. Lúc này Dương Tiêu mới chợt nhận ra, anh cười nhẹ nhàng, Mộc Tuyết, ý của bố mẹ là chuyện em có thai, bọn họ đã biết cả rồi. Hả, biết rồi, em chưa nói mà, anh nói à? Đường Mộc Tuyết dở khóc dở cười nhìn Dương Tiêu. Hôm nay cô bận rộn cả ngày, thật sự quên mất chuyện mang thai. Triệu Cầm nở nụ cười ấm áp, chuyện này ba mẹ đương nhiên biết rồi. Đây là chuyện vui lớn nhất trong mấy năm qua của gia đình chúng ta. Mộc Tuyết, con đừng nói nữa, mau uống canh đi. Vâng vâng, lúc này Đường Mộc Tuyết mới uống một ngụm. Thật sự lâu lắm rồi trong nhà mới có chuyện vui lớn, chuyện mình mang thai quả thật là chuyện vui lớn. Nhìn thấy bố mẹ nhiệt tình như vậy, ánh mắt nhìn Dương Tiêu cũng vừa mắt hơn nhiều, cuối cùng trong lòng Đường Mộc Tuyết cũng thở phào nhẹ nhõm. Bố mẹ cô có thành kiến với Dương Tiêu trong suốt 5 năm. Từ lâu Đường Mộc Tuyết đã hy vọng một ngày nào đó bố mẹ cô sẽ đối xử với Dương Tiêu bằng một thái độ bình thường. Đường Mộc Tuyết thấy tất cả những gì Dương Tiêu đã làm, còn dễ có thể đạt được loại tình huống này thật sự là hiếm thấy, ít nhất Đường Mộc Tuyết cũng rất cảm động. Dương Tiêu cười hài lòng, anh biết chuyện lần. Này quả thật làm bầu không khí ở nhà dễ chịu hơn rất nhiều. Đường Kiến Quốc nhìn Đường Mộc Tuyết, con gái, đã bao lâu rồi? Con trai hay con gái? Ông y im miệng đi, chắc chắn là vừa mới có em bé làm sao đã biết là trai hay gái được. Dù là trai hay gái thì đều là bảo bối trong nhà mình. Triệu Cầm tức giận trừng mắt nhìn Đường Kiến Quốc. Đường Kiến Quốc vỗ trán, ừ nhỉ, tôi thật sự quên mật, hiện tại thật sự chưa khám ra được. Bó. Mẹ, mới được một tuần. Dương Tiêu cười nhẹ. Một tuần, vậy sau này Mộc Tuyết phải chú ý sức khỏe nhiều hơn. Triệu Cầm nhắc nhở. Đường Mộc Tuyết cười nói, bộ mẹ, hai người yên tâm, có Dương Tiêu chăm sóc con rất khỏe sẽ không phải chịu ấm ức. Vậy thì tốt, Triệu Cầm hơi thên thức nói. Bà ta biết con gái lớn của mình thật sự đã trói chặt trái tim mình với Dương Tiêu, sau này bà ta sẽ không thể thuyết phục được nữa. Lần này Đường Kiến Quốc chủ động rót cho Dương Tiêu một ly rượu trăng, cũng tự rót cho mình một ly. Nào, tối nay hai chúng ta uống một chút. Đường Kiến Quốc đưa cho Dương Tiêu một ly rượu trắng. Dương Tiêu nhận lấy rượu, cười nói, được, tối nay hai chúng ta uống một ít, không bao lâu nữa Đường Kiến Quốc sẽ lên chức ông ngoại, anh cũng sẽ sớm lên chức bố, đúng là trong lòng Dương Tiêu rất vui. Bữa cơm diễn ra vô cùng hòa thuận, không kém gì một gia đình kiểu mẫu. Sau khi ăn xong trở về phòng, Đường Mộc Tuyết vui mừng nói, lần này cuối cùng bố mẹ cũng có thái độ với anh tốt hơn nhiều rồi ý. Đây là nhờ có bảo bối này. Dương Tiêu nhìn bụng Đường Mộc Tuyết nói đùa. Trong đôi mặt đẹp của Đường Mộc Tuyết hiện lên niềm hy vọng gia đình này có thể tiếp tục hạnh phúc như vậy. Nếu như có thể hạnh phúc cả đời như này thì tốt biết bao. Sẽ, Dương Tiêu cười cưng chiều. Kể từ bây giờ, Dương Tiêu sẽ dùng thân thể của mình che chở cho ngôi nhà hoàn chỉnh này. Sẽ không phải chịu bất kỳ sự xâm nhập nào. Phù, cuối cùng, Đường Mộc Tuyết khẽ thở dài. Dương Tiêu kinh ngạc nói, làm sao vậy? Có chuyện gì không vui à? Ngày mai em phải bàn về việc hợp tác với một nhà tài phiệt ở Nga. Đường Hạo và gia tộc Miyamoto,
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài xô một ở Trung Nguyên liên minh muôn phủ đâu, lần này áp lực rất lớn. Dương Tiêu nghe vậy, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, ô, cuối cùng Đường Hạo cũng định ra tay. Cùng lúc đó, tầng C dưới của tòa nhà tập đoàn dược phẩm Hạo Thiên ở thành phố Trung Nguyên. Kít, một chiếc Rolls Royce màu đen từ từ dừng trước tòa nhà. Theo sau là một người nhanh chóng mở cửa xe Rolls Royce, bước xuống xe Miyamoto Masao chủ nhà của gia tộc Miyamoto. Bịch 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 bị chiêu cùng lúc đó, mấy bóng người đi ra từ trong tập đoàn dược phẩm Hạo Thiên, người đứng đầu là Đường Hạo mặc vest đi giày ra. Sau khi có giá trị con người hàng chục tỷ tệ, cả người Đường Hạo đã có những thay đổi triệt đề. Anh ta nhìn Miyamoto Masao bằng ánh mắt sâu thẳm, ông Miyamoto, rất vui được gặp mặt. Đường Hạo cậu Đường, rất vui được gặp mặt, Miyamoto Masao cười đùa nói. Hai người bắt tay nhau, bắt gặp dấu vết âm hiểm độc ác trên khuôn mặt của đối phương. Khi hai ông lớn gặp nhau, một cơn bão dữ dội chống lại tập đoàn Tuyết Tiêu lặng lẽ ập đến. Tập đoàn dược phẩm Hạo Thiên do Đường Hạo đứng đầu đã liên minh với nhà Miyamoto để chặn tập đoàn Tuyết Tiêu, điều mà Dương Tiêu không hề ngờ tới. Trong hai ngày qua Đường Hạo khá yên tĩnh, anh ta không phát động công kích mãnh liệt với tập đoàn Tuyết Tiêu. Tuy nhiên, đây là sự bình tĩnh trước sóng gió dữ dội, Dương Tiêu biết rõ điều đó. Đường Hạo và họ là những kẻ thù không đội trời chung, và việc bọn họ tấn công tập đoàn Tuyết Tiêu chỉ còn là vấn đề thời gian. Không ra tay thì thôi, đã ra tay thì giống như có sấm sét. Đường Hạo hợp tác mạnh mẽ với Miyamoto Masao, điều này nằm ngoài hy đoán của Dương Tiêu. Mộc Tuyết, lần này hợp tác với đại gia đình nào ở Nga? Dương Tiêu hỏi. Đường Mộc Tuyết nói thẳng, là người nhà họ Victor. Họ Victor, vậy mà là bọn họ. Dương Tiêu hơi kinh ngạc. Đường Mộc Tuyết ngạc nhiên, không lẽ anh từng qua lại với nhà họ Victor à?